Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 226. Diệp Thần trong mắt bên trong vẻ kinh dị trước mắt, chậm rãi thu hồi quả đấm, cau mày nhìn về phía Huyền Nhã. Huyền Nhã gặp Diệp Thần tỉnh, mặt đẹp ngay tức thì một phiến đỏ tươi, hốt hoảng cúi đầu, không dám đối với Diệp Thần ánh mắt, giải thích ngươi. Ngươi không muốn hiểu lầm, là ra ra để cho ta cho ngươi lên thuốc. Mới vừa, nàng cho Diệp Thần bôi thuốc thời điểm, nhưng mà đem Diệp Thần thân thể, nhìn một lần, hơn nữa, cái loại này thuốc dán, nhất định phải tự tay sức lên đi, hiệu quả tốt nhất, nhớ tới Diệp Thần bắp thịt cùng da xúc cảm, đến hiện tại, Huyền Nhã tim đập còn sẽ điên cuồng tăng tốc độ, thân thể mềm mại bên trong, phảng phất có một đạo dòng điện vọt qua. Cái này, vẫn là nàng lần đầu tiên cho người đàn ông bôi thuốc. Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Thực tập thế nào? Hắn hiện tại, quan tâm nhất chính là thực tập, sắp không thời gian. Huyền Nhã nghe vậy, đột nhiên đứng lên, có chút co quắp mở miệng nói, thật xin lỗi. Ban đầu, là ta hiểu lầm ngươi. Diệp Thần cau mày nói, ta không phải là hỏi cái này. Huyền Nhã nghe vậy, bả vai nhẹ nhàng run rẩy một tí, mắt đẹp tựa hồ ảm đạm một phần, bất quá, vẫn mở miệng nói, Diệp Thần, dựa theo chúng ta Huyền Yêu nhất tộc truyền thống, chém chết Hắc Vụ Gấu Vương, liền trực tiếp coi là thông qua thực tập, người thành công, hơn nữa, sáng lập một cái truyền kỳ, 3 tiếng bên trong hoàn thành yêu thần thực tập, hôm nay, người đã là yêu thần trụ trên xếp hạng thứ nhất dũng sĩ. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, thân hình động một cái, liền xuống giường, hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Mở cửa một cái, vào mắt chính là một hồi đèn đuốc sáng rực. Diệp Thần hơi sững sờ, toàn thôn cũng thiêu đốt lên liền đống lửa to lớn, không khí bên trong tràn ngập thịt thơm cùng rượu thơm, khắp nơi, đều là tiếng hát cùng cười nói, tựa như đang cử hành to lớn khánh điển vậy. Đây là, một tên ông già xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chính là Huyền Khôn. Huyền Khôn mỉm cười nói, ngươi tỉnh, mỗi lần có tộc nhân thực tập sau khi thành công, trong thôn cũng hội cử hành khánh điển, năm nay, các tộc nhân chứng kiến ngươi sáng tạo truyền kỳ hơn nữa hưng phấn. Lần này khánh điển so với thường ngày còn muốn náo nhiệt rất nhiều, thằng nhóc, đi về sau ngươi chính là ta Huyền Yêu tộc một thành viên, ngươi có tự do ra vào thánh địa tư cách. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh nói, tiền bối, dựa theo ước định, hiện tại có được hay không đem vậy thiên hỏa thần ưng, cho ta mượn. Huyền Khôn có chút kinh ngạc nói, ngươi hiện tại sẽ phải rời khỏi. Tối nay, ngươi mới là cái này khánh điển nhân vật chính, tất cả mọi người đều đang chờ ngươi gia nhập khánh điển bên trong. Diệp Thần lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta có cần giải quyết chuyện, bên trong 3 ngày muốn chạy đến ám cốc, mới sẽ tiến vào cái này Huyền Yêu tộc thánh địa, vì chính là mượn thiên hỏa thần ưng dùng một chút, hôm nay, đã không có bao nhiêu thời gian. Huyền Khôn khẽ cau mày nói, nếu ta đáp ứng ngươi, như vậy, cái này thiên hỏa thần ưng tự nhiên sẽ cho ngươi mượn, bất quá, phải chờ tới ngày mai. Ngày mai, Diệp Thần ánh mắt trầm xuống nói, vì sao? Huyền Khôn ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi ở quyết đấu bên trong, bỏ qua ta cháu gái, có biết cái này ý vị như thế nào? Diệp Thần nghe vậy sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ không hiểu. Huyền Khôn nhàn nhạt nói, bỏ mặc ngươi là cố ý, vẫn là vô tâm, cái loại này hành vi ở ta Huyền Yêu nhất tộc, cái này cũng ý nghĩa hướng vậy nha đầu cầu hôn, cho nên, ngươi phải đến khi ngày mai, cùng Huyền Nhã hôn lễ kết thúc sau đó, mới có thể rời đi. Chuyện này, ta không cho ngươi cự tuyệt, ngươi đang lúc mọi người dưới sự làm chứng đối với Huyền Nhã cầu hôn, nếu như ngươi không lập gia đình nàng, ta Huyền Yêu tộc từ đối với ngươi tôn kính, đem không có ai sẽ cùng Huyền Nhã trở thành bạn lữ, lão hủ cũng không hy vọng, thấy mình cháu gái, cô độc quãng đời cuối cùng. Đây là, đám người tựa hồ nghe được Huyền Khôn cùng Diệp Thần trò chuyện, rối rít tụ họp tới đây, mỗi một người đều là đối với Diệp Thần chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, Diệp Thần. Huyền Nhã là xứng với dũng sĩ người phụ nữ. Các ngươi sẽ hạnh phúc. Chẳng biết lúc nào, Huyền Nhã vậy đi ra gian phòng, đứng ở Diệp Thần bên người, mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ thẹn thùng. Có thể Diệp Thần nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình tạm thời mềm lòng lại sẽ là như vậy kết quả. Hắn không nhịn được nhìn một cái bên cạnh Huyền Nhã, nói thật, Huyền Nhã dung mạo vô cùng đẹp, thân hình cũng không xem những thứ khác Huyền Yêu tộc người như vậy cao lớn. Vóc người này ở Huyền Yêu tộc bên trong coi là trên thon nhỏ. Nhưng đặt ở Hoa Hạ, đều là 9 đầu người người mẫu người đẹp. Hơn nữa, lấy nhân tộc thẩm mỹ xem ra, cái này 2 chân vô cùng thon dài,
vóc người tỷ lệ có thể nói ma quỷ cực phẩm mỹ nữ chân dài, tràn đầy kiểu khác phong tình. Cho dù, Diệp Thần người phụ nữ mỗi một người đều là thiên tư quốc sắc, nhưng, cũng không có xem huyền nhã như thế đặc biệt. Hơn nữa, mới vừa huyền nhã cho hắn bôi thuốc lúc đó, hiển nhiên, có da thịt gần gũi, vẫn là đặc biệt hôn như vậy. Phải nói Diệp Thần trong lòng hoàn toàn không có cảm giác gì mà nói, đó là không thể nào, có thể hiện tại, căn bản không phải thời điểm nói chuyện yêu đương à. Hắn nhìn về phía Huyền Khôn, đang chuẩn bị giải thích, có thể chạm đến Huyền Khôn vậy tràn đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt lúc đó, không nhìn được mặt lộ cười khổ. Lão gia tử này ý, rất rõ ràng. Nếu như Diệp Thần ngay trước mọi người biểu thị, hết thảy các thứ này cũng là hiểu lầm, hiển nhiên, sẽ để cho Huyền Nhã cảm tình bị đả kích thật lớn, thậm chí, tống táng một cô thiếu nữ suốt đời hạnh phúc. Mà Huyền Khôn ánh mắt chính là nói cho Diệp Thần, nếu như Diệp Thần để cho tôn nữ bảo bối của hắn không ai thèm lấy, hắn cũng sẽ không chiếu cố đến Diệp Thần có phải hay không cái gì yêu thần trụ trên lưu danh dũng sĩ, nhất định sẽ làm cho Diệp Thần bỏ ra giá không nhỏ, chí ít, vậy thiên hỏa thần ưng là đừng suy nghĩ. Chẳng lẽ, hắn phải ở chỗ này chờ thêm một ngày? Đối với cưới Huyền Nhã làm vợ, Diệp Thần ngược lại cũng không phải như vậy mâu thuẫn, có thể hiện tại, hắn lại không thời gian chờ đợi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên ánh mắt chớp mắt, trong đầu lóe lên một đạo linh quang, hắn nhìn về phía Huyền Nhã nói, Huyền Nhã, ngươi năm nay còn không thành công năm chứ? Huyền Nhã gật đầu một cái, nàng khoảng cách trưởng thành còn thiếu 2 tuổi. Diệp Thần nghe vậy, khóe miệng nâng lên một nụ cười, đối với Huyền Khôn nói, tiền bối, ta hy vọng ở Huyền Nhã đã tham gia yêu thần thực tập sau đó, suy nghĩ thêm lập gia đình là một, dẫu sao. Lấy Huyền Nhã tư chất vô cùng có thể ở yêu thần trụ trên, lưu lại tên họ, ở trước đó, vẫn là lấy tu hành làm chủ. Huyền Khôn nghe vậy, đầu tiên là khẽ cau mày, bất quá, rất nhanh liền mặt hiện vẻ trầm ngâm. Mà Huyền yêu tộc đám người, chính là hoàn toàn xô trào. Bọn họ mỗi một người đều là thần thái sáng láng nhìn Huyền Nhã cùng Diệp Thần, thông thường mà nói, một cái thời đại, Huyền yêu nhất tộc chỉ có thể ra một cái yêu thần trụ trên lưu danh yêu nghiệt. Cho nên, thánh địa trên lịch sử căn bản không có hai người yêu thần trụ lên yêu nghiệt kết là bạn lữ trước ví dụ à. Nếu như Huyền Nhã có thể làm được nói, hắn hai người chúng ta lại là sáng lập một cái truyền kỳ mới. Huyền Nhã nghe vậy, mắt đẹp bên trong cũng là lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ, nàng nhìn về phía Huyền Khôn nói, ra ra, ta tán thành Diệp Thần nói. Ở nàng nhìn lại, đây là Diệp Thần để lại cho nàng khảo nghiệm. Diệp Thần là có thể so với Huyền Đế siêu cấp yêu nghiệt, muốn xứng với hắn, ít nhất cũng phải ở yêu thần trụ trên lưu danh mới được. Huyền Khôn đành phải gật đầu nói, đã như vậy, thằng nhóc, người đi theo ta đi. Hắn bị Diệp Thần thuyết phục. Diệp Thần nhẹ thở một hơi, cuối cùng đem cái này náo nhiệt giải quyết, còn như Huyền Nhã thực tập sau đó làm thế nào, đến lúc đó rồi hãy nói. Thân hình hắn động một cái, thì phải đi theo Huyền Khôn rời đi nơi này, đột nhiên. Diệp Thần dừng chân một cái, quay đầu nhìn về phía Huyền Nhã, mỉm cười nói, cố gắng. Tiếng nói vừa dứt, liền tại chỗ, biến mất không gặp. Huyền Nhã mắt đẹp ba động một tí, một cái tay bên trong siết thật chặt một viên thuốc. Diệp Thần đi theo Huyền Khôn nhanh chóng tiến về trước, ngay chớp mắt, liền đi tới phía sau thôn trên một tòa núi cao, phương tới gần một chút, Diệp Thần chính là không khỏi được con ngươi co rúm một cái, chỉ cảm thấy không khí quanh thân đều phải sôi trào vậy. Nơi này lửa nguyên khí sống động cực kỳ. Rất nhanh, hai người liền leo lên đỉnh núi, Diệp Thần tầm mắt phía trước xuất hiện một đầu toàn thân đỏ chót lông chim lớn ưng. Cái này lớn ưng nằm ở một nơi do màu đỏ thấm thủy tinh xếp thành xào huyệt bên trong, nhắm mắt tu nghỉ, người dài lại là sấp xỉ 10 trượng. Diệp Thần trong lòng hơi rung động, đây chính là vậy thiên hỏa thần ưng. Quả nhiên thần tuấn vô cùng. Hơn nữa, thần ưng này thực lực một chút không kém. Bất ngờ là một đầu thủy nguyên hậu kỳ yêu thú. Vậy thần ưng tựa như cảm nhận được liền chủ nhân đến, chậm rãi mở hai mắt ra, màu vàng kim con ngươi bên trong lóe lên một đạo ánh sáng sắc bén. Lệ! Thiên hỏa thần ưng thấy Huyền Khôn sau đó, phát ra một tiếng ưng khiếu, giang hai cánh ra, cả người liền thiêu đốt liền một đạo vô cùng là nóng bỏng đỏ thẫm ngọn lửa, mang theo cuồn cuộn ngọn lửa gió lốc lớn, liền hướng Huyền Khôn bay tới. Diệp Thần ánh mắt lại là động một cái, khó trách gọi là thiên hỏa thần ưng, ngọn lửa này đã đạt đến lửa trời cấp bậc. Một khắc sau, cái này giống như hỏa thần dáng thế giống vậy thần ưng, lại là vô cùng khéo léo rơi vào Huyền Khôn trước người,
thân mật dùng đầu lâu cả một cái hắn. Huyền Khôn mỉm cười nói, tốt đứa nhỏ. Ngay sau đó, hắn chỉ một cái bên cạnh Diệp Thần nói, Tiểu Hồng, người tuổi trẻ này tên là Diệp Thần, cần muốn ngươi cõng trước hắn đi ra ngoài một chuyến. Vậy được gọi là Tiểu Hồng Thiên Hỏa Thần Ưng nghe vậy, liếc mắt một cái Diệp Thần, gào to một tiếng, mắt ưng bên trong, hiện lên một chút vẻ khinh thường, một khắc sau, cơ thể đồng hồ bên trên, xích mang chớp mắt, vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hơn nữa thịnh vượng một phần. Cái này Thiên Hỏa Thần Ưng, hiển nhiên cũng không muốn bị Huyền Khôn ngoài ra người cưỡi. Huyền Khôn cười khổ lắc đầu một cái, liền muốn nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần lại là thân hình động một cái, trực tiếp hướng Tiểu Hồng trên lưng bay đi. Huyền Khôn thấy vậy sửng sốt một chút, nạt nhỏ, Diệp Thần, chú ý, Tiểu Hồng ngọn lửa, rất nguy hiểm. Cũng chính là hắn rõ ràng Diệp Thần sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, cho dù sẽ bị thương, cũng sẽ không bị ngày này lửa uy hiếp được sinh mạng, nếu không, hắn thì phải trực tiếp ra tay ngăn cản. Thiên Hỏa Thần Ưng, lấy lửa trời làm tên, cũng không phải là nói chơi. Ngọn lửa này, gọi là Thiên Ưng Hỏa, vực ngoại thần hỏa bảng, hạng trước 20. Cho dù là giống vậy Huyền Yêu nhất tộc, cũng không dám chống cự cái này Thiên Ưng Hỏa, hơn nữa, thời khắc này Tiểu Hồng mặc dù không có toàn lực phóng thích ngọn lửa, nhưng, vậy sử xuất 80% lực lượng. Lúc này trên người lửa cháy mạnh, nếu như một tên đến từ nhân tộc thủy nguyên cảnh cường giả, như thế nhảy vào đi, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu Hồng mắt liếc hướng mình nhào tới Diệp Thần, kim mâu bên trong lại là hiện lên vẻ chế nhạo ý, giống như ở xem một đầu bướm đêm đánh về phía ngọn lửa vậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần bề mặt bên trên nhưng là bỗng nhiên hiện lên một tầng ngọn lửa bạc, ở đó ngọn lửa bạc xuất hiện ngay tức thì, đúng tòa trên núi cao thuộc tính lửa nguyên khí tựa hồ cũng run rẩy một tí. Sau đó, từng đạo ánh lửa ở Diệp Thần quanh thân thoáng hiện, sáp nhập vào ngọn lửa bạc bên trong, Huyền Khôn thấy một màn này, mặt hiện vô cùng là vẻ khiếp sợ. Phải biết, Thiên Ưng Hỏa là trong lửa quân vương, trên núi này nguyên tố lửa đều ở đây Tiểu Hồng nắm trong tay dưới, tại sao sẽ đột nhiên mất khống chế, dung nhập vào ngọn lửa bạc bên trong. Hắn hướng Tiểu Hồng nhìn, nhưng là con ngươi có giúp một cái, giờ phút này, cái này vô cùng cao ngạo Thiên Hỏa Thần Ưng, trong mắt, lại là hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ. Tiểu Hồng, sợ. Sợ Diệp Thần ngọn lửa. Huyền Khôn kinh ngạc khó tin hướng Diệp Thần nhìn, ngọn lửa này cấp bậc, lại vẫn ở Thiên Ưng Hỏa bên trên. Diệp Thần không nhìn thẳng vậy hừng hực lửa cháy mạnh, ngồi ở Tiểu Hồng trên lưng, nhìn về phía Huyền Khôn nói, đa tạ tiền bối, ta cái này rời đi, 3 ngày sau, nếu là không có bất ngờ, ta sẽ mang Thần Ưng trở về. Huyền Khôn có chút ngây ngốc nhìn Diệp Thần, hắn đã rất nhiều năm, không có ở trong vòng một ngày bị khiếp sợ qua như thế nhiều lần. Diệp Thần căn bản không cách nào theo lẽ thường để phán đoán. Ngay sau đó, Huyền Khôn gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi muốn đi làm cái gì, cho ta sống trở về, thành thật mà nói, nếu là có thể, lão hủ nguyện ý giúp ngươi một tay, chỉ tiếc, bởi vì tổ tiên lưu ra lệnh, chúng ta Huyền Yêu tộc người, không có ở đây tình huống đặc biệt hạ, không cách nào rời đi thánh địa một bước. Đối đãi ngươi trở lại sau đó, ta có một món đồ phải giao cho ngươi. Vừa nói, hắn lại là nhìn về phía giờ phút này tuy là mặt đầy vẻ không vui, nhưng, lại từ đối với Huyền Viêm sợ hãi, mà không dám phản kháng Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng, thật tốt đi theo hắn. Tiểu Hồng đối mặt Huyền Khôn ánh mắt, thấp kêu liền một tiếng, hai cánh rung lên, liền hướng trời cao bay đi. Diệp Thần lấy ra vậy cái tinh thạch chìa khóa, 4 cái ánh sáng lại xuất hiện, đem Diệp Thần cùng Tiểu Hồng, cũng bao phủ trong đó, một khắc sau, liền từ tại chỗ biến mất không gặp. Một đạo ánh sáng đỏ thẫm, ngay tức thì rơi vào trăm hoang núi, một tòa phủ đệ sân bên trong, nơi này, chính là Quế Gia. Kim Thư Tuệ cùng Quế Linh Vân rất nhanh liền đi tới bên trong viện, nhìn về phía vậy thần tuấn vô cùng Thiên Hỏa Thần Ưng, mắt đẹp bên trong đều là hiện lên vẻ rung động. Diệp Thần nói, thật tốt ở lại, bỏ mặc chuyện gì xảy ra, có tin tức gì truyền tới, các ngươi cũng phải nhớ kỹ, ta Diệp Thần, sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không chết. Cho nên, ta không hy vọng phụ nữ của ta, vì ta lại lấy thân phạm hiểm. Dứt lời, cũng không cùng hai cô gái trả lời, liền cưỡi Tiểu Hồng ngay tức thì hóa là một đạo lưu quang, biến mất ở nơi chân trời, vậy chui tốc, cơ hồ giống như thuấn gì vậy. Ngồi ở Thiên Hỏa Thần Ưng trên lưng, Diệp Thần ánh mắt thâm trầm, hắn biết, lần này đi ám cốc đốt ma nghi thức, cực kỳ hung hiểm, nhưng,
hắn lại cũng không hy vọng thấy người bên cạnh mình, vì hắn mà rơi vào nguy cơ. Sân bên trong, Kim Thư Tuệ cùng Quế Linh Vân hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đẹp bên trên, đều là hiện lên lo âu nồng đậm vẻ. Các nàng giờ phút này, suy nghĩ nhiều cùng ở Diệp Thần bên người, giúp hắn bận bịu, có thể các nàng biết, lấy mình hôm nay thực lực, đi, cũng chỉ sẽ trở thành là Diệp Thần phiền toái. Hai cô gái cắn răng một cái, xoay người liền hướng trong phòng của mình đi tới, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiên quyết vẻ. Các nàng lại cũng không muốn để cho Diệp Thần một mình đối mặt hết thảy. Cho nên, các nàng không có ở đây thương cảm, mà là muốn bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây, tăng lên thực lực, là Diệp Thần chia sẻ áp lực. Dương Chân Vực, Thanh Dương Vực. Thanh Dương Vực sở dĩ tên là Thanh Dương Vực, chính là bởi vì Thanh Dương Vực hàng năm bị đặc thù sương mù bao phủ, ánh mặt trời chiếu rọi trên đó, sẽ phản xạ ra một loại quỷ dị xanh chiếu rọi. Giờ phút này, chỉ gặp một viên đầu rồng lớn, từ xanh chiếu rọi bên trong lộ ra. Vòi nước này, nhìn qua trông rất sống động, nhưng, lại cũng không vật còn sống. Mà là một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền mũi thuyền. Cái này phi thuyền, vô cùng là xa hoa khí phái, mỗi một cái chấp động tới giữa, đều có quy luật lực phun trào. Cái này lại là một kiện chân chính hỗn độn linh bảo cấp phi thuyền. Như vậy phi thuyền bên trên, nhưng chỉ đứng ba người. Một nam một nữ cùng với một tên khóe mắt rũ xuống người đàn ông trung niên. Mà phi thuyền bên trên, Minh In Thông Huyền hai chữ to bên trên phun trào ra cao nhất uy thế. Chiếc này phi thuyền, đến từ thiên nhân vực Thông Huyền Tông. Một cái lại một cái võ giả thấy cái này phi thuyền đi qua đều là mặt hiện vô cùng sùng kính, hướng tới thần sắc, không ít người đều ở đây tăng tốc độ hướng ám cốc đi. Ngày hôm nay, là ám cốc cử hành đốt ma nghi thức, nghe nói. Bọn họ chụp được một cái ám vực gian tế. Mà trọng yếu hơn chính là, chàng này buổi lễ trọng thể, đồng thời cũng là nghênh đón thiên nhân vực thánh sứ hạ xuống, dẫn Dương Chỉ Tiên phi thăng thiên nhân vực cái này vạn năm khó gặp tình cảnh à. Tại sao kêu phi thăng, đối với đại đa số võ giả mà nói, đi thiên nhân vực, chính là phi thăng. Thanh Dương vực võ giả, không có người muốn bỏ qua. Cho dù là thấy Thông Huyền Tông cường giả phong thái, vậy là chuyện tốt à. Hai tòa cao đỉnh tới giữa, là một tòa lấy Mỹ Ngọc là cơ để xây xong thung lũng, giờ phút này, đang có vô số đạo độn quang, rơi vào thung lũng bên trong. Thung lũng bên trong, một nơi vô cùng là bao la trên quảng trường, đứng lên một tòa đài cao, phía dưới đài cao, đứng một nam một nữ, nữ dung nhan tuyệt đẹp, chính là Dương Chỉ Tiên. Mà đứng ở Dương Chỉ Tiên bên cạnh, là một tên diện mạo uy nghiêm, giữ lại để dâu dê người đàn ông trung niên, hắn chính là ám cốc cốc chủ. Dương Chỉ Tiên phụ thân, Dương Thu. Dương Thu nhìn quảng trường bốn phía xây dựng nhìn trên đài, cơ hồ ngồi đầy võ giả, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Lần này, Dương Thu, mời Dương Chân Thanh Dương vực bên trong, không thiếu cường đại thế lực tới tham gia đốt ma nghi thức, không có một cái thế lực dám cự tuyệt, toàn bộ đều đáp ứng, thậm chí, Dương Chân vực bên trong, cái khác mấy vực một ít thế lực, vậy rối rít hủy thác Thanh Dương vực bằng hữu đưa tới quà tặng. Trong đó, liền bao gồm Dương Chân 36 phủ, cùng với một ít ẩn núp thế lực. Dương Thu cho tới nay cũng muốn trở thành vạn chúng chúc mục cường giả, nhưng, bởi vì hắn thân phận nhưng chỉ có thể trốn ở cái này xó xỉnh bên trong. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể đứng tại tất cả trước mặt người, cho dù là vậy Dương Chân 36 phủ, cũng phải đối với hắn cúi đầu xưng thần. Bắt đầu từ hôm nay, ám cốc liền sẽ trở thành là Dương Chân vực bên trong, không thể coi nhẹ tồn tại. Ám cốc bản thân thực lực chính là khá là mạnh mẽ, Dương Thu thân là Dương gia gia chủ, cũng là một tên thủy nguyên đỉnh cấp cường giả, có thể nói, so với bốn điện cũng không xính hơn để cho. Mà hiện tại, Dương Chỉ Tiên sắp phi thăng thiên nhân vực, mà Thông Huyền Tông, cái này ở trên trời người vực tồn tại, thì sẽ trở thành là ám cốc chỗ dựa vững chắc. Cho nên, hắn Dương Thu chính là đem toàn bộ Dương chân vực dẫm ở dưới chân, có vấn đề gì? Dương Thu mặt nở nụ cười. Tính toán một chút thời gian, Thông Huyền Tông Thánh Sứ cũng hẳn mau sắp đến. Lúc này, hắn hướng về phía chỗ ngồi lên đám người, hô to một tiếng nói, ta chính là ám cốc cốc chủ Dương Thu, hôm nay là một cái ngày đại hỷ. Cảm ơn các vị, có thể đi tới ám cốc bên trong, cùng ta cùng làm chứng. Xem chỗ ngồi một đám võ giả nghe vậy, rối rít vỗ tay. Dương Thu lại là cười một tiếng nói, chắc hẳn lấy các vị thân phận, đối với ám vực đều có nghe thấy. Trước đó vài ngày, ta ám cốc bắt được một tên ám cốc gian tế,
hôm nay, liền muốn ở chỗ này triệu tập đốt ma nghi thức. Đồng thời, đem cái này nữ ma đầu tánh mạng, hiến tặng cho sắp đến mấy vị thánh sứ. Vậy chỗ ngồi bên trên, nhất thời vang lên một hồi hoan hô. Dương Thu quát to, đem người phụ nữ kia dẫn tới. Rất nhanh, hai người đại hán mặc áo đen, đem một tên cả người là máu, thoi thóp, đã hôn mê bất tỉnh, tóc tai bù xù, xem thường mặt mũi cô gái kéo đi lên, khóa ở trên đài cao cột đá bên trên. Ngay tại lúc này, Dương Chỉ Tiên mắt đẹp bên trong, hiện lên vẻ hưng phấn nói, phụ thân, bọn họ tới. Dương Thu nghe vậy, cũng là mặt hiện đại hỉ vẻ, một chiếc to lớn phi thuyền đột nhiên vẹt ra mây mù, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy muôn vàn võ giả, đều bị cái này phi thuyền khí phái rung động, cùng lúc đó, ba cái bóng người chớp mắt liền rơi vào Dương Thu trước người. Đám người hướng cái này ba người nhìn, đều là không nhịn được trong lòng rét một cái, phần lớn người lại là liền cái này ba người tu vi đều không cách nào nhìn thấu. Bọn họ chỉ cảm thấy được, cái này trên thân ba người tản ra một loại vô cùng là sợ hãi hơi thở, chỉ là nhìn bọn họ một mắt, đám người thì có một loại linh hồn đều phải làm run rẩy cảm giác. Cái này ba tên thông huyền tông cường giả, thật đáng sợ. Dương Thu cùng Dương Chỉ Tiên thi lễ nói, bái kiến thánh sứ. Đứng ở chính giữa là tên kia khóe mắt rũ xuống người đàn ông trung niên, ở hắn bên cạnh một nam một nữ, nam tướng mạo anh tuấn, nhưng sắc mặt nhưng có chút lạnh. Mà người phụ nữ kia, lại là mang lụa đen, che ở hơn nửa mặt mũi, nhưng, nhìn ra được là cô gái đẹp. Giờ phút này, Dương gia cha con gái cũng là tròng mắt run rẩy. Cái này ba người mạnh mẽ được không cách nào hình dạng à. Tên thanh niên kia nam tử, tu vi và tuổi tác thấp nhất, nhưng, cũng là còn thật nhất tầng thiên tồn tại, mà người phụ nữ kia, hơi thở hoàn toàn che đậy. Mấu chốt nhất, vẫn là tên kia khóe mắt rũ xuống trung niên, có thể là một tên còn thật bên trong hậu kỳ tồn tại. Còn thật trung hậu kỳ. Bất kể là trung kỳ vẫn là hậu kỳ, cũng nghịch thiên tới cực điểm. Bất quá. Thiên nhân vực phần lớn võ giả hạ xuống Dương Chân vực, căn bản không có thể phát huy toàn lực, dẫu sao Dương Chân vực thiên đạo quy tắc sẽ áp chế bọn họ. Vậy thật là nhất tầng thiên thanh niên, hơi thở cố nhiên không thay đổi, nhưng nếu là ra tay, thực lực tất nhiên sẽ áp chế ở thủy nguyên tầng 8 tầng 9 thiên chừng. Trung niên kia người nhìn một cái Dương Chỉ Tiên, mặt lộ vẻ hài lòng nói, ta chính là Thông Huyền Tông chấp sự, tên là Trần Thích, người thanh niên này. Tên là Vu Hải Nguyên, chính là ta Thông Huyền Tông bên trong đệ tử. Dương Thu ánh mắt chớp mắt, không khỏi phải hỏi nói, vị cô nương này là. Trần Tích nghe vậy, nụ cười vừa thu lại nói, vị cô nương này, chính là ta Thông Huyền Tông Thông Huyền Sứ. Thông Huyền Sứ thậm chí có thể đại biểu ta Tông Tông Chủ, người cùng đối với Thông Huyền Sứ, phải cung kính. Dương Thu cùng Dương Chỉ Tiên nghe vậy, đều là trong lòng rét một cái nói, ưng. Trần Tích cười nói, tốt lắm. Không nói nhiều thừa thải, người chính là Dương Chỉ Tiên đi, tới đây, để cho Thông Huyền Sứ kiểm tra một phen, nếu là không có vấn đề, chúng ta liền sẽ mang ngươi trở lại Thông Huyền Tông. Xem chỗ ngồi đám người nghe vậy, đều là lộ ra vô cùng là thần sắc hâm mộ. Thiên nhân vực, đây chính là tất cả Dương chân võ giả mơ ước à. Dương Chỉ Tiên cũng là kích động, không kịp đợi đi tới Thông Huyền Sứ trước mặt. Tên kia mang màu đen cái khăn che mặt Thông Huyền Sứ. Mắt đẹp chớp động nhìn Dương Chỉ Tiên, đột nhiên đưa ra một cây ngón tay ngọc, điểm vào Dương Chỉ Tiên nơi mi tâm, Dương Chỉ Tiên chỉ cảm thấy có một đạo huyền diệu chập chờn quét qua mình trong cơ thể, trong lòng không khỏi được có chút thấp thỏm. Dẫu sao, nàng đây tuyệt diệt thần thể là giành được, mà không phải mình. Vậy Thông Huyền Sứ đột nhiên nhướng mày một cái, mắt đẹp bên trong lóe lên vẻ nghi hoặc, Dương Chỉ Tiên tim cũng theo đó xách lên. Nhưng, chỉ chốc lát sau. Thông Huyền Sứ vẫn là thu ngón tay về, nhàn nhạt nói, không thành vấn đề. Trần Tích nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười nói, rất tốt. Tuổi còn trẻ, cũng đã là thủy nguyên 9 tầng trời tu vi, hơn nữa, còn có tuyệt diệt thần thể, ha ha ha, tương lai, ở ta Thông Huyền Tông ắt sẽ quật khởi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên có chút cân nhắc nhìn về phía Dương Thu nói, Dương Cốc Chủ, nghe nói, ngươi và ám vực tới giữa có chút liên lạc. Dương Thu nghe vậy. Sắc mặt liền trắng nói, tin vịt. Đây rõ ràng là tin vịt à, thánh sứ đại nhân. À, Trần Tích mỉm cười nói, ngươi có thể có cái gì chứng cớ? Dương Thu chợt chỉ một cái trên đài cao cô gái nói, đại nhân mời xem, nữ nhân này chính là ám vực bên trong bang trưởng Cố Tuyền, tại hạ, tiêu phí khí lực lớn mới đưa bắt giữ,
vì chính là ở thánh sứ trước mặt đại nhân tiến hành đốt ma nghi thức, lấy chứng minh ta ám cốc cùng ám vực chút nào không dây dưa dễ má. Trần Tích nghe vậy, thần sắc động một cái, hướng trên đài cao cô gái nhìn, vung tay lên, liền mang theo một đạo gió lớn, đem cô gái kia tóc rối bời thổi tan, hiển thị, là một tấm tinh mỹ tuyệt luân trắng bệch khuôn mặt. Những người xem kia tiệc được một đám võ giả, đều là không khỏi được phát ra từng tiếng kêu lên. Trần Tích ngưng mắt nhìn phụ nữ kia chốc lát, ánh mắt nhỏ tránh gật đầu một cái nói, thật đúng là Cố Tuyền. Hắn khóe miệng nụ cười bộc phát đậm đà nói, Dương cốc chủ làm rất khá, hiện tại, các ngươi có thể ra tay, để cho chúng ta cùng thưởng thức, cô gái này ma đầu ở ngọn lửa bên trong hóa là cho tàn. Mọi người tại đây nghe vậy, đều là không nhịn được cao hô lớn, hóa là cho tàn. Hóa là cho tàn, hóa là cho tàn. Trên thực tế, Trần Tích cũng không thèm để ý ám cốc có phải hay không ám vực nơi bố trí, Thông Huyền Tông muốn là cái này thức tỉnh tuyệt diệt thần thể trình độ cao nhất yêu nghiệt. Đối với ám cốc, bọn họ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng, đầu tiên, ám cốc phải làm chính là tỏ rõ lập trường. Hoàn toàn cùng ám vực vạch rõ giới hạn. Cái này Dương Thu, ngược lại là lên đường, còn làm cái đốt ma nghi thức. Dương Thu nghe vậy đại hỉ, quát to, cho ta đốt lửa. Đốt ma nghi thức, chính thức bắt đầu. Hắn biết, sau này Thông Huyền Tông thì thật trở thành ám cốc chỗ dựa vững chắc, cho dù là ám vực, cũng không cách nào tùy tiện động hắn. Trong chốc lát, tất cả mọi người là không chớp mắt nhìn cây kia cột đá. Đây là, một tên thanh niên áo đen bưng một quả màu tím đậm đá quý, đi tới trên đài cao kia, hắn đưa tay một cái hung hăng đem vậy đá quý bóp vỡ, sâu ngọn lửa màu tím. Ngay tức thì bùng nổ, giống như một đầu cắn người khác cự thú vậy, đem phụ nữ kia hoàn toàn chiếm đoạt. Trên khán đài, một tên mặc hồng bào thanh niên kinh hô, cái này, là vực ngoại thần hỏa bảng, hạng hàng đầu tử u thần hỏa à. Được gọi là vừa chạm vào tức chết tử u thần hỏa. Đám người nghe vậy, lại là cả kinh, ám phủ quả nhiên tiền muôn bạc biển, cái này tử u thần hỏa cũng có thể tùy tiện lấy ra. Một khắc sau. Một tiếng vô cùng là kêu thê lương thảm thiết vang vọng ở quảng trường bên trong, Cố Tuyền thân thể mềm mại hoàn toàn bị vậy ngọn lửa màu tím cắn nuốt, thân máu thịt không ngừng hóa là nám đen. Lúc trước nhận ra tử u thần hỏa tên thanh niên kia, trong mắt run rẩy nói, nghe nói, tử u thần hỏa sở dĩ tiếp xúc tức chết, không phải bởi vì ngọn lửa này uy lực, mà là, ngọn lửa này giống như phụ cốt chi thư vậy, một khi dính, liền thật khó thoát khỏi, hơn nữa, bị ngọn lửa này cháy người. Tương hội tại vô cùng kinh khủng hành hạ bên trong chết đi. Giờ phút này, ngọn lửa kia bên trong cô gái kêu thảm thiết, vừa vặn ấn chứng một điểm này. Vậy tiếng kêu thảm thiết, dần dần biến mất, ngọn lửa màu tím cũng là tắt, trên đài cao chỉ để lại một cái thi thể nám đen. Cố Tuyền lại là lại chết như vậy. Cùng lúc đó, trời cao bên trong, một tiếng ưng khiếu, truyền vào mọi người trong tai, ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo ánh sáng màu đỏ thẫm. Đánh vào trên đài cao kia, ngay tức thì, đem vậy đài cao đánh thành nghiền. Hồng quang bên trong, một tên thanh niên nhìn vậy cột đá bên trên, nám đen vô cùng thi thể, con người điên cuồng chấn động, từ cái này trên thi thể, hắn như cũ có thể cảm nhận được Cố Tuyền hơi thở. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, đem một hơi răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Hắn vẫn là đến chậm một bước, Cố Tuyền lại là đã chết. Diệp Thần cặp mắt. Ngay tức thì biến thành màu đỏ như máu, hắn phát ra một tiếng thét điên cuồng, sát ý vô tận, tràn vào hắn đầu óc bên trong, cho dù lấy vũ tổ đạo tâm bền bỉ, cũng là rơi vào tẩu hỏa nhập ma bên bờ. Giờ phút này, hắn chỉ muốn giết hại, đem cái này thế gian hết thảy mất đi. Tất cả người, nhìn tên này đột nhiên phủ xuống bổ thiên cảnh võ giả, mỗi một người đều là thấy quỷ vậy, bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Thần trên mình, từng ngọn núi thây biển máu, đập vào mặt. Ở nơi này là cái gì bổ thiên cảnh võ giả à? Cho dù là chân chánh tử thần, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc, hét lớn một tiếng nói, Diệp Thần, tỉnh táo lại. Bọn họ không nghĩ tới, Cố Tuyền chết đối với Diệp Thần đã kích lại đồ sộ lớn đến như vậy trình độ. Thời khắc này Diệp Thần, gần như phong ma. Tất cả người, cũng đang tò mò, tên này đột nhiên xuất hiện thanh niên kết quả là ai? Người nào? Gan lớn như vậy, lại dám ở Thông Huyền Tông thánh sứ trước mặt, như vậy càn rỡ. Mấu chốt nhất là, vì sao một tên bổ thiên cảnh tồn tại lại sẽ để cho bọn họ cảm thấy phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Đột nhiên, xem tiệc bên trên,
một tên thanh niên kinh hô, là hắn. Ta nhận ra, hắn, là ai? Diệp Thần. Tên thanh niên kia hô lớn, vượt cấp tác chiến siêu cường yêu nghiệt, Diệp Thần. Đây là, trong mắt mọi người rối rít hiện lên vẻ bừng tỉnh. Cũng chỉ có hắn, mới có thể thả ra kinh khủng như vậy sát ý chứ. Ta hiểu ý. Nhận ra Diệp Thần thanh niên hô lớn, từ Dương Chỉ Tiên thức tỉnh tuyệt diệt thần thể, thì có người cho rằng, Dương Chỉ Tiên mới thật sự là Dương chân thứ nhất yêu nghiệt. Diệp Thần, đây là không phục. Đám người nghe vậy, không khỏi được âm thầm gật đầu. Quả thật, Diệp Thần tư chất võ đạo có thể nói chấn động tùng, nhưng, cuối cùng bị Thông Huyền Tông chọn chúng nhưng là Dương Chỉ Tiên. Từ nay về sau, Dương Chỉ Tiên và Diệp Thần tu võ đường, sợ rằng sẽ là khác xa lắc xa lơ chứ. Diệp Thần, làm sao có thể cam tâm? Ở mọi người nhìn lại, Diệp Thần mục đích tới nơi này chính là vì khiêu chiến Dương Chỉ Tiên, vì hướng Thông Huyền Tông chứng minh, hắn mới thật sự là Dương chân thứ nhất yêu nghiệt à. Trong chốc lát, trong mắt của tất cả mọi người đều là hiện lên vẻ hưng phấn. Chàng này yêu nghiệt tới giữa chiến đấu, có thể nói, là cả Dương chân vực võ giả chỗ mong đợi. Hiện tại, thì phải ở bọn họ trước mắt diễn ra à. Trần Tích, nhưng là sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Thông Huyền Tông cũng không phải là cái gì con mèo, con chó cũng sẽ phải, yêu nghiệt. Ha ha, có lẽ, Diệp Thần đặt ở Nguyệt Hồn vực quả thật coi như có chút thiên phú, nhưng, vậy thì như thế nào? Thông Huyền Tông rất rõ ràng, tuyệt diệt thần thể có kinh khủng dường nào. Chân chính lớn lên tuyệt diệt thần thể, đặt ở thái thượng thế giới bên trong, vậy cũng là có thể nhắm thẳng vào chí cường tồn tại à. Đây mới là Thông Huyền Tông chân chính xem trọng. Cho dù hiện tại, Diệp Thần có thể chiến thắng Dương Chỉ Tiên thì như thế nào? Bàn về tiềm lực, hắn tuyệt không phải Dương Chỉ Tiên đối thủ. Huống chi, ở Trần Tích cùng Vu Hải Nguyên xem ra, cái gì bổ thiên cảnh có vượt cấp thực lực? Có thể càng đi nơi nào? Đồn bậy bạ thôi, không phải Thủy Nguyên võ giả, sẽ không biết, Thủy Nguyên cảnh cùng không Thủy Nguyên cảnh chênh lệch có bao nhiêu to lớn. Trong mắt bọn họ, Diệp Thần bất quá là một cái thằng hề. Căn bản không thể nào là tu vi Thủy Nguyên 9 tầng trời, còn có tuyệt diệt thần thể Dương Chỉ Tiên đối thủ. Bất quá, hai người ngược lại cũng không vội vã ra tay, bọn họ cũng muốn xem, tuyệt diệt thần thể phải chăng giống như truyền thuyết bên trong như vậy khủng bố. Hơn nữa, nói thật, Diệp Thần hạ xuống lúc ngược lại cũng khá là chấn hám, Trần Tích cũng muốn xem, thằng nhóc này thực lực rốt cuộc như thế nào, nếu là thật không tệ, ngược lại cũng không phải không thể mang về Thông Huyền Tông đào tạo một phen. Mà giờ khắc này, Diệp Thần ý chí cơ hồ hoàn toàn bị sát ý ăn mòn, ngay tại lúc này, Sóc lão nhưng là đột nhiên mở miệng nói, thằng nhóc, cho ta tỉnh hồn lại, Cố Tuyền còn chưa có chết. Một câu nói này, ngay tức thì đem Diệp Thần lý trí từ ranh giới tan rã kéo trở lại. Diệp Thần trong mắt màu máu dần dần tiêu tán, hắn thở hổn hển, cưỡng ép đè xuống nội tâm giết muốn, ánh mắt cuồng tránh địa đối Sóc lão hỏi, Sóc lão có ý gì? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Sóc lão trầm giọng nói, không phải, thằng nhóc, chết đi, không phải Cố Tuyền, thậm chí có thể nói, không phải chân chánh loài người. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua vẻ kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Mặc dù, cỗ thi thể kia đã đốt được không còn hình người, nhưng, ta như cũ có thể nhìn ra được, đúng là Cố Tuyền thân thể, hơn nữa, hơi thở không lừa được người, vậy thân thể bên trên có Cố Tuyền hơi thở. Đây hết thảy, đều ở đây thuyết minh. Cỗ thi thể kia chính là Cố Tuyền. Sóc lão nhưng là nói, thằng nhóc, ngươi có biết, giữa trời đất, có một loại đồ gọi là máu thịt con rối. Máu thịt con rối. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua lau một cái vẻ không hiểu. Sóc lão nói, cái gọi là máu thịt con rối, chính là một loại vô cùng là đặc thù tạo vật. Tiểu tử, ngươi có phải hay không luyện liền thân ngoại hóa thân? Diệp Thần trong đầu, đột nhiên lóe lên cái gì? Ánh mắt khẽ biến nói, Sóc lão ý là. Không tệ, Sóc lão nói, nếu như đem người vậy thân ngoại hóa thân thả ra, hắn sau khi chết, nếu như có thể cất giữ thi thể, cũng có thể giống như người mắt gặp thấy cái này cổ thây khô vậy, lưu lại cái gọi là chứng cớ. Máu thịt con rối, liền có cái loại này công hiệu. Máu này thịt con rối, lấy túc chủ tóc, máu những vật này luyện chế mà thành, tương tự túc chủ loại nào đó hóa thân, chỉ bất quá, không cách nào sao chép túc chủ thực lực. Ở thời đại Thái Cổ, máu này thịt con rối thường thường bị làm thế thân, hắn lớn nhất tác dụng chính là dùng để giả chết. Bất quá, cho dù ở lúc ấy,
máu thịt khôi lỗi phương pháp luyện chế đều là cơ mật, hiếm người biết được, không nghĩ tới có thể ở thời đại này lần nữa thấy. Cho nên, liền ta ban đầu cũng không có ý thức được đây là một cái máu thịt con rối. Tiểu tử, Cố Tuyền bị người đánh cháo, chết đi chính là một cái máu thịt con rối. Diệp Thần trong mắt, nổi lên vẻ vui mừng. Bất quá, như cũ hơi nhíu mày nói, Sóc Lão, người nói đây là máu thịt con rối có thể có cái gì chứng cớ? Sóc Lão nói, tìm chỗ, cần phải có một giọt thuộc về túc chủ máu tươi hoặc là tóc. Diệp Thần nghe vậy, hồn thể đổi thành, ngay tức thì thi triển, bàng nhiên thần niệm từ ấn đường bên trong sông ra, ngưng tụ ở đó thi thể bên trên, đã sớm hóa là than cốc tim bộ phận, một khắc sau, trong mắt ánh sáng lớn bắn. Mặc dù cơ hồ biến thành cho tàn, nhưng, Diệp Thần như cũ trong tim bộ phận phát hiện tương tự tóc cặn bã đồ. Sóc Lão nói không sai, thi thể này thật sự là một cái máu thịt con rối. Một khắc sau, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, bàng nhiên thần niệm, ngay tức thì vét sạch toàn bộ ám cốc, nhưng, hắn sắc mặt nhưng là bộc phát nặng nề. Hắn thần niệm thúc dục phát đến trình độ cao nhất, cơ hồ đem ám cốc mỗi một cái khe hở, cũng tìm tòi một lần, nhưng, từ đầu đến cuối không có phát hiện Cố Tuyền tung tích. Diệp Thần đối với Sóc Lão nói, Sóc Lão, ngươi có thể cảm giác được Cố Tuyền chỗ chỗ. Nếu như Cố Tuyền còn chưa có chết, nàng bây giờ ở đâu? Sóc Lão nói, thằng nhóc, bất kể là ai, tiến hành đánh cháo, hẳn đều đã đem Cố Tuyền cứu ra nơi này, ở nơi này ám cốc bên trong, người tự nhiên không tìm được nàng. Hiện tại, người phải làm, là rời đi trước nơi này, sau đó thảo luận kỹ hơn. Diệp Thần nghe vậy, khẽ cúi đầu, trầm mặc. Mà ngay lúc này, một đạo lạnh như băng giọng nữ, ở quảng trường bên trong vang lên nói, ngươi chính là Diệp Thần. Ngươi tới đây bên trong là vì đánh bại ta, chứng minh mình. Nói chuyện, chính là Dương Chỉ Tiên. Sắc mặt nàng lãnh đạm, mắt đẹp lạnh như băng nhìn Diệp Thần, tựa hồ không có quá lớn tâm trạng chập chờn. Nhưng trên thực tế, Dương Chỉ Tiên cùng Dương Thu đều phải giận điên lên à. Kém đi nữa một bước, cũng chỉ có một bước, nàng sẽ phải rời khỏi Dương Chân Vực, bị Thông Huyền Tông Thánh Sứ mang nhập Thiên Nhân Vực, trở thành Thông Huyền Tông đệ tử nòng cốt liền à. Lấy Tuyệt Diệt Thần thể tư chất nghịch thiên, cho dù là Thông Huyền Tông bên trong trưởng lão, thậm chí trưởng môn, Thái Thượng Vân. Vân đều nguyện ý đem Thu làm môn hạ chứ. Có thể nói, nàng cơ hồ thì phải một bước lên trời. Mà ám cốc, có Thông Huyền Tông bối cảnh sau đó, cũng sẽ trở thành là làm cả Dương Chân Vực run rẩy đồ vật khổng lồ. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên giết ra một cái Diệp Thần. Ngăn chặn bọn họ lên trời đường à. Cái này làm cho bọn họ, làm sao có thể không tức giận, có thể không điên cuồng. Nhưng, ở Thông Huyền Tông Thánh Sứ trước mặt, không thể thất thố. Cho nên, Dương Chỉ Tiên và Dương Thu đều cực lực khắc chế. Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra một đạo vô cùng là rét lạnh ánh sáng. Hắn đối với Sóc Lão nói, Sóc Lão, ta không đi, ta vẫn không thể đi, Cố Tuyền thù, còn không có báo. Một cái miễn cưỡng đem Cố Tuyền đạo cốt đào ra để cho nó chịu hết hành hạ, cơ hồ chết thảm, đáng hận tới cực điểm cừu nhân, liền đứng trước mặt của hắn, hắn như thế nào có thể vừa đi liễu chi. Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc nghe vậy, trong lòng đều là trầm xuống. Cho dù Dương Chỉ Tiên, đoạt được Tuyệt Diệt Thần Thể, nhưng, dẫu sao còn chỉ là mới vừa có. Không cách nào phát huy ra thần thể chân chính khủng bố, nếu như các nàng đem lực lượng, cho mượn Diệp Thần mà nói, Dương Chỉ Tiên không cách nào ngăn cản Diệp Thần. Nhưng, mấu chốt là, Dương Chỉ Tiên sau lưng còn có mấy tên Thông Huyền Tông tồn tại à? Đặc biệt là Trần Tích. Trước không nói Diệp Thần ra tay, Trần Tích phải chăng sẽ ngăn cản, coi như hắn nhất thời khinh thường không có ngăn cản Diệp Thần, Dương Chỉ Tiên chết ở Diệp Thần dưới kiếm, nhưng, dù vậy... Diệp Thần còn sống rời đi nơi này vậy cơ hồ là không thể nào. Nói cách khác, Diệp Thần nếu như hiện đang xuất thủ, và tự sát không có gì khác biệt. Nhưng, bọn họ có thể cảm giác đến Diệp Thần quyết tâm. Nếu như hôm nay, không là Cố Tuyền báo thù, hắn tuyệt sẽ không rời đi nơi này. Đám người gặp Dương Chỉ Tiên mở miệng sau đó, Diệp Thần không nói một lời đứng tại chỗ, trên mặt đều là hiện lên nghiền ngẫm vẻ, chẳng lẽ, Diệp Thần đây là mất bình tĩnh. Đến nơi này sau đó, mới phát hiện sợ. Ha ha, cái gọi là vượt cấp yêu nghiệt, xem ra cũng không quá như vậy. Dương Chỉ Tiên mắt đẹp bên trong cũng là thoáng qua vẻ chế nhạo, nàng âm thầm ngưng tụ linh lực trong cơ thể, sống lưng lên đạo cốt toát ra một món mất đi chập chờn,
hủy diệt ý vận, ở hắn quanh thân chậm rãi ngưng tụ. Mặt nàng sắc giống như hàn băng vậy, bỏ mặc Diệp Thần phải chăng sợ, kinh sợ, nếu hư chuyện tốt của nàng, nàng cũng chưa có thả qua Diệp Thần ý. Cũng đúng lúc thừa dịp cái này cơ hội, ở Trần Tích cùng trước mặt người hiện ra thực lực. Dương Chỉ Tiên âm thầm cười lạnh nói, đáng chết tiểu tử, vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn đi. Vu Hải Nguyên thấy vậy, không nhịn được phát ra một tiếng vô cùng là khinh thường cười lạnh nói, ha ha, thằng nhóc này, bây giờ mới biết sợ. Không phải mới vừa rất cuồng sao? Sát ý lộ ra sao? Làm sao, bây giờ cùng một cái mộc đầu như nhau, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thánh nữ đại nhân, người xem, phế vật này có thể hay không cười. Hắn trong miệng thánh nữ dĩ nhiên chính là tên kia mang cái khăn che mặt thông huyền sứ thân phận vô cùng là đặc thù, toàn bộ thông huyền tông bên trong, chỉ có một người, mặc dù thân làm đệ tử, nhưng, thân phận nhưng vô cùng là cao quý. Vì vậy, cũng bị thông huyền tông người tôn xưng thành thánh tử hoặc là thánh nữ. Nguyên bản, Vu Hải Nguyên chỉ là muốn cùng thánh nữ trở đáp lời, thậm chí, không có kỳ vọng thánh nữ có thể có chút đáp lại, dẫu sao, thánh nữ, ở bên trong tông từ trước đến giờ lấy lạnh, yên lặng, từ chối người từ ngoài ngàn dặm mà nổi tiếng. Nhưng lúc này đây, vậy mặt mang lụa đen cô gái, nhưng là đối với Vu Hải Nguyên ném tới ánh mắt, không chỉ có như vậy, thậm chí, còn bước liên tục nhẹ nhàng hướng Vu Hải Nguyên bên người đi tới. Vu Hải Nguyên thấy vậy, trong mắt, thoáng qua vẻ vui mừng, cái này còn là lần đầu tiên. Thánh nữ đại nhân chủ động hướng hắn đến gần à? Chẳng lẽ, là bởi vì mình đối với thằng nhóc kia châm chọc lấy được thánh nữ đại nhân đồng ý? Trần Tích thấy vậy, cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, Vu Hải Nguyên là hắn chất tử, lần này trên thực tế là Vu Hải Nguyên cầu mình đem hắn mang tới, vì chính là đạt được một cái đến gần thánh nữ cơ hội, bây giờ nhìn lại, cơ hội đã đến. Vu Hải Nguyên trong lòng khỏi bệnh phát hỏa nhiệt, đang chuẩn bị nói sau mấy câu cười nhạo Diệp Thần lời nói, nhưng vào lúc này, vậy mang cái khăn che mặt cô gái, nhưng là làm ra một người vô cùng là cử động kinh người. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, hàn mang chớp mắt, một khắc sau, lại là trực tiếp giơ tay lên, hướng Vu Hải Nguyên gò má quạt đi. Bót đích một tiếng, vô cùng là bạt tai vang dội, vang vọng ở ám cốc bầu trời. Một tát này phiến được vô cùng là dùng sức, lại là đem Vu Hải Nguyên cả người tát bay ra ngoài. Máu tươi, bể răng vân. Vân, từ miệng của hắn bên trong tung tóe ra, ầm một tiếng vang thật lớn, Vu Hải Nguyên thân thể trùng trùng nện xuống đất. Trên quảng trường, xuất hiện một cái to lớn trong cái hố sâu, vậy được thua thiệt Vu Hải Nguyên còn có mấy phần thực lực, nếu không, ở một tát này dưới, trực tiếp bị tát chết cũng không phải là không có khả năng à. Hắn che sưng lên được giống như khí cầu giống vậy gò má, khó có thể tin nhìn vậy lụa đen cô gái. Không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mình tại sao không giải thích được, liền bị đánh một cái tát à? Liền liền Trần Tích đều là sắc mặt biến đổi, mặt đầy vẻ không hiểu. Trong chốc lát, tất cả mọi người sự chú ý, đều bị cái này lụa đen cô gái cử động dị thường, hấp dẫn. Nàng lạnh lùng mắt nhìn xuống Vu Hải Nguyên, mở miệng nói, lần sau, lại để cho ta nghe được ngươi làm nhục Diệp Thần, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Phảng phất có hơn 10.000 đạo lôi đình, đồng thời rơi vào mọi người đầu óc bên trong. Cái này đến từ thiên nhân vực, hơn nữa, rõ ràng vị cực cao thông huyền tông cô gái, lại biết Diệp Thần. Làm mọi người kinh ngạc hơn không dám tin tưởng phải, cô gái này lại ước chừng bởi vì Vu Hải Nguyên nhục mạ Diệp Thần, liền trực tiếp quạt đối phương một cái tát, thậm chí tuyên bố, lại còn loại chuyện này liền trực tiếp đem giết chết. Cô gái này và Diệp Thần kết quả là quan hệ như thế nào? Trong chốc lát, liền liền Diệp Thần cũng là không khỏi rất đúng người phụ nữ kia, ném ánh mắt, tầm mắt rơi vào trên người cô gái ngay tức thì, Diệp Thần, chính là không khỏi được hơi sững sờ. Trong mắt cô gái, mặc dù mang cái khăn che mặt, nhưng, vẫn cho liền Diệp Thần một loại vô cùng là cảm giác quen thuộc. Ngay tại lúc này, tên kia cô gái che mặt, nhưng là chậm rãi lấy dưới mình cái khăn che mặt, một tấm tuyệt đẹp gương mặt rơi vào trong mắt của mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thả lãnh đạm khí chất không cùng, cô gái này dung mạo, lại là vô cùng là thanh thuần, cho người một loại tai mắt một cảm giác mới. Diệp Thần con ngươi, ngay tức thì có giúp một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, Trúc Thanh. Là ngươi. Cô gái này, bất ngờ chính là Diệp Thần ở Trầm Nguyệt Biển, Hóa Nguyệt Đại Bỉ bên trên cạnh tranh Trầm Nguyệt Ám Tử một trong, Lâm Trúc Thanh.
Lâm Trúc Thanh, có cùng Diệp Thần Vũ Tổ đạo tâm không phân cao thấp Linh Lung đạo tâm, ở Trầm Nguyệt Biển lúc đó, Diệp Thần vì đạt được thánh hỏa, thiếu chút nữa chết ở Lâm Trúc Thanh trong tay, sau đó, hai người đối mặt tỉnh lại ma đầu đuổi giết, rơi vào nguy cơ. Mà ở lớn so với trên, vì phân ra lẫn nhau đạo tâm cao thấp, hai người thân vùi lấp ảo cảnh bên trong, thậm chí trở thành vợ chồng, vượt qua vô số luân hồi, từ đó, Diệp Thần cùng Lâm Trúc Thanh tới giữa cảm tình xảy ra vô hình biến hóa. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể lần nữa đụng gặp Lâm Trúc Thanh. Theo hắn biết, Trầm Nguyệt Biển người là không được rời Trầm Nguyệt Biển. Hơn nữa, nhất sợ hãi phải, Lâm Trúc Thanh hôm nay lại đã là một tên còn thật tồn tại, thực lực tăng lên tốc độ, lại là so hắn, còn kinh khủng hơn. Lâm Trúc Thanh mắt đẹp lóe lên một tí, mỉm cười nói, Diệp Thần, thật lâu không gặp. Vu Hải Nguyên cùng Trần Thích lại là cả kinh. Lâm Trúc Thanh lại cười. Ở Thông Huyền Tông bên trong, Lâm Trúc Thanh nhưng mà chưa bao giờ đối với bất kỳ người đàn ông cười qua à, giống như vạn năm huyền băng vậy, có thể hiện tại Lâm Trúc Thanh, không chỉ có cười, hơn nữa, nhìn như còn có một chút ngượng ngùng hình dáng. Thật là, giống như là mối tình đầu thiếu nữ gặp được đối tượng thầm mến vậy à. Hình ảnh này khó tin. Bọn họ thậm chí cũng muốn cầm con ngươi moi ra. Dương Chỉ Tiên thấy vậy, thần sắc nhưng là âm trầm xuống, Diệp Thần vẫn còn có như vậy chỗ dựa vững chắc. Lâm Trúc Thanh đi tới Diệp Thần trước người, hỏi, Diệp Thần, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, là muốn khiêu chiến Dương Chỉ Tiên. Diệp Thần lắc đầu một cái, sắc mặt vô cùng là rét lạnh, ánh mắt phong tỏa Dương Chỉ Tiên nói, nguyên bản, ta là tới cứu người, hiện tại, ta chuẩn bị giết người. Lâm Trúc Thanh khẽ nhíu mày nói, người muốn giết Dương Chỉ Tiên, tại sao? Diệp Thần nói, nàng tuyệt diệt thần thể, không thuộc về mình, mà là miễn cưỡng đào đi người khác đạo cốt lấy được, mà mất đi đạo cốt người. Là ta sư phụ, cướp đoạt đạo cốt. Đám người, đều là không nhịn được mặt hiện cười nhạo vẻ, thằng nhóc này đang nói gì ngu nói. Cướp đoạt đạo cốt, cơ hồ là chuyện không có thể. Há mồm liền ra. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần chẳng qua là ghen tị Dương Chỉ Tiên, cho nên muốn tìm cớ khuấy không kết quả Dương Chỉ Tiên phi thăng chuyện thôi. Lâm Trúc Thanh nhưng là con người chấn động một cái. Trên thực tế, hôm nay nàng Linh Lung Đạo Tâm đã thức tỉnh vì Linh Lung Đạo Thể. Linh Lung Đạo Thể không chỉ có thể phát hiện người khác đạo tâm trên chỗ sơ hở, thậm chí có thể do thám rõ bất kỳ huyết mạch, đạo thể bản chất. Cái này, cũng là tại sao Thông Huyền Tông phái nàng tới ám cốc nguyên nhân, vì, chính là xác nhận Dương Chỉ Tiên phải chăng thật có tuyệt diệt thần thể. Mới vừa dò xét lúc đó, Lâm Trúc Thanh mặc dù có thể khẳng định Dương Chỉ Tiên có tuyệt diệt hồn thể, nhưng, mơ hồ bên trong, vậy cảm giác được một chút mất tự nhiên, tựa như, đây tuyệt diệt thần thể, không cách nào cùng Dương Chỉ Tiên hoàn mỹ hòa hợp vậy. Hiện tại, Diệp Thần nói ra nguyên nhân sau này, nàng mới tỉnh ngộ lại. Dương Chỉ Tiên nghe vậy, sắc mặt liền trắng, Diệp Thần làm sao sẽ biết những thứ này. Nàng làm hẳn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không có để lại bất kỳ chứng cứ nào mới đúng a. Cho dù là Dương Thu, cũng không biết chuyện này. Một cổ vô cùng mênh mông uy áp, ngay tức thì từ Lâm Trúc Thanh trong cơ thể bộc phát ra, hướng Dương Chỉ Tiên cuộn sạch đi, ầm một tiếng, toàn bộ ám cốc, đều tựa như lắc lư một tí, Dương Chỉ Tiên mặt đẹp bên trên, hiện lên vẻ thống khổ, ngay tức thì quỳ sụp xuống đất. Lâm Trúc Thanh lạnh lùng nhìn về phía Dương Chỉ Tiên, nguyên bản tuyệt diệt thần thể người có, ở nơi nào, nói. So với cái gì bên trong tông quy củ, Diệp Thần ở nàng trong lòng vị trí, cao hơn quá nhiều. Dương Chỉ Tiên chặt chẽ cắn răng, mắt đẹp bên trong, thoáng qua lau một cái vẻ oán độc, nhưng lại là lộ ra một bộ vẻ không hiểu nói ta. Ta không rõ Thông Huyền Sứ Đại Nhân, đang nói gì. Trần Thích thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, nạt nhỏ, Thánh Nữ Đại Nhân, người đây là thế nào? Chẳng lẽ, người phải nghe tin tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ sao? Còn không ngừng tay. Cái này Dương Chỉ Tiên. Nhưng mà Thông Huyền Tông bên trong cao tầng vô cùng là xem trọng nhân tài à, nếu như xảy ra điều gì sơ suất, cho dù hắn Trần Tích thân là chấp sự vậy tuyệt đối không cách nào giao phó, ắt sẽ bị phạt nặng. Lâm Trúc Thanh nhưng là không chút nào để ý Trần Tích, trên người uy áp ngay tức thì nồng đậm một phần, lạnh lùng, nói. Sắc sắc một hồi xương cốt vỡ vụn tiếng, Dương Chỉ Tiên chợt khạc ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thừa nhận cực lớn thống khổ, nếu không phải đạo cốt gia trì. Nàng hiện tại có thể đều đã bị sống đè chết. Bất quá, Dương Chỉ Tiên ngược lại cũng là tâm tính bền bỉ hạng người,
Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng nói, thánh nữ đại nhân, ngươi và cái này kêu Diệp Thần thông đồng, diễn như thế một vở tuồng, không phải là sợ ta gia nhập Thông Huyền Tông sau đó, uy hiếp được ngươi địa vị sao? Muốn giết, liền giết, cần gì phải nói nhảm như thế nhiều. Lời vừa nói ra, toàn bộ ám cốc bên trong võ giả, đều là mặt hiện vẻ kinh dị, khá là khinh thường nhìn về phía Diệp Thần cùng Lâm Trúc Thanh. Trần Tích hừ lạnh một tiếng, ý nghĩ trong lòng, cùng Dương Chỉ Tiên độc nhất vô nhị, trong ngày thường gần đây trong trẻo lạnh lùng thánh nữ, ngày hôm nay phát là cái gì điên. Một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử, hồ ngôn loạn ngữ một câu, thì phải đối với bên trong tông coi trọng người mới động thủ. Đừng nói Diệp Thần nói, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, coi như, Dương Chỉ Tiên thật tranh đoạt tuyệt diệt thần thể, thì như thế nào? Thông Huyền Tông xem trọng, là có tuyệt diệt thần thể yêu nghiệt, mới sẽ không quản nàng lai lịch như thế nào. Như thế xem ra, Lâm Trúc Thanh liền là cố ý nhằm vào Dương Chỉ Tiên, thậm chí, liền Diệp Thần xuất hiện, đều là nàng làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Trần Tích thần sắc đã hoàn toàn âm trầm xuống, một cổ cực kỳ đè nén chập chờn, từ trong cơ thể hướng bốn phía tràn đầy kéo dài đi, hắn giống như một con rắn độc vậy ngưng mắt nhìn Dương Chỉ Tiên nói, thánh nữ đại nhân, xin dừng tay, ta không thể mặc cho ngươi như thế hổ nháo tiếp. Tại chỗ võ giả, thân thể ngay tức thì cứng ngắc, vô cùng kinh hãi nhìn Trần Tích, chỉ là tản ra một món uy áp, liền làm bọn họ ngay cả động đều không cách nào nhúc nhích một tí. Cái này Trần Tích thực lực kết quả khủng bố đến hạng bước à. Giờ phút này, Trần Tích liền tựa như trở thành thiên địa này trung tâm, trở thành nắm giữ vạn vật thần minh. Trần Tích trong mắt hàn mang chớp động, hắn đã nhịn Lâm Trúc Thanh rất lâu rồi. Mặc dù, Lâm Trúc Thanh địa vị đặc thù, nhưng, lần này xuất hành, cần phải do hắn chủ đạo, có thể, Lâm Trúc Thanh nhưng hoàn toàn không thấy mệnh lệnh của hắn. Sở dĩ đến hiện tại, Trần Tích còn chỉ là uy hiếp, không dám động tay, nguyên nhân, có hai cái. Một, Lâm Trúc Thanh thân phận đặc thù, mặc dù chỉ là Thông Huyền Tông đệ tử, nhưng, lấy Trần Tích thân phận, tuyệt không dám thật làm bị thương nàng. Điểm thứ hai, chính là Lâm Trúc Thanh, có linh lung đạo thể à. Cái này linh lung đạo thể, cũng là vô cùng là cường đại đạo thể một trong, có thể ở võ giả đạo tâm thậm chí là võ đạo căn cơ bên trên, lưu lại sơ hở. Cái này làm cho rất nhiều so với Lâm Trúc Thanh càng cường đại hơn võ giả, cũng không dám thả giao thủ. Nhưng, hiện tại hắn lại cũng chờ không nổi nữa, Dương Chỉ Tiên rất có thể thật sẽ chết ở Lâm Trúc Thanh trong tay. Quảng trường bên trong không khí, trong chốc lát vô cùng ngưng trọng. Vẫn không có bất kỳ động tác Diệp Thần, giờ phút này, trong mắt, đột nhiên bạo phát ra một hồi thần mang, thầm nói, sóc lão, huyền tiên tử, lực lượng mượn ta. Một khắc sau, một đạo vô cùng sợ hãi yêu khí, đi đôi với long tộc hơi thở, phóng lên cao, hơi thở này lại là mơ hồ đem Trần Tích uy áp cũng đắp đi qua. Diệp Thần biến thành nửa người nửa long hình thái, tay cầm trường kiếm, cả người hủy diệt đạo vận kích động, ngay tức thì hướng Dương Chỉ Tiên bay xông lên đi. Thằng nhóc, ngươi dám, Vu Hải Nguyên, động thủ. Trần Tích nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngay tức thì nhiều hơn một chuôi trên chiều rộng hạ hẹp, hình dáng kỳ dị trường kiếm, trong cơ thể thật vẫn linh lực kinh khủng, điên cuồng chuyển động, toàn bộ ám cốc ngay tức thì ra một đạo linh khí vòng xoáy, cái này vô biên vô tận cuồn cuộn linh khí, tựa hồ cũng bị Trần Tích nơi khuấy động. Nhưng, mơ hồ tới giữa nhưng là có một đạo thiên địa quy luật áp chế Trần Tích lực lượng. Thiên nhân vực võ giả, ở nơi này Dương Chân vực thực lực sẽ bị áp chế một ít, đây cũng là tại sao, đem có tuyệt diệt thần thể thiên tài nhét vào trong môn, trọng yếu như vậy chuyện, Thông Huyền Tông nhưng chỉ là phái tới một gã chấp sự. Bởi vì, cho dù những trưởng lão kia, trưởng môn hạ xuống, cũng là chỉ có thể phát huy ra một bộ phận thực lực. Nhưng, dù là áp chế, Trần Tích như cũ đủ để nghiền ép Dương Chân vực phần lớn người. Trần Tích trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn vẻ, một cổ sợ hãi vô cùng kiếm ý, ở trường kiếm trong tay bên trên kích động mở ra, chỉ là chạm đến tán toát ra tơ tia kiếm ý, đám người thì có một loại thần hồn đều phải làm mất đi ảo giác. Cái này đến từ Thông Huyền Tông chấp sự, thực lực, quá khủng bố đến không cách nào hình dạng. Một khắc sau, Trần Tích trường kiếm trong tay động một cái, thì phải đối với Diệp Thần chém ra một kiếm. Lâm Trúc Thanh sắc mặt biến đổi, thân hình chớp mắt, liền nghênh hướng Trần Tích, một đạo sáng chói ánh sáng rực rỡ, ở sau lưng dâng lên, linh lung đạo thể thúc dục phát đến trình độ cao nhất, cái này ánh sáng rực rỡ bộc phát chói mắt, ngay tức thì biến thành một đạo phi hồng, hướng
hướng Trần Tích bắn nhanh đi. Trần Tích con người co rúm một cái, trong mắt lóe lên vô cùng là kiêng kỵ thần sắc, nếu là bị cái này linh lung thần quang chiếu bên trong, kỳ đạo tim thậm chí còn tu võ căn cơ lên sơ hở, cũng sẽ không giới hạn phóng đại, không chỉ có sẽ tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng, còn sẽ sứ hắn thực lực, nhanh chóng hạ xuống. Hắn cắn răng một cái, đành phải buông tha Diệp Thần, kiếm quang vừa chuyển hướng vậy linh lung thần quang chém tới. Một đạo xanh đen ánh sáng, từ kiếm phong bên trên bùng nổ, cùng vậy linh lung thần quang đụng vào một nơi, song song mất đi. Đáng chết, Trần Tích mắng nhỏ một tiếng. Nếu như nói riêng về thực lực, cho dù Lâm Trúc Thanh có linh lung đạo thể, thực lực vượt qua cảnh giới, nhưng, Trần Tích vẫn là có lòng tin đánh bại. Nhưng mà, bởi vì Lâm Trúc Thanh thân phận, Trần Tích căn bản không dám hạ tử thủ à. Hơn nữa cái này linh lung đạo thể uy hiếp, cho dù hắn thực lực vượt xa Lâm Trúc Thanh, cũng có chút chóc khâm kiến chửu. Hắn nhìn về phía Vu Hải Nguyên nói, thánh nữ, ta tới cuốn lấy, đem ngươi thằng nhóc này giết, tuyệt không thể để cho hắn, làm bị thương Dương Chỉ Tiên. Vu Hải Nguyên, trong mắt lóe lên oán hận ngọn lửa, ngưng mắt nhìn vậy đạo sông về Dương Chỉ Tiên bóng người. Cho dù Trần Tích không nói, hắn vậy muốn giết Diệp Thần, chính là bởi vì cái này đáng chết bổ thiên phế vật, hắn mới bị thánh nữ một cái tát. Hơn nữa, lòng hắn bên trong vô cùng ái mộ Lâm Trúc Thanh, có thể gần đây trong trẻo lạnh lùng Lâm Trúc Thanh, đối với Diệp Thần, nhưng là hoàn toàn bất đồng thái độ, cái này làm cho hắn, không cách nào tiếp nhận. Giờ phút này, Dương Chỉ Tiên cũng là lần nữa đứng lên, Lâm Trúc Thanh đang toàn lực đối phó Trần Tích, trên người nàng uy áp tiêu tán. Đối mặt Diệp Thần, Dương Chỉ Tiên mắt đẹp âm hàn một phiến, cười lạnh nói, Diệp Thần, ngươi thật lấy là, bằng chính ngươi có thể giết ta. Hiện tại, ta sẽ để cho ngươi xem có tuyệt diệt thần thể võ giả cùng các ngươi những thứ này phàm phu tục tử chênh lệch. Nháy mắt tức thì, từng đạo ấn xuất hiện ở Dương Chỉ Tiên trước người, vậy đạo ấn bên trên tản ra diệt tuyệt vạn vật chập chờn, bất ngờ chính là hủy diệt đạo ấn. Một chuôi toàn thân lóe lên màu tím nhạt ánh sáng rực rỡ kiếm nhỏ, xuất hiện ở trong tay của nàng, một khắc sau, Dương Chỉ Tiên khẽ quát một tiếng nói, xuyên thiên thất kiếm. Vậy hủy diệt đạo ấn hóa nhập kiếm nhỏ bên trong, một đạo màu đen ý vận ở kiếm phong bên trên lượn lờ, một đạo vô cùng tinh thuần kiếm ý, phóng lên cao, kiếm ý này ở hủy diệt đạo ấn ra chỉ dưới, lại là ác liệt đến không cách nào tưởng tượng. Cho dù là lấy một món kiếm khí, chính là làm thương khung cũng hơi có chút nhăn nhó, dường như muốn bị kiếm khí này xuyên qua vậy. Xuyên thiên thất kiếm, chính là Dương gia gia truyền võ kỹ, phẩm cấp cực kỳ cao. Nhưng cho dù ở Dương chân vực võ kỹ bên trong, xuyên thiên thất kiếm cũng thuộc về cao cấp tồn tại, hơn nữa, cùng hủy diệt đạo vận vô cùng là phù hợp. Ở Dương Chỉ Tiên hủy diệt đạo ấn cùng tuyệt diệt thần thể ra chỉ dưới, cái này xuyên thiên thất kiếm uy lực, so với giống vậy võ kỹ, thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều. Một đám võ giả đều là mặt hiện vô cùng là sợ hãi thần sắc, Dương Chỉ Tiên mặc dù chỉ là thủy nguyên 9 tầng trời tồn tại, hơn nữa vậy bị trọng thương. Nhưng một kiếm này nghịch thiên uy thế, thậm chí, đủ để uy hiếp thủy nguyên tầng 8 tầng 9 thiên cường giả chứ. Tuyệt diệt thần thể, cường hãn như vậy. Dương Chỉ Tiên cổ tay ngay cả động 7 lần, 7 đạo kiếm mang, hợp 2 là 1, hủy diệt lực vô tận nén. Một khắc sau, một đạo ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang, hướng Diệp Thần bắn ra, tất cả mọi người là ánh mắt chớp mắt, ở bọn họ xem ra, cho dù Diệp Thần được gọi là có siêu cường vượt cấp mà chiến thực lực. Vậy tuyệt không thể nào ngăn trở cái này xuyên thiên thất kiếm. Có thể, đối mặt một kiếm này, Diệp Thần thần sắc nhưng là vô cùng là lãnh đạm, trường kiếm trong tay điệu múa, vô cùng sáng chói ánh sao ở kiếm phong bên trên lóng lánh. Vậy vây xem một đám võ giả thấy vậy, trong mắt, rối rít thoáng qua lau một cái vẻ khó tin. Cái này sáng chói ánh sao bên trong, lại là tản mát ra một loại cùng vậy xuyên thiên thất kiếm kiếm mang, khá là tương tự hơi thở. Khí tức hủy diệt. Hai đạo đạo ấn, đồng thời hiện lên. Diệp Thần lại giống vậy có hủy diệt đạo ấn. Hơn nữa, trừ hủy diệt đạo ấn ra, còn có một đạo khá là cường đại đạo ấn. Đồng thời nắm giữ hai loại đạo ấn, chỉ là một điểm này liền đủ làm người ta không thể tưởng tượng nổi à. Không chỉ như vậy, Diệp Thần sau lưng, siêu cường hồng mông hơi thở hiện lên. Mơ hồ có tinh không giống. Diệp Thần thiên phú võ đạo, quả nhiên nghịch thiên. Liền liền Trần Tích trong mắt đều là hiện lên một vẻ kinh dị. Như vậy tư chất ngược lại là đủ để gia nhập Thông Huyền Tông. Đáng tiếc,
Diệp Thần lại là cùng Dương Chỉ Thiên đối mặt. Hôm nay, hai người đã phát triển đến không chết không thôi bước, Thông Huyền Tông tự nhiên không thể nào lựa chọn Diệp Thần. Cho dù Diệp Thần hiện tại, lại tươi đẹp, tương lai, vậy tuyệt không phải có Tuyệt Diệt Thần Thể Dương Chỉ Thiên đối thủ. Tuyệt Diệt Thần Thể, tiềm lực vô địch. Có thể, không cùng đạo kiếm mang này chém ra, Diệp Thần động tác nhưng là bỗng nhiên cứng đờ, phốc thử một tiếng, một thanh trường kiếm ngay tức thì xuyên qua ngực. Một tên anh tuấn nam tử, đứng ở Diệp Thần sau lưng, mặt lộ vẻ lạnh như băng nụ cười, bất ngờ là vậy Vu Hải Nguyên. Mà lúc này, xuyên thiên thất kiếm kiếm mang vậy đến. Lâm Trúc Thanh thấy vậy, mắt đẹp run lên, kinh hô, Diệp Thần. Vu Hải Nguyên không hổ là Thông Huyền Tông yêu nghiệt, cái này thời cơ xuất thủ bắt được quá tốt. Hơn nữa, hắn kiếm pháp, thân pháp, cũng là cực mạnh, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, nếu như tia chớp, ngay lập tức liền đánh xuyên Diệp Thần tim. Đen nhánh kia kiếm mang đi tới Diệp Thần trước mặt, mà sát kiếm trên ánh sao nhưng là phai nhạt xuống. Một khắc sau, phốc thử một tiếng, xuyên thiên thất kiếm kiếm mang, không trở ngại chút nào chém vào Diệp Thần ấn đường bên trong. Hiện trường, một hồi tĩnh mịch. Lâm Trúc Thanh mặt đẹp một hồi tái mét, ngay cả hô hấp, cũng dừng lại. Máu tươi, vô tận máu tươi, từ Diệp Thần ấn đường cùng ngực đồng thời chảy ra, đem hắn cả người nhuộm thành liền đỏ tươi vẻ. Vu Hải Nguyên khinh thường cười một tiếng nói, phế vật, chính là phế vật, đây mới là phù hợp ngươi kết quả. Theo câu này đùa cợt, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, mà Diệp Thần thân thể, giống như mất đi xương cốt vậy, vô lực ngã trên đất. Tất cả người ánh mắt đều là một hồi lay động, cái này một đời yêu nghiệt, lại chết như vậy. Dương Chỉ Thiên mắt đẹp bên trong, cũng là một phiến vui mừng, cười đến cuối cùng vẫn là mình. Vu Hải Nguyên quét Dương Chỉ Thiên một mắt, ánh mắt chớp động một tí, cái này Dương Chỉ Thiên ngược lại cũng là tuyệt đẹp, vừa vặn, thừa dịp cái này cơ hội, an ủi một phen. Chân hắn bước động một cái, liền hướng Dương Chỉ Thiên đi tới, nhưng đột nhiên tới giữa, nguyên bản vẫn là mặt lộ vẻ vui mừng Dương Chỉ Thiên, nhưng là ngay tức thì, mặt đẹp cứng đờ. Ừ, Vu Hải Nguyên khẽ cau mày, Dương Chỉ Thiên tại sao bộ dáng này? Đột nhiên tới giữa, một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở trong lòng tràn đầy kéo dài. Thân hình hắn động một cái, ngay tức thì quay người lại, xuất hiện ở trước mặt, là một tấm bị máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt, Diệp Thần lại là chẳng biết lúc nào bò dậy. Hơn nữa, một quyền hướng Vu Hải Nguyên đánh đi. Vu Hải Nguyên con người điên cuồng co rúc lại, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa một kiếm kia, hắn có thể không có chút nào nương tay, dùng toàn lực à? Hơn nữa, hắn rất rõ ràng, mình một kiếm đã đánh bể Diệp Thần tim. Huống chi, hắn nơi mi tâm còn trúng Dương Chỉ Thiên hủy diệt một kiếm. Hai nơi chỗ hiểm, bị hai đạo vô cùng là kinh khủng công kích đánh trúng, lại vẫn có thể giống như là người không có sao vậy, ngay tức thì bỏ dậy. Thật là làm ra đầu tê dại. Bất quá, Vu Hải Nguyên kinh nghiệm chiến đấu ngược lại cũng đủ phong phú, mặc dù vô cùng kinh hãi, nhưng, ra tay nhưng là nhanh chóng vô cùng. Một kiếm hướng Diệp Thần quả đấm phong đi. Ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm quang tràn ra, mà ở kiếm quang bên trong, ánh mắt của mọi người, nhưng là không nhịn được mở to. Chỉ gặp, Diệp Thần lấy mình thịt quyền, đánh Vu Hải Nguyên trường kiếm, nháy mắt tức thì, chính là huyết quang tách thả ra, xương cốt rạn nứt, bắp thịt bể đoạn. Nhưng, cùng lúc đó, một cổ phái nhiên cự lực, hạ xuống ở Vu Hải Nguyên trên thân hình, sắc mặt ngay tức thì cuồng biến. Phun ra một ngụm máu tươi, cầm kiếm tay, ngay tức thì tủng kéo xuống, bị Diệp Thần một quyền oanh đoạn. Thân hình, cũng là đổ bay ra. Vu Hải Nguyên cái này vội vàng dưới đánh ra một kiếm, lại thì không cách nào ngăn cản Diệp Thần quả đấm. Hắn mặc dù là còn thật cường giả, nhưng đã bị Dương Chân Vực thiên địa quy tắc áp chế đến thủy nguyên cảnh. Giờ phút này, thi triển hồn thể đổi thành và rất nhiều hồng mông của Pháp Diệp Thần, lực lượng thật là muốn vượt qua suy nghĩ cực hạn. Diệp Thần thân hình chớp mắt, chính là hướng Vu Hải Nguyên truy kích đi, một kiếm kia tạo thành tổn thương, lại tựa như đối với hắn chút nào không ảnh hưởng vậy. Ngay chớp mắt, Diệp Thần liền đuổi kịp đổ bay bên trong Vu Hải Nguyên, giờ phút này, Vu Hải Nguyên trong mắt sốt cuộc hiện lên lau một cái ý sợ hãi, trước mắt cái này cả người nhuốn máu thanh niên, vậy trương lãnh đạm, mặt không cảm giác khuôn mặt, thật sâu đóng dấu ở hắn đầu óc bên trong. Hắn chặt chẽ cắn răng, điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Một loại cùng thiên đạo tương hợp hơi thở, dần dần tản ra, nhưng,
Diệp Thần một quyền kia lực đúng là làm hắn kinh mạch, thậm chí còn trên đan điền cũng xuất hiện vết rách. Cho dù hắn muốn cùng thiên đạo tương hợp, đối với Diệp Thần tiến hành phản kích, trong chốc lát cũng không cách nào làm linh khí hoàn mỹ vận chuyển, khó mà ra tay. Mà Diệp Thần, căn bản không có cho Vu Hải Nguyên, khôi phục thời gian. Lại là một quyền, vô cùng rung động một quyền, nện xuống. Một quyền này, hung hăng đập về phía Vu Hải Nguyên gương mặt, hắn miễn cưỡng nâng lên một cái tay, vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng, vội vàng dưới một kiếm, còn không cách nào ngăn trở Diệp Thần, huống chi, là như vậy miễn cưỡng trạng thái trên, giơ lên một cái tay. Âm một tiếng, Vu Hải Nguyên phát ra một tiếng hét thảm, vậy chỉ ngăn cản hướng Diệp Thần cánh tay, lại là miễn cưỡng bị Diệp Thần nổ, đồng thời, một quyền này rơi vào Vu Hải Nguyên gương mặt bên trên, máu bắn tung tung tóe. Mà Vu Hải Nguyên thân thể cũng bị đánh vào trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Đám người hướng trong hầm nhìn ra, đều là không nhìn được ánh mắt run lên, nhìn thấy mà giật mình một màn, xuất hiện ở trước mắt, chỉ gặp, trong cái hố sâu bên trong Vu Hải Nguyên, anh Tuấn kia gương mặt lại là trực tiếp bị đập nát bấy. Cả người, chỉ còn lại một hơi. Mọi người ở đây, còn thuộc về khiếp sợ bên trong lúc đó, một cái bóng đen bỗng nhiên rơi vào trong hầm. Toàn bộ ám cốc cũng vang lên một hồi cự chiến. Bót chít chít một tiếng, Diệp Thần trùng trùng một cước, đem Vu Hải Nguyên đầu lâu, hoàn toàn đạp bể, đồng thời một đạo thần hồn chập chờn xông ra, đem vậy mưu toan chạy trốn hồn phách, khoảnh khắc chiếm đoạt. Vu Hải Nguyên, chết! Tên này thiên nhân vực cường giả, cứ như vậy bị Diệp Thần hai quyền một cước, trực tiếp tiêu diệt. Dù là có quy tắc áp chế à, mà càng làm cho đám người sợ hãi phải, giờ phút này. Diệp Thần ấn đường cùng vết thương nơi ngực, lại đã hoàn toàn khép lại. Tất cả người, ánh mắt đều là điên cuồng rung chuyển. Cái này còn là người sao? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người võ giả nào, sinh mệnh lực có thể biến thái đến như vậy trình độ à? Bọn họ biết, Vu Hải Nguyên chân chính thực lực, cũng chưa hoàn toàn phát huy được, chủ yếu nhất nguyên nhân, là hắn khinh thường và bị áp chế. Bất quá, không có ai sẽ chỉ trích hắn. Hai nơi chỗ hiểm đồng thời bị đánh nát, người bất kỳ cũng sẽ ngay tức thì cảm thấy, Diệp Thần chết chắc chứ. Có thể, Diệp Thần nhưng là ngay tức thì đứng lên. Đổi lại là ai, cũng không tưởng tượng nổi. Không thể nào. Dương Chỉ Tiên kinh hô một tiếng, trong mắt sốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi. Hủy diệt lực có kinh khủng dường nào, nàng rất rõ ràng, mặc dù, nàng hủy diệt đạo ấn chỉ là nhất trọng thiên đạo ấn, nhưng, ở đạo cốt gia chỉ dưới. Có hoàn toàn không thấp hơn nhị trọng thiên đạo ấn uy lực à? Đừng nói là bị hoàn toàn đánh trúng ấn đường yếu hại, coi như là bị nàng xuyên thiên thất kiếm chảy ra, ở hủy diệt lực ra chỉ dưới, cũng sẽ diễn biến thành trọng thương mới đúng. Làm sao sẽ như vậy không có sức? Cái này còn gọi là hủy diệt sao? Diệp Thần vung tay lên, sát kiếm rơi vào trong tay, hắn ngưng mắt nhìn Dương Chỉ Tiên, từng bước hướng nàng đi tới. Đừng tới đây! Dương Chỉ Tiên kêu thét một tiếng, xuyên thiên thất kiếm, lần nữa chém ra. Mà Diệp Thần đâu? Lần này, lại là liền kiếm cũng không có ra, tựa như xem không thấy đen nhánh kia kiếm mang vậy, tiếp tục hướng Dương Chỉ Tiên đi tới. Kiếm kia mang, một lần nữa xuyên thủng Diệp Thần ấn đường. Diệp Thần bước chân tiến tới, rốt cuộc ngừng lại. Dương Chỉ Tiên vô cùng là khẩn trương nhìn Diệp Thần, nàng không dám xác định, Diệp Thần là chết, vẫn là sống. Nửa hô hấp, ngắn ngủn nửa hô hấp sau đó, Diệp Thần liền lần nữa bước ra bước chân, mà mi tâm vết thương cũng là lần nữa khép lại. Dương Chỉ Tiên ngay tức thì mặt không chút máu. Nàng thân hình chớp mắt, chính là thật nhanh hướng phía sau bỏ chạy, đối mặt một cái giết thế nào, vậy giết người không chết, phải thế nào cùng cuộc chiến đấu à? Đám người cũng là mặt đầy chấn động tủng vẻ, truyền thuyết này bên trong, vô cùng kinh khủng hủy diệt đạo vận, làm sao đến Diệp Thần trước mặt. Tựa như cùng một loại trò đùa. Trên thực tế, ngược lại không phải là Dương Chỉ Tiên hủy diệt đạo ấn quá yếu, chỉ là, nàng hủy diệt lực không cách nào đối phó Diệp Thần thôi. Hủy diệt lực, bất quá miễn cưỡng coi như là nhị trọng thiên tầng thứ, mà Diệp Thần đâu. Nhưng đã đạt đến tầng 3 đỉnh cấp. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần đối với hủy diệt lực vô cùng quen thuộc. Cho nên, ở Diệp Thần thi triển 6 diệt chân quyết sinh chữ thiên sau đó, vậy xâm nhập bên trong cơ thể hủy diệt lực, ngay tức thì bị càng cường đại hơn hủy diệt lực nơi làm tan rã, đánh tan. Vì vậy, Dương Chỉ Tiên công kích mới sẽ đối với Diệp Thần, không có hiệu quả.
mà đang ở Dương Chỉ Tiên xoay người ngay tức thì, đứng ở một bên Dương Thu nhưng là hô to một tiếng nói, Chỉ Tiên, chú ý. Nhưng, đã quá muộn, tia sáng kia ngay tức thì lướt qua người hạ, so thanh âm nhanh hơn. Dương Tím Hân sắc mặt đông lại một cái, thân hình ngay tức thì ngừng, nàng hơi thấp xuống đầu, có chút không dám tin tưởng hướng mình dưới người nhìn. Chỉ gặp, mình thân thể lại là chậm rãi chia lìa. Dương Chỉ Tiên ném xuống đất, mà tại chỗ, lưu lại, là một đôi máu tươi đầm đìa thon dài đùi đẹp. À à à à, Trần Tiền Bối, cứu ta à. Dương Chỉ Tiên phát ra một tiếng thét chói tai, giống như một cái trắng nõn côn trùng vậy, điên cuồng trên đất ngọa nguậy, cách xa trước đến gần mình ác ma. Mọi người tại đây không nhìn được nuốt nước miếng một cái. Diệp Thần lại là một kiếm trực tiếp đem Dương Chỉ Tiên hai chân chém xuống. Thằng nhóc, cho ta dừng tay à. Trần Tích điên cuồng hét lên, nếu như giết nàng, ta Thông Huyền Tông lửa giận, đem ngươi không cách nào chịu đựng. Hắn không ngừng quơ trường kiếm, muốn hướng Diệp Thần phóng tới, nhưng, quanh thân nhưng không ngừng hiện lên từng đạo lưu ly vậy ánh sáng rực rỡ, ngăn cản hắn hành động. Lâm Trúc Thanh, mặc dù tu vi so hắn thấp hơn mấy phần, nhưng, cùng ngày đạo lại là dung hợp được vô cùng hoàn toàn, thực lực so với giống vậy còn thật tồn tại, cũng chút nào không kém. Mà ở Trần Tích thực lực bị áp chế dưới tình huống, lại không thể chân chính hạ tử thủ tiêu diệt Lâm Trúc Thanh, trong chốc lát, muốn thoát khỏi Lâm Trúc Thanh dây dưa, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Cho nên, hắn chỉ có thể uy hiếp. Nhưng, uy hiếp đối với Diệp Thần thì có ích lợi gì? Diệp Thần một cước đạp ở nhúc nhích Dương Chỉ Tiên, nàng lần nữa kêu thảm một tiếng, ngực một hồi rắc rắc vang dội, xương sườn hoàn toàn nghiền. Diệp Thần lạnh lùng nói cho ta, là ai, mang đi Cố Tuyền. Cố Tuyền, Dương Chỉ Tiên trắng bệch không máu trên gương mặt, thoáng qua nồng nặc vẻ oán độc nói, ngươi không phải đã nhìn thấy không? Cái này ám vực ma nữ đã bị sống đốt chết liền à? Ngươi nghĩ như vậy gặp nàng, liền chết chung đi. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt. Nữ nhân này thoạt nhìn là thật không biết Cố Tuyền bị đánh cháo sự việc. Diệp Thần trong lòng đối với Sóc Lão nói, Sóc Lão, người này, nếu có năng lực chế tạo máu thịt kia con rối, vừa có thể im hơi lặng tiếng đem đánh cháo, thuyết minh, hắn muốn tiêu diệt Dương Chỉ Tiên, thậm chí giết toàn bộ ám cốc, đều không phải là việc khó, tại sao phải như vậy phiền toái. Sóc Lão trầm ngâm nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng, chắc là có cái gì cố kỵ. Diệp Thần gật đầu một cái. Trường kiếm trong tay động một cái, thì phải đem Dương Chỉ Tiên, hoàn toàn tiêu diệt, hắn sở dĩ không có trực tiếp chém giết, chính là vì dò xét một phen, xem có thể hay không từ Dương Chỉ Tiên trên mình đạt được một ít hữu dụng tin tức, bây giờ nhìn lại, không cần thiết. Đợi một chút, ngay tại lúc này, Sóc Lão lần nữa mở miệng nói, Diệp Thần, trước đem nàng đạo cốt lấy ra, lại tiêu diệt. Đạo cốt, Diệp Thần thần sắc động một cái, nhìn về phía Dương Chỉ Tiên nơi bụng. Hắn có thể cảm nhận được, đối với cần phải bụng xương sống cốt bên trên, tản ra một loại huyền diệu khí vận. Sóc Lão nói, huyết mạch ngươi đặc thù, nói không chừng có thể trực tiếp cắn nuốt cái này cốt, hơn nữa, có đạo cốt, đối với ngươi tìm Cố Tuyền, chắc có trợ giúp, đạo cốt là vì Cố Tuyền, làm ngươi đến gần nàng lúc đó, có thể sẽ có phản ứng. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lúc này đem Dương Chỉ Tiên thân thể mềm mại, quay cuồng. Dương Chỉ Tiên sắc mặt biến đổi nói, ngươi phải làm gì? Giết ta, mau giết ta à? So với tử vong, nàng sợ hơn mất đi cái này cốt. Diệp Thần ánh mắt phong tỏa ở Dương Chỉ Tiên hắn xương sống cốt, một khắc sau, đưa tay một cái, lại là trực tiếp cắm vào Dương Chỉ Tiên phần lưng, vô cùng kêu thê lương thảm thiết, vang vọng ở ám cốc bên trong, Diệp Thần lại là miễn cưỡng đem Dương Chỉ Tiên một đoạn xương sống cốt đào lên. Rồi sau đó, tiện tay một kiếm. Đem Dương Chỉ Tiên đầu lâu chém xuống. Đáng chết tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Trần Tích mắt chừng sắp nứt, thằng nhóc này lại thật đem Dương Chỉ Tiên chém giết. Lần này, xui xẻo nhưng mà hắn à. Lâm Trúc Thanh có linh lung đạo thể, tư chất võ đạo nghịch thiên, cho dù chuyện này, có thể nói là Lâm Trúc Thanh một tay tạo thành, nhưng, trong tông môn cao tầng, nhưng sẽ không thật cầm Lâm Trúc Thanh như thế nào, nhưng là hắn coi như thảm. Hắn mặc dù có cực kỳ kinh khủng tu vi, ở Thông Huyền Tông chấp sự bên trong vậy coi là đứng đầu tồn tại, có thể, Thông Huyền Tông không hề thiếu còn chân cảnh võ giả à. Trần Tích cặp mắt một phiến đỏ tươi, ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần, hắn biết, nếu như hiện tại mình còn có một đường sinh cơ nói, vậy, chính là đem Diệp Thần chém chết.
Trong chốc lát, hắn cũng không lo cái gì thánh nữ không thánh nữ, quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay điên cuồng múa, đạo đạo kiếm long ở trên trời bên trong sôi trào, toàn bộ Thanh Dương vực võ đạo quy luật tựa hồ cũng rung động. Trần Tích toàn lực ra tay dưới, thanh thế mạnh, vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, trong tay kiếm tựa như có thể đem toàn bộ giới vực mất đi vậy. Lâm Trúc Thanh mặt đẹp một trắng, vậy linh lung ánh sáng, tiếp liên phá bể, mà ở kiếm quang bên trong, Trần Tích đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng Diệp Thần đến gần. Lâm Trúc Thanh khóe miệng tràn ra một món vết máu, nàng biết, Trần Tích đây là liều mạng. Thậm chí, thỉnh thoảng có một lượng đạo linh lung ánh sáng, đánh trúng Trần Tích, hắn vậy là chẳng ngó ngàng gì tới. Lâm Trúc Thanh hướng về phía Diệp Thần hô lớn, đi mau. Ta không ngăn được. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, ngươi làm thế nào? Hắn không muốn nhìn thấy nữa có người bởi vì mình ra chuyện. Lâm Trúc Thanh vết máu ở khóe miệng càng ngày càng nhiều, quát to, ta là Thông Huyền Tông thánh nữ, không có việc gì, nếu ngươi không đi, ta cho dù là chết, vậy sẽ toàn lực chặn hắn. Diệp Thần hung hãn cắn răng một cái, giờ phút này, hắn cảm thấy là không có sức. Nếu như hắn thực lực đủ, thì như thế nào cần Lâm Trúc Thanh giúp hắn ngăn trở kẻ địch. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ, thân hình động một cái, liền hướng Thiên Hỏa Thần Ưng đi, Thiên Hỏa Thần Ưng, cũng là ngầm hiểu, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Mà giờ khắc này Trần Tích, đạo tâm đã bị tổn thương, nhưng, cái này ngược lại làm sát ý của hắn, hoàn toàn bùng nổ, giống như phong ma, mắt gặp Diệp Thần sắp thoát đi. Lại là hoàn toàn không để ý Lâm Trúc Thanh sống chết, điên cuồng ra tay. Ngâm. Một tiếng long ngâm vang lên, một đạo vô cùng cuồng bạo kiếm long, chém về phía Lâm Trúc Thanh. Lâm Trúc Thanh mắt đẹp run lên, giương tay một cái, một quả bảo châu treo lơ lửng ở trước người, đồng thời, linh lung ánh sáng rực rỡ lớn thả, ngay tức thì sáp nhập vào vậy bảo châu bên trong. Vậy bảo châu ngay tức thì hóa thành một đạo bảy màu màn sáng, chắn trước người của nàng. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, mặc dù có cái này bảo châu ngăn cản, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn hóa giải một kiếm này uy lực, Lâm Trúc Thanh im lìm hừ một tiếng, liền lùi mấy bước, giữa eo máu tươi chảy như dòng nước, hơi thở suy yếu, đã bị thương không nhẹ. Nàng chặt chẽ cắn răng, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng là không cách nào làm được. Mà giờ khắc này, Thiên Hỏa Thần Ưng đã chấn động hai cánh, hướng trời cao bay đi, Trần Tích thấy vậy, trong mắt đều phải tích xuất máu tươi. Hắn cả người máu tươi cháy, trên trường kiếm kiếm khí, cũng là biến thành đỏ tươi vẻ, hướng Diệp Thần chém điên cuồng đi. Một kích này, là Trần Tích trình độ cao nhất, đem thật vẫn lực lượng hoàn toàn sáp nhập vào kiếm quang bên trong. Một kiếm ra, Thanh Dương vực quy luật, liền bắt đầu bể tan tành, thiên đạo tựa hồ cũng ở kêu gào. Vậy do Mỹ Ngọc Trúc Thành ám cốc, vậy đang điên cuồng tan vỡ, thậm chí là vậy hai tòa trong mây mù núi cao, cũng xu hướng tại sụp đổ. Diệp Thần con người co giúp một cái, ngưng mắt nhìn sau lưng chém tới đỏ tươi kiếm quang này bên trong, lại là tràn ngập nồng nặc khí tức tử vong. Nếu là bị một kiếm này chém trúng, cho dù lấy sinh mệnh lực của hắn, đều rất có thể sẽ chết. Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc kinh hô, thằng nhóc, mau ra tay. Diệp Thần chợt chợt quát lên, ta Diệp Thần, sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không chết. Một khắc sau, hắn ngưng tụ lại trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Hướng về phía huyết sắc kia kiếm mang, chém xuống một kiếm. Tinh hồn chạm. Hồng mông đại tinh không. Sáng chói ngân hà và hồng mông tinh không lại xuất hiện, hướng huyết quang kia vọt tới, có thể, cái này dung hợp hồn đạo cùng võ đạo, vô cùng là cường đại tinh hồn chạm, cùng với hồng mông cổ pháp trình độ cao nhất hồng mông đại tinh không, ở huyết sắc kia kiếm quang trước mặt, lại là lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng bể tan tành trước. Thoáng qua. Diệp Thần thân thể liền bị vậy tia máu sắc kiếm quang hoàn toàn chiếm đoạt. Diệp Thần, Lâm Trúc Thanh kêu lên một tiếng, mắt đẹp bên trong, hiện lên vẻ tuyệt vọng, Trần Tích vậy cháy hết thảy một kiếm, vô cùng là khủng bố, chỉ sợ sẽ là chân chính còn thật tồn tại, vậy phải bỏ mạng ở dưới một kiếm này. Diệp Thần bị một kiếm này chém trúng, cho dù sinh mệnh lực mạnh mẽ đi nữa, vậy rất có thể ngay tức thì bốc hơi. Mà thi triển một kiếm này sau đó, Trần Tích hơi thở cũng là suy bại xuống, bất quá, hắn nhưng là cười, vô cùng sảng khoái cười. Không có bất kỳ còn thật trở xuống tồn tại, có thể ở một kiếm này bên trong sống sót. Một khắc sau, chỉ gặp, ở kiếm quang này đánh vào dưới, Diệp Thần thân thể lại là ngay tức thì nổ tung, hóa thành một hồi xương máu.
Lâm Trúc Thanh mắt đẹp, hoàn toàn ảm đạm. Bị đánh thành xương máu, cho dù Diệp Thần là thần cũng chỉ có thể chết. Thời khắc này Diệp Thần, cũng là cảm thấy chân chính tử vong phủ xuống, sinh mạng căn nguyên, cũng gần như tan vỡ, nhưng, quỷ dị chính là, giờ khắc này, thời gian tựa như đột nhiên chậm lại. Diệp Thần trước mắt, một phiến hắc ám hướng hắn tấn công tới. Một phiến thuần túy hắc ám, vĩnh hằng hắc ám. Cái này hắc ám liền giống như tử vong bản thân vậy. Diệp Thần ngưng mắt nhìn cái này phiến hắc ám, hắn cảm thấy mình thân thể đang nhanh chóng tiêu tán bên trong, nhưng, ngay mặt hắn đối với cái này phiến hắc ám lúc đó, nhưng là ngoài ý muốn bình tĩnh. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đồng thời, hắn đầu óc bên trong vang lên một giọng nói. Không phải Sóc Lão thanh âm, cũng không phải Huyền Hàn Ngọc thanh âm, mà là Thiên Yêu. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một đạo gần như hỗn độn, không thể danh trạng hư ảnh. Hư ảnh kia có chút mỉa mai cười nói, thằng nhóc, lại khó chịu điểm, ngươi thì phải thật đã chết rồi, không nghĩ tới, thân là luân hồi người điều khiển, ngươi lại sẽ ở một cái vị diện cấp thấp bị buộc đến như vậy tình cảnh, hi hi, tên kia biết, nói không chừng cũng sẽ bị ngươi chọc tức chết. Thiên Yêu. Diệp Thần nhướng mày nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi không phải bị phong ấn. Hắn nhớ, vậy vực ngoại thiên đạo rơi xuống đại khí vận, vì chính là phong ấn Thiên Yêu. Thiên Yêu hừ lạnh một tiếng nói, phong ấn. Hừ, đầu kia cá trạch nhỏ, bất quá là dựa vào khí vận lực, tạm thời che đậy ta ở lại trên mình ngươi giấu vết mà thôi. Hi hi, bất quá, ngươi tiến vào cái này bên bờ sinh tử trạng thái cực hạn, vậy khí vận lực cũng vô dụng, ngươi có thể biết. Khi sinh linh tử vong lúc đó, là cùng vậy thủy nguyên vũ trụ đến gần nhất thời khắc. Còn có, thằng nhóc, ta xin khuyên ngươi một câu, đừng nữa quan tâm ta, ngươi không phát hiện, mình phải chết thật sao? Diệp Thần ánh mắt trầm xuống nói, ngươi mới vừa rồi, để cho ta nhanh lên một chút là ý gì? Hắn biết, mình trạng thái bây giờ, khoảng cách tử vong thật chỉ có cách một con đường, mặc dù không biết ngày này yêu, đánh được tính toán gì, nhưng... dưới mắt cũng chỉ có thể dựa vào hắn đột phá đây tuyệt chết cảnh. Thiên Yêu cười một tiếng nói, thằng nhóc, ở tại bên trong cơ thể ngươi đầu kia cá trạch, không phải nói với ngươi, vận dụng luân hồi hơi thở phương pháp. Diệp Thần ánh mắt động một cái nói, ngươi nói là, luân hồi hơi thở có thể cứu ta. Không sai. Thiên Yêu cười hắc hắc nói, bất quá, nếu như ngươi không cách nào làm được, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào cải tử hồi sanh, ừ, chỉ cần ngươi hiện tại. Đem người hoàn toàn giao cho ta, không cần có chút nào chống cự, bổn tôn bảo đảm, có thể làm cho ngươi ngay tức thì sống lại, ừ, thuận tiện, giúp ngươi tìm về người phụ nữ kia, vậy không phải là không thể, như thế nào, khoản giao dịch này coi như tính toán chứ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa Thiên Yêu, mà là ngưng mắt nhìn trước mắt hắc ám. Muốn vận dụng luân hồi hơi thở, đầu tiên, liền muốn đem hủy diệt đạo ấn đột phá đến tứ trọng thiên. Mặc dù không biết tại sao ở nơi này sống chết để gặp, Diệp Thần sẽ thấy cái này phiến hắc ám, nhưng, hắn rất rõ ràng, cái này hắc ám bên trong, hàm chứa vô tận chết diệt đại đạo. Hắn muốn đột phá hủy diệt đạo ấn, liền phải từ nơi này hắc ám bên trong, có lĩnh ngộ. Thiên Yêu thấy vậy, tựa hồ cười khẽ một tiếng, một khắc sau, biến mất không gặp. Mà Diệp Thần giờ phút này, có thể cảm nhận được mình thân thể, đang không ngừng nổ tung, tiêu tán. Mỗi một cái tế bào đều ở đây mất đi, mà theo cái này mất đi, trước mắt hắc ám, vậy bộc phát thâm trầm. Đúng phiến hắc ám, bỗng nhiên tựa như hóa thành thực chất, tản mát ra vô tận áp lực, phải đem thần hồn, hoàn toàn nghiền nát. Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên sáng lên, tựa như ở đó hắc ám bên trong, thấy được một đạo phù văn, chớp mắt rồi biến mất. Cái này cái phù văn, hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng liếc về gặp phù văn này ngay tức thì. Đầu óc bên trong, nhưng là không khỏi xông ra vô số đối với tử vong, đối với hủy diệt cảm ngộ. Một quả đạo ấn, xuất hiện ở Diệp Thần trước người, đạo ấn một hồi biến hóa, mơ hồ, cùng phù văn kia có chút tương tự, vậy vào lúc này, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn đột phá đến tứ trọng thiên. Nhưng, trước mặt hắc ám, như cũ liền hướng hắn đè xuống. Ở hủy diệt đạo vận đột phá ngay tức thì, Diệp Thần cặp mắt, bỗng nhiên để trống, đầu óc bên trong. Vang lên một đạo đại đạo âm. Hắn lẩm bẩm nói, diệt mà không diệt, sinh nhi không sinh, là luân hồi. Bỗng nhiên tới giữa, một món luân hồi hơi thở ở Diệp Thần trong cơ thể phun trào. Ám cốc bên trong,
máu kia đỏ kiếm mang dưới, Diệp Thần thân thể ngay tức thì bạo bể thành xương máu. Nhưng ngay khi thân thể nổ tung ngay tức thì, về điểm kia chút máu sương mù, lại là quỷ dị treo lơ lửng ở không khí bên trong, ngưng mà không tán. Thấy một màn này, tất cả mọi người là mặt hiện vẻ khiếp sợ, ngay tại giây phút này, một hồi màu xám trắng sương mù, ở nơi này xương máu bên trong phun trào, bỗng nhiên, vô cùng là không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp, ở nơi này trắng xám sương mù bên trong, thời gian, tựa như chảy ngược liền vậy, về điểm kia chút máu sương mù, lại là thật nhanh co rút lại, thời gian đảo mắt, liền lần nữa ngưng tụ ra Diệp Thần thân thể. Tất cả mọi người óc, đều ở đây ngay tức thì gần như bốc hơi. Một màn trước mắt, bọn họ chỉ có thể dùng thần tích tới hình dạng à. Liền liền trần tích đều là xem ngu. Sinh mệnh lực nghịch thiên, còn có thể hiểu, cái này cũng nổ tung thành xương máu, đột nhiên, lại lần nữa ngưng tụ là thân thể. Cái này mẹ hắn, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi à. Thằng nhóc này kết quả là quái vật gì? Thời khắc này Diệp Thần, vô cùng yếu ớt, ngã xuống thiên hỏa thần ưng trên lưng, ngay tức thì hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Tại chỗ một đám võ giả, như cũ nở đẫn, còn không có phục hồi tinh thần lại, mới vừa phát sinh hết thảy, phảng phất như là ảo giác vậy. Diệp Thần đầu óc bên trong, vang lên Sóc Lão thanh âm nói, nguy hiểm thật, thằng nhóc, nếu không phải ngươi ở sống chết để gặp, lĩnh ngộ luân hồi hơi thở sử dụng phương pháp, chỉ sợ cũng thật muốn ở vậy dưới một kiếm mất đi, bất quá, cái này luân hồi hơi thở mạnh mẽ, còn ở lão phu dự liệu bên trên. Liền liền Diệp Thần mình, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, giờ phút này, hắn cả người không có sức, cực kỳ yếu ớt, trong cơ thể sức sống, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng, ước chừng dựa vào cái này luân hồi hơi thở, liền làm thân thể ngay tức thì gây dựng lại. Cái này, nhất định chính là quỷ thần khả năng à. Bất quá, lần này thân thể gây dựng lại, cũng đem trong cơ thể luân hồi hơi thở, tiêu hao được không còn chút nào, mặc dù, luân hồi mộ địa và huyết mạch bên trong, có thể tự đi sinh ra, nhưng, trong thời gian ngắn, Diệp Thần khẳng định không cách nào lần nữa vận dụng luân hồi hơi thở sống lại. Nhưng, đây cũng là chuyện tốt. Nếu như hắn thật có thể dựa vào luân hồi hơi thở vô hạn sống lại, ngược lại, không cách nào tiến bộ. Tu võ người, vẫn là phải thời khắc giữ ở một loại căng thẳng trạng thái, thật bất tử bất diệt, ngược lại, có thể để cho Diệp Thần võ đạo, đình trệ không tiến lên. Bất quá Diệp Thần đang suy tư, năm đó luân hồi chi chủ hẳn không có thể chết mới đúng. Thật vì bố trí, sống lại. Hắn cứ như vậy tin tưởng mình. Tin tưởng cái này nhất thế có thể đối kháng vậy cái gọi là vạn khư thần điện. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, không nghĩ nhiều nữa những chuyện này, hôm nay, hắn đã là Cố Tuyền báo thù, để ý nhất chính là Cố Tuyền hướng đi. Lúc này, hắn lấy ra thiên tinh các ngọc bài, liên lạc Tần Tử Vi. Diệp Thần cần, là tình báo. Rất nhanh, ngọc bài bên trong, liền vang lên một cái giọng nữ nói, chúc mừng Diệp công tử, ở trong tối cốc đánh một trận, có thể nói chân chính danh chấn dương chân vực. Có thể từ một tên thông huyền tông chấp sự trong tay sống sót, toàn bộ dương chân vực, cho dù tính luôn bốn điện lánh đời cường giả, sợ rằng cũng không có người có thể làm được. Diệp Thần, đây là sáng tạo lịch sử. Tần Tử Vi cũng là vui vẻ, nàng cảm thấy, mình đầu tư Diệp Thần là một cái chính xác lựa chọn, tương lai, Diệp Thần có thể trưởng thành là trời tinh các lớn nhất chỗ dựa vững chắc một trong. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là không có vẻ tươi cười, danh chấn dương chân vực. Hắn bất quá là dựa vào luân hồi hơi thở, may mắn sống sót, đối mặt địch nhân, chỉ có thể xoay người mà chạy, đây cũng là danh chấn dương chân vực. Trong mắt người khác cao nhất quang vinh, ở Diệp Thần xem ra nhưng là một loại sỉ nhục. Diệp Thần nhàn nhạt nói, Tần cô nương, ta có là một muốn thỉnh giáo, người có biết cái gì là máu thịt con rối? Máu thịt con rối? Tần Tử Vi sau một hồi trầm ngâm đáp, tựa hồ là trên thời xưa một loại tương tự phân thân tồn tại, bất quá, máu này thịt con rối không cách nào sao chép chủ nhân thực lực, thậm chí, liền linh trí cũng không có, chỉ có thể làm ra bản năng phản ứng, vậy dùng để giả chết. Nàng đột nhiên có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, Cố cô nương? Lấy Tần Tử Vi tài trí, đã phát hiện cái gì? Diệp Thần không trả lời, mà là hỏi, Tần cô nương có biết, đương kim trên đời, còn có ai hoặc là nói thế lực kia, có thể chế tạo máu thịt khôi lỗi? Cho dù là bác học như Tần Tử Vi, cũng bị Diệp Thần cái vấn đề này khó ở. Trên thực tế, đừng nói là chế tạo máu thịt con rối,
liền biết máu thịt con rối là cái gì, ở hôm nay vực ngoại đều không nhiều. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói cái này. Ta cần phải đi tra một chút, mới có thể câu trả lời Diệp công tử. Được. Diệp thần gật gật đầu nói, phiền toái ngươi. Dứt lời, hắn liền buông xuống ngọc bài. Một bên khôi phục thể lực, vừa suy nghĩ trước Cố Tuyền hướng đi, một lát sau, đối với Sóc lão mở miệng nói, Sóc lão, ta cho rằng, Cố Tuyền hiện tại hẳn ở trên trời người vực, hơn nữa, tạm thời là an toàn. À, Diệp thần nói, đầu tiên, người này, có thể chế tạo máu thịt con rối, vừa có thể im hơi lặng tiếng đem Cố Tuyền mang đi, lai lịch cùng thực lực, sợ rằng cũng không đơn giản. Thêm nữa, Cố Tuyền mất đi đạo cốt, cho dù còn sống, có thể hay không tiếp tục tu luyện cũng là cái vấn đề, bản thân đã không có gì giá trị, mà người này nhưng phế lớn như vậy thời gian, đem nàng cứu đi, cần phải sẽ không đối với nàng bất lợi. Không sai. Sóc lão đồng ý nói, cho nên, người bây giờ chuẩn bị đi thiên nhân vực. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, lắc đầu nói, không, ta dự định trước tăng lên thực lực. Càng mấu chốt chính là, đồ thánh đại hội không mấy ngày sắp đến. Vĩnh lão cũng không có Cố Tuyền vận mạng tốt như vậy, ta sẽ không để cho Vĩnh lão xảy ra chuyện. Lần này ám cốc chuyến đi, để cho hắn nhận thức được thực lực mình lên chưa đủ, thiên nhân vực cường giả khắp nơi, hắn dự định chuẩn bị sẵn sàng sau đó, lại đi thiên nhân vực tìm Cố Tuyền, dưới mắt, trước vượt qua đồ thánh đại hội nói. Sóc lão nói, vậy ngươi hiện tại có cái gì dự định? Về trước Nguyên Thiên Viện, chuẩn bị đồ thánh đại hội sau đó, liền đi Huyền Yêu tộc thánh địa. Trước khi đi, Huyền Khôn đã từng nói cho hắn, có đồ cấp cho hắn, Diệp thần vẫn là có chút hiếu kỳ. Một ngày sau, Diệp thần thể lực ngược lại cũng khôi phục được thất thất bát bát, hắn ngồi xếp bằng ở tiểu hồng trên lưng, cổ tay lộn một cái, đem một đoạn minh in phù văn xương cốt cầm ở trong tay. Diệp thần ngưng mắt nhìn vậy đoạn xương sống cốt, mắt trung thần sắc vô cùng là phức tạp, xương này đến từ Cố Tuyền trong cơ thể, hắn có thể tưởng tượng, làm cái này xương sống cốt bị miễn cưỡng rút ra lúc đó, Cố Tuyền thống khổ. Cái này cốt, như cũ tản ra đậm đà khí tức hủy diệt, nhưng, đã mất sống, không cách nào lại di chuyển hồi Cố Tuyền trong cơ thể, thậm chí, đối với phần lớn người mà nói, cái này cái đạo cốt trừ dùng để hiểu hủy diệt đạo vận còn có mấy phần tác dụng, hoàn toàn là được một hiện trưng bày. Một khắc sau, Diệp thần há miệng, trực tiếp đem vậy xương sống cốt đưa vào trong miệng, rắc rắc tiếng, đem xương sống cốt cắn được nghiền. Đối với những người khác, có thể là trưng bày, nhưng, Diệp thần thể chất đặc thù, có lẽ có thể trực tiếp chiếm đoạt cái này cốt bên trong lực lượng. Bất quá, cắn nuốt kết quả là cái gì, liền Diệp thần cũng không cách nào khẳng định. Vậy đạo cốt vừa tiến vào Diệp thần trong cơ thể, Diệp thần chính là thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy được một cổ vô cùng là cường đại khí tức hủy diệt, điên cuồng sáp nhập vào máu thịt của mình bên trong, cơ hồ phải đem thân thể mất đi. Thảo! Diệp thần không nhịn được thầm mắng một tiếng, hắn mới vừa từ quỷ môn quan trở về, hiện tại lại phải lại đi một chuyến. Hắn hít sâu một hơi, sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên, hồng mông cổ pháp, điên cuồng vận chuyển, lấy tứ trọng thiên hủy diệt đạo ấn mới miễn cưỡng đem cổ lực lượng này chế trụ, chậm rãi luyện hóa cái này cái đạo cốt. Muốn không được bao lâu, Diệp thần liền đi tới Nguyên Thiên Viện bầu trời. Hắn vậy vào lúc này, lần nữa mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu, mơ hồ có thể gặp vẻ hưng phấn. Vậy cái đạo cốt, bị Diệp thần thành công luyện hóa. Mặc dù, hắn không có được tuyệt diệt thần thể, nhưng, vậy nguyên bản minh in ở đạo cốt trên phù văn, nhưng là xuất hiện ở hắn thức hải bên trong, có phù văn này tồn tại, Diệp thần ở tu tập hủy diệt mộ đạo lúc đó, tiến cảnh tốc độ, gia tăng thật lớn, hơn nữa, thi triển hủy diệt đạo ấn lúc đó, uy lực cũng sẽ có tăng lên. Bất quá, trọng yếu nhất, cũng không phải thực lực lên tăng lên, mà là, hôm nay luyện hóa đạo cốt sau đó, Diệp thần trong cơ thể nhiều hơn một món không thuộc về mình hơi thở kia đến từ Cố Tuyền. Nếu như Diệp thần cùng Cố Tuyền đến gần, cái này tia hơi thở cần phải sẽ có phản ứng. Cái này, mới là Diệp thần chân chính mong muốn. Ở Diệp thần điều khiển dưới, tiểu hồng rơi vào Nguyên Thiên Viện bên trong. Nguyên Thiên Viện, tất cả người xúc thế đãi phát. Bởi vì lập tức phải tới gần đồ thánh đại hội. Diệp thần nơi này trận doanh, từ thực lực trên xem, Tiêu Thủy Hàn mạnh nhất. Khoảng cách đồ thánh đại hội, gần trong gang tấc, Diệp thần sau khi trở lại vậy bắt đầu làm ra an bài. Nguyên Thiên Thần Quân, giao cho Tiêu Thủy Hàn thống lĩnh, mỗi ngày thao luyện diễn tập,
là đồ thánh đại hội làm chuẩn bị sau cùng. Cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ, toàn bộ tấn thăng, cũng là nguyên thiên thần quân bên trong kiêu binh. Mận Thanh Mực, Tần Thiên Vũ, Phụ Anh Tuyết, cái này ba cái trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, một xem thực lực không mạnh, nhưng bọn họ thú cưng nhưng rất cường đại. Mận Thanh Mực kim tình toan nghê, Phụ Anh Tuyết thanh giáp ngoan, đều là lớn nguyên thú, thực lực coi như không tệ. Còn có kim giáp thao thiết, Diệp Thần chữa khỏi nó thương thế sau đó, ban thưởng cho Tần Thiên Vũ, có thể phát huy ra càng chiến đấu lớn lực. Ngày chết một ngày thiên đến gần, già thiên ma đế ở sáu đạo tông bên kia cũng chủ tập một ít thế lực. Mắt xem khoảng cách đồ thánh đại hội, chỉ còn lại sau cùng thời gian, Diệp Thần mời già thiên ma đế, Huyết Long, Viêm Khôn, Vũ Chỉ Giao, vậy đi tới Nguyên Thiên Viện. Già thiên ma đế có thất sát vạn nha bình, lần trước ở Hồng Mông Phúc Địa, cắn nuốt không thiếu Minh Long thần tộc máu tươi, thu được ích lợi không cản, thực lực mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Vũ Chỉ Giao mưa bụi phúc thiên sương mù, đối với Nguyên Thiên thần quân mà nói, vô cùng trọng yếu, là che giấu hành tích, thi triển đánh lén mấu chốt. Viêm Khôn mà nói, bề ngoài thực lực không mạnh, nhưng nếu như càn khôn thần tộc huyết mạch bùng nổ, cũng là một lớn trợ lực. Ngoài ra, Huyết Long thực lực để cho Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nó vậy đột phá rất nhiều. Lần trước ở Diệt Long Nhai, Huyết Long đạt được Thái Cổ Tổ Long truyền thừa, thực lực tăng vọt, trên người có 9 đạo cấm chế phù liên. Huyết Long phá vỡ một đạo phù liên, thực lực đột phá. Hiện tại Diệp Thần lại thấy Huyết Long, liền thấy trên người hắn phù liên, lại cắt đứt một cái, chỉ còn lại 7 cái. Cắt đứt cái thứ hai phù liên, Huyết Long thực lực lại có thể liền liền đột phá, cái này tiến bộ cũng quá nhanh. Huyết Long huyết mạch phi phàm, ngoài mặt xem, mặc dù không đủ để chống lại đế thích trời, nhưng chỉ cần chặt đứt toàn bộ phù liên, đế thích thiên cũng không dám xem nhẹ hắn. Diệp Thần nơi này trận doanh, Tiêu Thủy Hàn ở thê đội thứ nhất. Huyết Long và Già Thiên Ma Đế, có thể xếp hàng thê đội thứ hai. Kim Tình Toan Nghê, Thanh Giáp Ngoan, Tuyệt Phiêm Hỏa Mãng, Kim Giáp Thao Thiết các loại mãnh thú, là thê đội thứ ba. Nguyên Thiên Thần Quân, là thê đội thứ tư, cũng là xông lên hàng trước chủ lực, phỏng đoán muốn hy sinh rất nhiều người. Còn như Diệp Thần, hắn là độc nhất đương, liền chính hắn cũng không biết, mình toàn lực bùng nổ, rốt cuộc sẽ có cường đại dường nào. Luân hồi huyết mạch, lục đạo luân hồi pháp, hoàng tuyền đồ, hồng mông đại tinh không, hiến tế đại nguyên binh, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, tinh hồn trảm, sóc lão và huyền hàn ngọc vân. Vân, những thủ đoạn này toàn bộ dùng lên, Diệp Thần vậy không dám tưởng tượng, mình sẽ có đáng sợ dường nào. Diệp Thần chỉ hy vọng chàng này đồ thánh đại hội, có thể thuận lợi một chút, tốt nhất hắn cũng không cần ra tay, liền cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương. Đây là tốt nhất cục diện. Nếu như phát sinh xấu nhất tình huống, muốn hắn tự mình ra sân, thậm chí lá bài tẩy toàn bộ vận dụng, vậy rất có thể đưa tới cấp trên chú ý, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thái Thượng Thiên Nữ, chỉ là cấp trên dị số, trong một vạn không có một. Không người có gan, dám để mặc cho Diệp Thần trưởng thành, cũng muốn trước thời hạn bóp chết, đem tất cả uy hiếp, đoạn tuyệt ở nôi bên trong. Đồ Thánh Đại Hội, biến số thực sự quá lớn, ai cũng không thấy rõ con đường phía trước. Diệp Thần chỉ có thể ở sau cùng trong cuộc sống, không ngừng mưu đồ, không ngừng tu luyện, không ngừng điều chỉnh, để cho mình nơi này thế lực, đạt tới trạng thái tột cùng nhất. Đế Huyền Điện, Hồng Liên Tử Kim Cung chỗ sâu, đại sảnh nghị sự bên trong. Đồ Thánh Đại Hội buông xuống, Đế Thích Thiên ở chỗ này cử hành một tràng đặc biệt hội nghị. Phòng khách ghế thủ lãnh, Đế Thích Trời tối bào tóc trắng, cao cứ ngồi ngay ngắn, mang vạn cổ bình thản mặt mũi, ai cũng không thấy rõ hắn hư thật. Lãnh Nghị Hoa Yêu, Huyết Phệ Quỷ Kiêu, một trái một phải, hầu hạ ở Đế Thích Thiên hai bên. Hiện tại địa cung phong ấn, đã giải trừ, bọn họ có thể tự do hoạt động. Lãnh Huyết Vô Tình bốn người, chỉ còn lại bọn họ hai cái. Hai người thực lực, đến gần còn thật, kém hơn Thiên Hoang Địa Lão như vậy lợi hại, dẫu sao Thiên Hoang Địa Lão, là Luân Hồi Chi Chủ và Vận Mệnh Chi Chủ liên thủ chế tạo. Mà Lãnh Huyết Vô Tình, chỉ là Đế Thích Thiên một người chế tạo ra tới, thực lực tự nhiên chênh lệch rất nhiều, bất quá muốn chuẩn bị đồ thánh đại hội, vậy là đủ rồi. Ở đại sảnh hai bên, tổng cộng ngồi 8 cái ông già. Cái này 8 cái ông già, trên mình cũng mang theo như có như không tâm ma hơi thở, tu vi cao vô cùng sâu, toàn bộ đạt tới còn chân cảnh, kém nhất cũng có còn chân cảnh sơ kỳ, lợi hại nhất một cái, thậm chí đạt tới còn chân cảnh đỉnh cấp,
và Đế Thích Thiên mặt ngoài thực lực tương đương. Tám vị trưởng lão, ta muốn ở Đồ Thánh Đại Hội trên, phát động tâm ma thẩm phán, không biết các ngươi ý như thế nào. Đế Thích Thiên đảo mắt nhìn phòng khách, ánh mắt ở từng cái trưởng lão trên mình rời đi, chậm tiếng hỏi thăm. Cái này tám trưởng lão, được gọi là tâm ma bát lão, là Đế Huyên Điện nhất hạch tâm, thần bí nhất tồn tại, mỗi một cái đô đầu phát ban trắng, nếp nhăn cực sâu, hơn nữa trên mình mang theo lên một đời tâm ma chi chủ, trước khi chết lưu lại phù chiếu. Nếu như có thể đạt được tâm ma bát lão chống đỡ, Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, uy lực đem sẽ phát huy đến trình độ cao nhất, tâm ma xét xử tỷ lệ thành công, cũng đem thật to tăng lên. Tâm ma bát lão, đều là lên một đời tâm ma chi chủ, bên người người làm. Cái này tâm ma bát lão, đi theo lên một đời tâm ma chi chủ, kiến công lập nghiệp, sáng lập thánh nhân đại giáo hóa, có thiên đại công đức, là Đế Thích Thiên kính trọng nhất tám người. Trước kia Đế Huyền Điện có nhiệm vụ gì, vô luận biết bao nguy cấp, biết bao hung hiểm, Đế Thích Thiên đều sẽ không quấy rầy tâm ma bát lão, nhưng hiện tại, Đồ Thánh Đại Hội quá trọng yếu, hắn cần tâm ma bát lão rời núi. Đế Thích Đại Nhân, người tâm ma đại chú kiếm, chỉ luyện đến tầng thứ 5, hiện tại phát động tâm ma thẩm phán, nóng vội, ta khuyên ngươi không nên vọng động. Một cái trưởng lão lắc đầu một cái, cũng không tán thành. Tâm ma đại chú kiếm, tổng cộng hoa chia làm 9 tầng, nếu như luyện đến tột cùng nhất tầng thứ 9, liền cấp trên đều có thể chém chết. Tiền nhậm tâm ma chi chủ, luyện đến tầng thứ 8, thiếu chút xíu nữa, liền có thể có chém chết cấp trên tư cách, nhưng tiếc là, trước thời hạn bị cấp trên phát hiện, trực tiếp chu diệt. Tâm ma bát lão, là tiền nhậm tâm ma chi chủ, để lại cho Đế Thích Thiên phụ trợ trọng thần. Đế Huyền Điện mới có thể có hôm nay công lao sự nghiệp, sau lưng không thiếu được tâm ma bát lão chỉ điểm. Nhưng là, một cái tim ma trưởng lão, nghe được Đế Thích Thiên kế hoạch, nhưng lắc đầu phản đối. Ban đầu Hiên Viên Mạc Tà vẫn còn ở thời điểm, Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, đạt tới tầng thứ 4 tiêu chuẩn. Hiện đang tu luyện một đoạn thời gian, đạt tới tầng thứ 5, nhưng khoảng cách tột cùng nhất tầng thứ 9, như cũ xa xa không kỳ, muốn phát động tâm ma thẩm phán, quá gian nan, nguy hiểm cũng quá lớn, vạn vừa thất bại, Đế Huyền Điện đem trở thành đối tượng đả kích, phải bị chư thiên vạn giới vây quét, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đế Thích Đại Nhân, người hẳn hiệu Pháp Thiên Chủ, thành lập thánh nhân đại giáo hóa, dựa vào công đức tích lũy, từ từ mưu đồ, hôm nay thời cơ chưa tới, đột nhiên phát động tâm ma thẩm phán, quá nguy hiểm. Lại một cái tim ma trưởng lão, lắc đầu một cái, mở miệng phản đối. Đế Thích Thiên nhàn nhạt nói, tiên chủ Yến Trường Ca, trạch tâm nhân hậu, từ bi là trong lòng, thành lập thánh nhân chi đạo, giáo hóa thiên hạ, đúng là có không đại công đức, nhưng dựa hết vào công đức tích lũy, tiến triển quá chậm. Dưới mắt Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng cao nhất nguyên binh, chúng ta phải binh được hiểm trước, mới khá cùng chống lại. Đế Thích Thiên nói tiên chủ, chính là đời trước tâm ma chi chủ, kêu Yến Trường Ca, là thượng cổ thánh nhân. Năm đó Yến Trường Ca, thành lập thánh nhân chi đạo, bình định man di, giáo hóa thiên hạ, xứ người trong thiên hạ tim mộ thánh nhân đại đạo, đường không bổ sung, đêm không đóng cửa, hắn thu hoạch cực lớn công đức. Tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 5 sau đó. Cơ hồ thì không thể dựa vào khổ tu tăng lên, cần ngoài ra tìm chứng đạo biện pháp. Yến Trường Ca chứng đạo phương pháp, chính là công đức chứng đạo, giáo hóa thiên hạ, từ từ tích lũy thánh nhân đạo đếm, rốt cuộc đem tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 8, khoảng cách tầng thứ 9 chỉ có một bước xa, đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại hỏng, bị cấp trên chu diệt. Yến Trường Ca vừa chết, thánh nhân đại đạo băng diệt, hôm nay cái này thiên hạ, chỉ có giết hại và tranh đấu. Lại cũng không có người sách nhân nghĩa giáo hóa. Năm đó thần quốc thất đại thần đế, có một cái kêu là Ý Văn Đại Đế, chính là Yến Trường Ca tín đồ, tay sách thanh thiên nhân hoàng bút, một lòng muốn khuông đỡ thánh nhân đại đạo, còn đã từng khuyên Hiên Viên Mạc Tà không muốn giết sư phụ, đáng tiếc cuối cùng bỏ mình, cái cuối cùng thánh nhân tín đồ, vậy hoàn toàn chết. Thế gian người, chỉ biết là Yến Trường Ca là thánh nhân, căn bản không biết hắn chính là đời trước tâm ma chi chủ. Mà Đế Thích Trời, hết sức được Yến Trường Ca tâm ma đại chú kiếm chân truyền, hắn không có hứng thú dựa vào công đức chứng đạo, bởi vì thời gian quá khá dài, hắn không kịp đợi, chỉ có thể mạo hiểm phát động tâm ma thẩm phán. Đế Thích Thiên nghĩ chứng đạo phương pháp, không phải bằng môn đừng pháp, mà là trực tiếp dựa vào tâm ma chứng đạo. Chỉ cần phát động tâm ma thẩm phán, giết chết và khống chế thật nhiều người, chứng minh tâm ma đại chú kiếm lợi hại, tự nhiên có thể chứng đạo.
Một cái trưởng lão nói, đế thích đại nhân, Huyền Cơ Nguyệt có cao nhất nguyên binh, mũi nhọn tuy thịnh, nhưng còn chưa tới tiêu diệt đế uyên điện bước, chỉ cần chúng ta thành lập thánh nhân giáo hóa, từ từ mưu đồ, ngày khác lấy công đức chứng đạo, chung có vượt qua nàng thời điểm. Khác một cái trưởng lão nói, không sai, Huyền Cơ Nguyệt mộng tưởng hảo huyền, muốn hùng phách thiên hạ, thành lập vận mệnh trật tự, nô dịch người trong thiên hạ, quá mức đáng ghét, chúng ta chỉ cần cố thủ thánh nhân đại đạo, lấy đang trừ tà, từ lâu dài mà nói, nàng tuyệt không phải chúng ta địch thủ. Lại một cái trưởng lão nói, đúng vậy, đế thích đại nhân, dưới mắt phát động tâm ma thẩm phán, nóng vội, đừng quên đồ thánh đại hội mục đích thực sự, chúng ta là vì dụ ra luân hồi chi chủ, giết hắn. Chỉ cần giết luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, chúng ta liền có thể sống lại tiên chủ. Trong truyền thuyết lục đạo luân hồi pháp, có luân hồi sống lại thần hiệu, chỉ cần cướp được tay, tiên chủ sống lại, thánh nhân đại đạo có thể lần nữa hạ xuống. Đến lúc đó thiên hạ thái bình, chẳng phải tốt thay. Toàn trường tất cả trưởng lão, nhất trí phản đối đế thích thiên kế hoạch. Bọn họ muốn nhất, là chém chết luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, sống lại tiên chủ Yến Trường Ca. Yến Trường Ca, mới là bọn họ trong lòng, nhất quang minh chánh đại, vĩ đại nhất vô tư thánh nhân. Đế thích thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán, phá hủy toàn bộ rối trá thế giới, chân thực quá cực đoan, liền tâm ma bát lão cũng không tán thành. Ở đế thích thiên trong tay, tâm ma đại chú kiếm là hủy diệt thiên hạ đại sát khí. Nhưng ở tiên chủ Yến Trường Ca trong tay, tâm ma đại chú kiếm chỉ là một cái thước, dùng để trừng phạt người tâm thuật bất chánh. Yến Trường Ca cho tới bây giờ không có hủy diệt thế giới ý tưởng, chỉ muốn thành lập thánh nhân giáo hóa, dựa vào thánh nhân đại đạo xử lý thiên hạ, làm thiên hạ non nớt có chút nuôi, lão có chút chung, người người an cư lạc nghiệp, cùng đời vô tranh. Thế giới như vậy, mới là tâm ma bát lão trong mắt, hoàn mỹ nhất thế giới. Mà đế thích trời, kế hoạch quá cực đoan, bọn họ hoàn toàn chống đỡ hết nổi cầm. Đế thích thiên đạo, người chết như đèn tắt, như thế nào có thể sống lại? Lục đạo luân hồi pháp cái gọi là sống lại, chỉ là gạt người truyền thuyết phục, các vị trưởng lão chớ không thể chìm đắm vào, làm trễ nãi việc lớn. Một cái trưởng lão nói, nếu như lục đạo luân hồi pháp là giả, vậy luân hồi chi chủ làm sao sống lại sống lại? Đế thích thiên nhàn nhạt nói, luân hồi chi chủ có thể sống lại, là bởi vì là hắn có luân hồi huyết mạch, đổi thành người ngoài, một khi bỏ mình, nhưng chính là đèn tắt, không thể nào lại sống lại. Tất cả trưởng lão nhìn nhau, im lặng không lên tiếng, xem đế thích thiên hình dáng, tựa hồ thiết tim muốn phát động tâm ma thẩm phán. Một cái trưởng lão hỏi, đế thích đại nhân, người thật cố ý như vậy. Đế thích thiên đạo, tiên chủ có nói, biết rõ không thể là mà thôi, đây chính là thánh nhân đại đạo, không sợ thiên hạ chê khen, tuy dù sao cũng người ta đi vậy, ta tin tưởng ta kế hoạch không sai, chỉ cần phát động tâm ma thẩm phán, khống chế tất cả tham dự tân khách, chúng ta là có thể gián tiếp khống chế toàn bộ vực ngoại. Đến lúc đó, chúng ta muốn làm chuyện gì đều có thể. Nghe vậy, tất cả trưởng lão trố mắt nhìn nhau, đế thích trời muốn phát động tâm ma thẩm phán, cũng không phải là trung cực thẩm phán, chỉ là phạm vi nhỏ phát động, khống chế một nhóm người. Nhưng cái này một nhóm người, đều là có mặt mũi nhân vật lớn, khống chế bọn họ, ngang hàng gián tiếp khống chế toàn bộ vực ngoại. Kế hoạch này, cũng giống như nhau đáng sợ. Nếu như thành công, đế thích thiên chứng minh tâm ma đại chú kiếm lực sát thương, đủ để ngay tức thì chứng đạo đột phá, có lẽ có thể một bước lên trời, vượt qua đời trước tâm ma chi chủ thành tựu. Nếu như đế thích thiên tâm ma đại chú kiếm, thật luyện đến tầng thứ 9, vậy hắn thì có tư cách đặt chân thái thượng thế giới, và cấp trên cửa đàm phán. Đế thích, xem ra người thật nhớ không quên, còn muốn chống lại cấp trên. Một cái trưởng lão lắc đầu than thở, mặt đầy không biết làm sao. Đời trước tâm ma chi chủ, bị cấp trên chém chết, bọn họ chính mắt nhìn thấy, cũng rất rõ ràng cấp trên có kinh khủng dường nào. Đế thích thiên muốn chống lại cấp trên, đơn giản là ý nghĩ hảo huyền, tuyệt đối không có khả năng. Người có biết hay không, cấp trên thật lợi hại, bọn họ tùy tiện thổi một hơi, liền có thể giết chết ngươi. Tiên chủ võ đạo thông trời, thánh vị hiển hách, nhưng đụng phải cấp trên, vẫn bị một đầu ngón tay bóp chết. Cấp trên cửa. Và chúng ta không phải người một cái thế giới, bọn họ thực lực, mạnh mẽ cũng không có bờ bến, chúng ta tuyệt không khả năng chống lại. Muốn đối kháng cấp trên, trừ phi ngươi tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 9. Tất cả trưởng lão đưa ra cảnh cáo, bọn họ chính mắt gặp qua cấp trên khủng bố,
tuyệt đối không phải Đế Thích Thiên có thể đối kháng. Coi như là tiền nhậm tâm ma chi chủ Yến Trường Ca, đều bị cấp trên một ngón tay nghiền chết, không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng không phải là cảnh giới gì chênh lệch, mà là cả vũ trụ thế giới, đúng cái thiên địa tinh không chênh lệch, lớn đến không cách nào tưởng tượng bước. Muốn đối kháng cấp trên, chỉ có một biện pháp, đó chính là cầm tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tột cùng nhất tầng thứ 9. Tâm ma đại chú kiếm, tầng thứ 9 đỉnh cấp cảnh giới, so với tầng thứ 8, lợi hại dù sao cũng lần vượt quá, là cảnh giới trong truyền thuyết, mãi mãi tới nay không người có thể đạt tới. Muốn tu luyện đến chỗ này cùng cảnh giới, chân thực quá gian nan, ngày xưa tâm ma tiên chủ Yến Trường Ca, thành lập thánh nhân giáo hóa, công đức vô lượng, cũng chỉ có thể dừng bước tầng thứ 8, hoàn toàn không thấy được tầng thứ 9 một chút bóng dáng. Hiện tại tâm ma bát lão, cũng không có đối kháng cấp trên dã tâm, chỉ muốn ở vực ngoại thành lập thánh nhân giáo hóa, tốt nhất có thể sống lại Yến Trường Ca, ở vực ngoại vĩnh hưởng tiên phúc là đủ rồi, không cần phải nếu không phải là đi và cấp trên tranh đấu. Ta tự nhiên biết cấp trên lợi hại, vô luận là trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Nữ, vẫn là cái đó không thể nói rõ Vạn Khư Thần Điện, đều không phải là ta có thể chống lại. Nhưng các vị trưởng lão, thiên địa có quy tắc hạn chế, những cái kia cấp trên cửa, chân thân không thể nào hạ xuống nơi này, chúng ta còn có quyết chiến chỗ trống. Chỉ cần phát động tâm ma thẩm phán, thành công chứng đạo, ta thực lực, có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, trước giết luân hồi, lại diệt vận mệnh. Dung này hay nói, có thể một lần hành động bước vào tâm ma đỉnh cấp, luyện đến tầng thứ 9. Chờ ta tâm ma đại chú kiếm đại viên mãn, liền có thể chân chính chống lại cấp trên, thoát khỏi bọn họ bóng mờ bao phủ. Nếu như đời này, từ đầu đến cuối bị cấp trên đè, nói chi là tự do tự tại, nói chi là tiên phúc vĩnh hưởng. Đế Thích Thiên đứng lên, giọng cũng không coi vào đâu vang vang có lực, nhưng bình thản mà kiên định, biểu dương ra tuyệt đối ý chí và quyết tâm. Tâm ma bát lão chố mắt nhìn nhau, Đế Thích Thiên nhớ không quên, liền muốn phát động tâm ma thẩm phán, chứng đạo đột phá, đúng là cũng có chút đạo lý. Một khi chứng đạo thành công, có thể tiết kiệm đi 5 tháng vô tận khổ công, một bước lên trời. Nói thật, bọn họ đều có điểm tâm động, nhưng vấn đề là, tâm ma thẩm phán kế hoạch nguy hiểm, thực sự quá lớn, mà sau lưng cấp trên cửa, lại chân thực quá mức mạnh mẽ. Đế Thích Thiên kế hoạch, cơ hồ không có khả năng thành công. Đế Thích, chúng ta một người lui một bước. Chỉ cần ngươi chu diệt luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, sống lại tiên chủ, chúng ta nguyện ý trợ giúp ngươi phát động tâm ma thẩm phán. Tâm ma bát lão rốt cuộc làm ra lui bước, bọn họ đều là giống nhau tâm tư, chỉ muốn giết đời này luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, dựa vào luân hồi sống lại năng lượng, sống lại Yến Trường Ca. Còn như cái gì tâm ma thẩm phán, phá hủy dối trá thế giới. Thành lập lý tưởng nước Vân. Vân kế hoạch, ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn là không thiết thực không tưởng, quá cực đoan. Nếu như Đế Thích Thiên có thể đáp ứng bọn họ, đem hết toàn lực chu diệt luân hồi chi chủ, bọn họ nguyện ý trợ giúp Đế Thích Thiên. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Ngay lúc nói chuyện, tâm ma bát lão trong cơ thể cũng bay ra một tấm phù chiếu. Tấm phù chiếu này, còn quấn từng tầng một đen nhánh u tối tâm ma sát khí. Tựa hồ có dù sao cũng người gầm thét gào khóc, ẩn núp ở bên trong, đặc biệt quỷ dị. Đây là đời trước tâm ma chi chủ Yến Trường Ca, chết trước ban cho bọn hắn phủ chiếu. Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, chỉ luyện đến 5 tầng trời, dựa hết vào như vậy thực lực, thì không cách nào phát động tâm ma xét xử, nhất định phải lại phối hợp tâm ma bát lão phủ chiếu, mượn Yến Trường Ca còn để lại phủ chiếu, mới có khả năng thành công. Đế Thích Thiên nhìn đạo này đạo tâm ma phủ chiếu. Trong mắt hiển hiện ra một chút chấn động, cũng là hoàn toàn động lòng. Tâm ma đại chú kiếm không có sát khí, giết người không dính máu, nhưng luyện đến tầng thứ 8 sau đó, sẽ xuất hiện dị biến, mỗi lần giết người cũng dính nhân quả huyết khí, sẽ cho người tu luyện mang đến ma chướng tội nghiệt. Nếu như có thể vượt qua tầng này ma chướng tội nghiệt, thì có thể đột phá tới tầng thứ 9, nếu như không độ được, vậy đời này cứ như vậy. Tâm ma bát lão trong tay phù chiếu. Cũng dính liền cực lớn huyết khí, cực lớn sát khí, cực lớn oán niệm, hiển nhiên là luyện đến tầng thứ 8 tâm ma đại chú kiếm, mới có hơi thở. Được, các vị trưởng lão, ta đáp ứng các ngươi. Nhưng người chết không thể sống lại, nếu như bắt được lục đạo luân hồi pháp sau đó, vẫn không thể sống lại tiên chủ, các ngươi đừng trách ta. Đế Thích Thiên từ đầu đến cuối tin chắc,
người chết như đèn tắt, cái gọi là luân hồi sống lại, chỉ là truyền thuyết phục. Luân hồi chi chủ có thể sống lại, đó là bởi vì hắn huyết mạch đặc thù mà thôi. Được, cứ quyết định như vậy. Tâm ma bát lão đồng loạt gật đầu, cũng là mặt đầy vui mừng. Nếu đế thích thiên chịu đáp ứng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Coi như phát động tâm ma thẩm phán, bi thảm thất bại, vậy cũng chỉ là đế thích thiên kiếp nạn, bọn họ bắt được lục đạo luân hồi pháp, hoàn toàn có thể rời đi đế huyên điện, tự lập môn hộ, sống lại yến trường ca, lại chế thánh nhân giáo hóa. Đế thích thiên cũng rất rõ ràng một điểm này, nhất thời có loại chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, người cô đơn cảm giác, không nói ra được thê lương. Tâm ma bát lão cố niệm cũ chủ, căn bản không quan tâm đế huyên điện cơ nghiệp. Đế thích thiên tiền đồ tánh mạng, bọn họ cũng là không quan tâm. Mặc dù cô độc thê lương, nhưng đế thích thiên sớm thành thói quen, vậy xem thường, sự nghiệp của hắn, định trước không bị người hiểu, liền liền lãnh huyết vô tình cũng cảm thấy hắn quá mức cực đoan, nhưng hắn tin tưởng mình lựa chọn, tuyệt đối không có sai. Cái thế giới này tràn đầy chém giết tranh đấu, khắp nơi ngụy quân tử, khắp nơi tiểu nhân, đã không có tồn tại nữa cần thiết, muốn sáng tạo một cái chân chính đại đồng thế giới. Phải diệt trừ tất cả dối trá người, lưu lại chân chính thật thiện đẹp người, đi thành lập một cái lý tưởng nước. Sau đó thế giới mới, đem từ lý tưởng nước bắt đầu sinh sôi, đến lúc đó thế giới sẽ không lại có tranh đấu, khắp nơi ánh sáng, khắp nơi hiền lành, người người bình đẳng, người người tiên phúc vĩnh hưởng, thọ sánh cùng trời. Đế thích thiên phải làm, chính là thành lập lý tưởng nước, như vậy việc lớn. Thỏa thuận xong, tâm ma bát lão thối lui. Bọn họ thậm chí có chút mong đợi, nếu như đế thích thiên phát động tâm ma thẩm phán, bị người trong thiên hạ vây công chu diệt, vậy ngược lại là hoàn mỹ cục diệt. Cứ như vậy, bọn họ là có thể thoát khỏi tất cả trói buộc, sống lại tiên chủ yến trường ca, an tâm thành lập thánh nhân giáo hóa, mưu cầu hương khói đại công đức. Còn như đế thích trời, cái loại này cực đoan người điên, có thể vĩnh cướp xa vào, mới là hắn tốt nhất nơi quy tụ. Đế thích đại nhân, ta luôn cảm giác tâm ma bát lão trong lòng không ý tốt. Lãnh Mị Hoa yêu cau mũi một cái, nhìn tâm ma bát lão rời đi hình bóng, nhẹ nhàng thay đế thích thiên đấm lưng nặn vai. Không có sao, bọn họ cố niệm cố chủ, và ta lý niệm không hợp, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ cần bọn họ chịu cầm ra tâm ma phù chiếu, phụ trợ ta thẩm phán kế hoạch, vậy thì vậy là đủ rồi. Đế thích thiên ngồi xuống ghế, tựa hồ có chút mệt mỏi. Lãnh Mị Hoa yêu quỳ xuống. Thay đế thích thiên chùy chân, trong trẻo lạnh lùng trong mắt hiện đầy nóng rực sùng bái và yêu mộ, nói, đế thích đại nhân, cảnh giới của ngươi, quá mức khoáng đạt bàng bạc, xin thứ cho tiểu mị ngu muội, không thể hiểu, nhưng tiểu mị là đế thích đại nhân tự tay sở tạo, vì đế thích đại nhân, ta nguyện ý hy sinh tất cả. Cái gì tâm ma thẩm phán, cái gì thành lập lý tưởng nước, Lãnh Mị Hoa yêu hoàn toàn không hiểu, nàng chỉ biết là, đế thích thiên là chủ nhân của nàng, nàng có thể là đế thích trời. Dâng hiến hết thảy, thậm chí mình sinh mạng. Rất tốt, tiểu mị, người có phần tâm tư này, ta thật cao hứng. Đế thích thiên sờ một cái Lãnh Mị Hoa yêu đầu, hơi cảm thấy vui vẻ yên tâm. Một bên huyết phệ quỷ kiêu, nói, đế thích đại nhân, đồ thánh đại hội thiệp mời, phát đi tổ long thần điện, nhưng bị lui lại. Tổ long thần điện người điều khiển phong ngạo nói, hắn đang chuẩn bị và minh long thần tộc thông gia, không thể phân thân tới đây. Đưa một phần hậu lễ cho chúng ta. Đế thích thiên đạo, cái gì hậu lễ? 10 đại nguyên binh, thất tinh long đảm thương. Huyết phệ quỷ kiêu móc ra một cái chiến thương, cái này cầm chiến thương trên, nhấp nhô 7 sao vũ trụ vĩ đại khí tượng, thiên binh sát phạt hơi thở đặc biệt ác liệt, thân súng còn dính mắc long tộc máu tươi, hiển nhiên bị tổ long thần điện rèn luyện mấy chục ngàn năm, phẩm chất phi phàm. Ha ha, thất tinh long đảm thương. Đây chính là phong ngạo dùng mấy chục nghìn năm binh khí à? Đế thích thiên khẽ mỉm cười, cầm lên thất tinh long đảm thương, ước lượng một tí, nói, xem ra phong ngạo lão nhân kia, gần đây hẳn đụng phải kỳ ngộ gì, ngoài ra bắt được so thất tinh long đảm thương càng đồ tốt, nếu không, hắn sẽ không đem cái này kiện đại nguyên binh làm lễ vật đưa ra. Huyết phệ quỷ kiêu nói, như vậy lễ trọng, chúng ta muốn không muốn đáp lễ. Cầm 10 đại nguyên binh làm lễ vật. Tổ long thần điện vậy coi là đại thủ bút, rõ ràng cho thấy hướng đế huyên điện lấy lòng, hy vọng đế huyên điện sau này có thể báo đáp. Tổ long thần điện và minh long thần tộc thông gia, quá trình nhất định có trắc trở, nếu như đế huyên điện có thể giúp hỗ trợ, bọn họ có thể tiết kiệm hết rất nhiều phiền toái. Đế thích thiên đạo, nặng như vậy lễ vật,
dĩ nhiên phải về lễ, nghe nói Tổ Long Thần Điện Thánh Nữ Diệp Lạc Nhi, chuẩn bị gả đi thiên nhân vực Minh Long Thần Tộc, ngươi chuẩn bị một ít giống nhau giá trị linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, thậm chí còn bộ kia đặc thù long cốt, đưa về Tổ Long Thần Điện là được. Huyết Phệ Quỷ Kiêu đáp ứng. Cái này cầm Thất Tinh Long Đảm Thương, người thật tốt cầm, Đồ Thánh Đại Hội sắp bắt đầu, người dẫn người coi giữ sơn môn, dù sao cũng đừng để cho ngoại địch công đi vào. Đế Thích Thiên Tướng Thất Tinh Long Đảm Thương, ban cho Huyết Phệ Quỷ Kiêu. Đa tạ Đế Thích Đại Nhân ban thưởng, ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không để cho ngoại địch bước vào Đế Uyên Điện nửa bước. Huyết Phệ Quỷ Kiêu nhận lấy Thất Tinh Long Đảm Thương, nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn. Đế Thích Thiên gật đầu một cái, lúc này làm ra an bài, cùng Đồ Thánh Đại Hội bắt đầu, Đế Uyên Điện phải làm cho tốt phòng thủ nghiêm mật. Đế Uyên Điện lần này lựa chọn Đồ Thánh Đại Hội địa điểm là Dương Chân Vực một nơi đặc thù chi địa. Đế Thích Thiên không thể nào đem nồng cốt đồ lấy ra, càng không thể nào thả thiên nhân vực cử hành, nhưng vận dụng lực lượng tuyệt đối là đủ để giải quyết hết thảy. Tầng thứ nhất phòng thủ, do phổ thông trưởng lão, Phùng Khắc Phiên thuộc phụ trách. Ví dụ như tháng chết hiểu cổ thành thành chủ Chu Nhạc, chính là vùng khác phiên thuộc, có thể cầm tới làm Đế Uyên Điện đạo phòng tuyến thứ nhất. Tầng thứ hai phòng thủ, thì do Huyết Phệ Quỷ Kiêu phụ trách, dẫn Đế Uyên Điện dưới quyền rất nhiều đệ tử tinh anh, thần cơ doanh, sông trận doanh, chân võ doanh vân. Vân hộ vệ, làm xong phòng bị. Tầng thứ ba phòng thủ, chủ yếu là dựa vào một ít trưởng lão, những trưởng lão kia, phần lớn ở thủy nguyên cảnh hậu kỳ, đủ để ứng đối hết thảy bất chắc. Ngoài ra, Lãnh Mị Hoa Yêu lại dẫn người tuần tra đúng sơn môn, nơi nào cần liền đi nơi đó. Hồng Liên Tử Kim cung quyền sử dụng, Đế Thích Thiên đến lúc đó vậy sẽ giao cho Lãnh Mị Hoa Yêu. Hồng Liên Tử Kim cung, đây chính là 33 thiên hồng mông chí bảo, thiên cung năm bảo bên trong lợi hại nhất tồn tại, chỉ cần Lãnh Mị Hoa Yêu, nắm giữ ở Hồng Liên Tử Kim cung, coi như còn chân cảnh tiền kỳ cao thủ giết đi vào, cũng chưa chắc có thể công phá Đế Uyên Điện sơn môn phòng tuyến. Còn như Tâm Ma Bát Lão, người người đạt tới còn chân cảnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cái này toàn bộ là cũ thần, Đế Thích Thiên chỉ huy không nhúc nhích, bọn họ cũng không khả năng ra tay. Tâm Ma Bát Lão phải làm, chỉ là chu diệt luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, sống lại tiên chủ Yến Trường Ca. Những chuyện khác thích hợp, cái gì đối kháng Huyền Cơ Nguyệt, bảo vệ Đế Uyên Điện, phát động Tâm Ma thẩm phán, bọn họ một mực sẽ không để ý. Trong những năm này, bọn họ thỉnh thoảng chỉ điểm Đế Thích Trời, thành lập Đế Uyên Điện cơ nghiệp, đây đã là thiên đại nhân từ, muốn chỉ vung bọn họ, là Đế Uyên Điện làm trâu làm ngựa, rõ ràng không thể nào. Bất quá thật may, bọn họ đã đáp ứng Đế Thích Trời, chỉ cần chu diệt luân hồi chi chủ, bọn họ sẽ xuất thủ, trợ giúp Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán. Chỉ cần tâm ma thẩm phán có thể phát động, Đế Thích Thiên hết thảy đều dễ nói. Đế Uyên Điện phòng tuyến, đại khái như thế an bài. Đế Thích Thiên dự trù, Huyền Cơ Nguyệt bên kia cũng sẽ phái ra ít người hỗ trợ, giảm bớt hắn áp lực. Dẫu sao, hắn và Huyền Cơ Nguyệt tới giữa, vẫn là quan hệ hợp tác. Mặc dù hai người kết cục, nhất định là địch thủ cũ vậy tỉ thí, nhưng chí ít hiện tại, hai người đều có cùng chung địch nhân, đó chính là Luân Hồi Chi Chủ. Trước một đời Luân Hồi Chi Chủ, thực lực cường hãn, coi như Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cộng lại, đều không phải là địch thủ. Thật ra thì nếu như không phải là Luân Hồi Chi Chủ cố ý bố trí, hai người coi như đánh lén ám toán, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Trừ phi, Đế Thích Thiên dám công khai Tâm Ma Chi Chủ thân phận, dựa vào Tâm Ma Đại Chú Kiếm, mới có thể cùng Luân Hồi Chi Chủ tranh phong. Đối mặt Luân Hồi Chi Chủ này cùng cường địch, Đế Thích Thiên hòa Huyền Cơ Nguyệt cũng không dám khinh thường, ở hoàn toàn chu diệt Luân Hồi Chi Chủ trước, hai người không thể nào nội đấu, miễn được bị người lượm tiện nghi. Thời gian trôi qua, khoảng cách Đồ Thánh Đại Hội, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Ngày này, Đế Uyên Điện cụm núi đỉnh, Đế Thích Thiên một thân một mình, đứng ở một tòa trước mộ bia. Cái mộ này bia, có khắc bốn chữ Tô Diêm mộ. Phần mộ là không, Tô Diêm và Tình Thiên Khổng Tước đi thiên ngục, muốn chặt đứt vạn kiếp tơ tình, kết quả song song chết, liền thi thể cũng không có để lại. Đế Thích Thiên thành lập một tòa không mộ, là biểu đạt tưởng nhớ kỷ niệm ý. Dẫu sao trên đời duy nhất hiểu người hắn, đã bi thảm chết. Từ nay về sau, ta nhất định là người cô đơn. Đế Thích Thiên chắp hai tay sau lưng, ở trong gió rét đứng lặng. Thiên ngục chuyến đi thất bại, để cho Đế Thích Thiên cảnh cảnh tại trong lòng.
nếu như có thể chặt đứt tơ tình, bắt được Thái Thượng Thiên Nữ ban phúc phù chiếu, hắn tình cảnh có lẽ sẽ tốt rất nhiều, cũng không cần giống như bây giờ, còn muốn dựa vào tâm ma bát lão phụ trợ. Bất quá thật may, hắn ra tay đủ quả quyết, hủy diệt ban phúc phù chiếu, coi như hy sinh vô tâm độc chu, cũng không tiếc giá phải trả. Chí ít hiện tại, không người bắt được Thái Thượng Thiên Nữ ban phúc phù chiếu, giấu giếm nguy hiểm, liền thật to yếu bớt. Chỉ cần không có cấp trên nhân quả tham gia, Đế Thích Thiên có lòng tin đối mặt hết thảy bất ngờ. Dẫu sao, hắn chỉ là mặt ngoài thực lực, thì có còn chân cảnh đỉnh cấp à. Coi như đời này luân hồi chi chủ hạ xuống, thì như thế nào là địch thủ của hắn? Khoảng cách đồ thánh đại hội, chỉ còn lại cuối cùng thời gian, Diệp Thần bên kia vậy làm xong sau cùng an bài. Lần này đồ thánh đại hội, Đế Huyền Điện bên kia, nhất định nghiêm mật phòng thủ, muốn chui vào, tuyệt không dễ dàng. Diệp Thần dự định tự mình một người lặng lẽ lẫn vào Đế Huyền Điện. Mà Tiêu Thủy Hàn, Giả Thiên Ma Đế, Huyết Long các người, thì ở Đế Huyền Điện bên ngoài, chờ đợi cơ hội sẽ xuất thủ. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, ở vô số người nóng rực trong ánh mắt, đồ thánh đại hội ngày, rốt cuộc đến. Tràng này hội họp lớn, Đế Huyền Điện mời vực ngoại rất nhiều thế lực, các nhà các phái cũng cho Đế Thích Thiên mặt mũi, phái rất nhiều người tới đây dự lễ, chuẩn bị cộng ẩm vĩnh hằng máu. Coi như không thể tới, thí dụ như Tổ Long Thần Điện, vậy phái người trước thời hạn đưa lên hậu lễ, biểu đạt tâm ý. Có thể nói, tràng này đồ thánh đại hội, ở Dương Chân vực muôn người ngắm nhìn. Vượt qua xa ám cốc đốt ma nghi thức. Đế Huyền Điện và Luân Hồi Chi Chủ tranh đấu, ngoại giới cũng ở đây đồn đại là. Trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ, rất có thể sẽ xuất hiện ở lớn sẽ hiện trường. Rất nhiều người tới đây dự lễ, trong lòng cũng mơ hồ mong đợi, hy vọng có thể thấy Luân Hồi Chi Chủ phong tư. Bất quá, phần lớn người, cũng cảm thấy Luân Hồi Chi Chủ không thể nào xuất hiện. Bởi vì, đời này Luân Hồi Chi Chủ, còn đặc biệt nhỏ yếu, hoàn toàn không phải Đế Thích Thiên địch thủ, nếu như gan dám xuất hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dẫu sao, trừ Đế Thích Trời, còn có thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt. Lần này đồ thánh đại hội, Huyền Cơ Nguyệt vậy xảy ra trận. Đế Thích Thiên hòa Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, thực lực không cách nào tưởng tượng, toàn bộ vực ngoại và thượng giới, cơ hồ không người có thể chống lại, coi như là trong truyền thuyết 12 thần tôn, vậy không địch lại hai người này liên thủ. Nếu như Luân Hồi Chi Chủ dám đến, ở Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên nghiền ép hạ, sợ rằng phải tan xương nát thịt. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp, nắng ban mai không tán. Đế Huyền Điện cử hành đồ thánh đại hội sơn môn, quanh quẩn từng luồng khinh yên sương mù, liền mảnh cung khuyết, thấp thoáng ở sáng sớm sương mù bên trong, như mộng như ảo. Cả tòa Đế Huyền Điện, khắp nơi răng đèn kết hoa, một phiến vui mừng, đặc biệt náo nhiệt. Các nhà các phái các tân khách, lẫn nhau hàn huyên cười nói, lục tục bước vào Đế Huyền Điện sơn môn. Hôm nay đồ thánh đại hội, Đế Huyền Điện phòng thủ đặc biệt nghiêm mật, ước chừng thiết trí ba đạo phòng tuyến. Đạo phòng tuyến thứ nhất, do phổ thông trưởng lão, vùng khác phiên thuộc phụ trách. Một cái uy vũ người to con, đang cầm một mặt tấm gương, đối với mỗi một cái tiến vào Đế Huyền Điện người, kiểm tra cẩn thận trước. Kính này, chạm trổ rất nhiều cổ xưa đồ đằng, trong phảng phất tràn ngập tầng tầng thuần dương ánh sáng, bảo khí hòa hợp, phẩm chất phi phàm, gọi là thiên hoàng thuần dương kính, là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, cũng là thái thượng 12 chân bảo, thuộc về thánh đạo pháp bảo. Thời đại thượng cổ, thánh nhân Yến Trường Ca giáo hóa thiên hạ, lấy thiên hoàng thuần dương kính, chiếu phá hư giả, ích dịch tà ma, chu diệt không rõ. Này cùng chân bảo, có thể chiếu phá người dối trá, nếu như đời này luân hồi chi chủ, dám bước vào Đế Huyền Điện sơn môn, nhất định phải bị một kính chiếu phá. Từng cái tân khách, tuân thủ trật tự, xếp hàng thông qua thiên hoàng thuần dương kính kiểm nghiệm, lại tiến vào Đế Huyền Điện sơn môn. Mặc dù bị người cầm tấm gương chiếu tới chiếu đi, đám người tân khách trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng Đế Thích Thiên mặt mũi, vẫn là cho, không ai dám ở Đế Huyền Điện gây chuyện. Đa tạ các vị phối hợp, chu mỗ vô cùng cảm kích. Vậy uy vũ người to con cầm trong tay tấm gương, hướng đám người tân khách nói cảm ơn. Cái này tên cường tráng, chính là tháng chết hiểu cổ thành, chu Hồng phụ thân, chu Nhạc. Lúc này Diệp Thần, xen lẫn trong đám người, vậy chuẩn bị bước vào Đế Huyền Điện. Diệp Thần mặt mũi, đã dùng bát quái thiên đan thuật thay đổi qua, người ngoài hoàn toàn nhìn không ra đầu mối, hơn nữa cả người hơi thở,
vậy toàn bộ dùng bát quái thiên đan thuật che giấu, không có chút nào tiết lộ. Ở Diệp Thần trước mặt, là Hoang Lôi Điện điện chủ, Man Hoang Nham Ma. Lần này lẫn vào Đế Uyên Điện, Diệp Thần tự nhiên không phải hành động đơn độc, mà là dùng tên giả Hoang Trần, đi theo Hoang Lôi Điện, do Man Hoang Nham Ma che chở, trà trộn đi vào. Ở Diệp Thần bên người, là Mai Lan Trúc Cúc bốn cái tỷ nữ, còn có mười mấy Hoang Lôi Điện cường giả, toàn bộ là Man Hoang Nham Ma tâm phúc thân tín, có thể tuyệt đối tín nhiệm. Tại hạ Man Hoang Nham Ma, đại biểu Hoang Lôi Thần Điện, chúc mừng quý điện đại hội thuận lợi. Man Hoang Nham Ma đi tới Chu Nhạc bên cạnh, đưa tới một phần hậu lễ. Nguyên lai là Hoang Lôi Thần Điện khách quý, hạnh hội, Bay Lôi Thần Tôn ngày hôm nay không ở không tới sao. Chu Nhạc nhận lấy lễ vật, chắp tay, hỏi. Man Hoang Nham Ma, chỉ là Hoang Lôi Thần Điện dưới quyền, một cái phân điện điện chủ. Hoang Lôi Thần Điện chân chính người điều khiển, là trong truyền thuyết 12 thần tôn một trong, Bay Lôi Thần Tôn, ngày hôm nay nhưng không thấy bóng dáng. Man Hoang Nham Ma đạo, gần đây thiên nhân vực đại biến, nhà ta điện chủ công việc bận rộn, không thể tự mình tới, xin hãy thứ lỗi. Gần đây thiên nhân vực phát sinh đại biến, vô số thế lực bị cuốn vào, liền Tử Linh Điện sau lưng chỗ dựa vững chắc, Thái Nhạc Thần Tôn vậy bỏ mình. Hiện tại thiên nhân vực rất nhiều thế lực, đều bận rộn ứng đối, Bay Lôi Thần Tôn tự nhiên không ở không tới. Chu Nhạc cười nói, không sao, các hạ nể mặt đến chơi, đã là ta Đế Uyên Điện vinh hạnh. Ngay lúc nói chuyện, Chu Nhạc sử dụng Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, ở Man Hoang Nham Ma thân trên chiếu một cái, gặp không có khác thường, liền nói các hạ có thể tiến vào. Man Hoang Nham Ma cười nói, đa tạ. Lúc này mang Mai Lan Trúc Cúc, Diệp Thần, rất nhiều thân tín, bước vào Đế Uyên Điện Sơn Môn. Bọn họ nơi có hơi thở người, đều bị Diệp Thần dùng bát quái thiên đan thuật, đặc biệt che giấu qua, cho nên sẽ không bị Thiên Hoàng Thuần Dương Kính chiếu phá lai lịch. Chu Nhạc cầm Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, ở Mai Lan Trúc Cúc, Diệp Thần cùng trên người, từng cái chiếu qua, cũng không có phát hiện khác thường. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể lẫn vào Đế Uyên Điện, bước đầu tiên thuận thuận lợi lợi, mở đầu xong. Nhưng đột nhiên, Chu Nhạc nụ cười đọng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát lên, chậm. Diệp Thần cả người chấn động một cái, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ bị phát hiện. Mới vừa Diệp Thần còn lấy là có thể thuận thuận lợi lợi, không nghĩ tới đột nhiên xảy ra biến cố. Man Hoang Nham Ma quay đầu lại, nói, ha ha, Chu đại nhân, thế nào? Chu Nhạc nhíu mày, nói, Man Hoang điện chủ, người tên đệ tử này, hắn tên gọi là gì? Man Hoang Nham Ma tỉnh bơ, nói, hắn kêu Hoang Trần, là ta từ nhỏ thu nuôi đệ tử, chẳng lẽ hắn có vấn đề gì không? Chu Nhạc mặt âm trầm, tựa hồ phát hiện cái gì? Cầm Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, ở Diệp Thần trên mình chiếu tới chiếu đi. Trong sâu thẳm, Chu Nhạc trong lòng luôn cảm giác có chút bất an, đối với Diệp Thần có loại vô hình địch ý. Chu Nhạc trong đầu, vậy hiện ra con trai Chu Hồng bóng người. Hắn con trai chết thảm, hài cốt không còn, liền thập phương sát thần câu cũng thất lạc, lòng hắn bên trong đặc biệt bi thương, đáng tiếc không biết hung thủ là ai, muốn báo thủ cũng không biết đi nơi nào báo. Nhưng hiện tại, Chu Nhạc nhìn Diệp Thần, trong sâu thẳm, dâng lên một hồi đi sâu vào huyết mạch cốt tủy cừu hận, quát lên, là ngươi giết con trai ta. Chu Nhạc một tiếng quát này hỏi, đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần sợ hết hồn, ra đầu tê dại. Man Hoang Nham Ma các người, còn có phía sau xếp hàng các tân khách, cũng là sợ hết hồn, không nghĩ tới Chu Nhạc lại đột nhiên toát ra như thế một câu nói. Diệp Thần nhất thời rõ ràng, xem ra mình chém chết Chu Hồng, phần này huyết hải thâm cừu. Bị Chu Nhạc bắt được thiên cơ. Mối thù giết con, lớn như vậy nhân quả cừu hận, tự nhiên không dễ dàng che giấu. Chu đại nhân, người nói cái gì vậy, người con trai là ai, ta cũng không nhận ra, người có phải hay không nhận lầm người. Diệp Thần ôn hú cười một tiếng, biểu lộ ra mờ mịt quan hoài hình dáng, tự nhiên sẽ không thừa nhận, miễn được bại lộ tự thân. Chu Nhạc thấy người chung quanh quăng tới ánh mắt, vậy nhận ra được mình thất thố. Lấy thêm Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, ở Diệp Thần trên mình chiếu một cái, đích xác không có phát hiện khác thường, vậy không phát hiện thập phương sát thần câu hơi thở. Xin lỗi, có thể là ta nhận sai. Chu Nhạc thu liếm tâm thần, khôi phục trấn định, tìm muốn giết chết nhi tử mình hung thủ, nơi nào có trùng hợp như vậy, liền xuất hiện ở Đế Uyên Điện, nhất định là mình ảo giác. Man Hoang Nham Ma đạo, Chu đại nhân xin nén bi thương, nếu như không có chuyện gì nói,
ta liền dẫn người tiến vào. Chu Nhạc không biết làm sao phất tay một cái, nói, ừ, các ngươi vào đi thôi. Man Hoang Nham Ma Đạo, đa tạ, lúc này dẫn người đi vào. Diệp Thần âm thầm lau mồ hôi một cái, vậy đi vào theo. Nữ Hoàng giá lâm. Nhưng là, Diệp Thần mới vừa vào núi, liền nghe được trên bầu trời, truyền tới một hồi lanh lảnh tiếng ngâm sướng. Chỉ gặp chín tầng trời thương khung, thụy khí rối rít, sông bay phượng múa, một cái phong hoa tuyệt đại cô gái, người khoác hoa bào, một bước một hoa sen, từ trên trời hạ xuống, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Thiên Tâm Kiếm Điệp và Địa Tàng Vô Kỵ, đứng ở Huyền Cơ Nguyệt hai bên. Ở Huyền Cơ Nguyệt phía sau, chính là hơn ngàn cái quần áo đen kiếm nữ, từng cái ngồi gió ngự kiếm, tư thái yêu kiểu, hiện ra hết người trên trời phong tư. Huyền Cơ Nguyệt tới. Thật là lớn khí phách, nàng bên hông kiếm, chính là trong truyền thuyết thần La Thiên kiếm chứ. Huyền Cơ Nguyệt đích thân hạ xuống, nếu như luân hồi chi chủ dám đến, sợ là phải bị một kiếm chém giết. Mọi người thấy Huyền Cơ Nguyệt hạ xuống, phát ra kinh ngạc tiếng hô, rung động không dứt. Huyền Cơ Nguyệt giữ eo, đeo một chuôi nhỏ dài kiếm, kiếm còn không có ra khỏi vỏ, nhưng đã tràn ra từng tia kinh khủng mũi nhọn, chung quanh không gian không ngừng vặn vẹo. Thanh kiếm này, chính là trong truyền thuyết thần La Thiên kiếm, cao nhất nguyên binh, tám đại thiên kiếm một trong, một khi ra khỏi vỏ, hiển hóa ra thiên kiếm đồ sộ hình, sợ rằng có thể đem chỗ tòa này cử hành đại hội đế uyên điện sơn môn, một kiếm chém thành hai nửa. Diệp Thần thấy Huyền Cơ Nguyệt bóng người, nội tâm cũng là nhiệt huyết dâng trào, lật ra cửu hận, tức giận, kinh ngạc, kiêng kỵ vân. Vân các loại tâm trạng. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt tới giữa cửu hận, không có chút nào hòa giải chỗ trống, thấy cửu nhân, tự nhiên phá lệ đỏ con mắt. Nhưng là, Huyền Cơ Nguyệt chân thân khí tức đáng sợ, cũng để cho Diệp Thần vô cùng kiêng kỵ. Cái này thần La Thiên kiếm còn không ra khỏi vỏ, cũng đã có ác liệt như vậy mũi nhọn khí thế, nếu như Huyền Cơ Nguyệt muốn giết hắn, sợ rằng không cần rút kiếm, trong nháy mắt liền có thể bóp chết. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt cảnh giới chênh lệch, thực sự quá lớn, không có chút nào bù đắp chỗ trống. Man Hoang Nham Ma nói nhỏ, tôn chủ, bình tĩnh. Hôm nay đồ thánh đại hội, Diệp Thần mục tiêu cũng không phải là muốn chém giết Huyền Cơ Nguyệt, mà là muốn cứu vãn Vĩnh Hằng Thánh Vương, nếu như muốn trước vào Huyền Cơ Nguyệt tranh đấu, chỉ có thể tự diệt vong thôi. Bây giờ Diệp Thần, còn cần thời gian trưởng thành, hắn còn không phải là Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Nghe được Man Hoang Nham Ma mà nói, Diệp Thần nhất thời tỉnh táo lại. Không sai, mục tiêu của hôm nay, là cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương, tuyệt đối không phải chống lại Đế Thích Thiên Hòa Huyền Cơ Nguyệt. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Tại chỗ tân khách bên trong, có không ít người là Huyền Cơ Nguyệt tín đồ, rối rít quỳ xuống tham bái. Huyền Cơ Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt lãnh ngạo tuyệt trần, cũng không nói chuyện, mang Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vô Kỵ, sải bước đi tới Đế Uyên Điện Sơn Môn, sau lưng hơn ngàn quần áo đen kiếm nữ, theo sát. Gặp qua nữ hoàng. Chu Nhạc chắp tay, chung quanh trợ giúp kiểm tra phổ thông các trưởng lão, vậy hướng Huyền Cơ Nguyệt chắp tay hỏi thăm sức khỏe. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, liền muốn bước vào Đế Uyên Điện Sơn Môn bên trong đi. Nữ hoàng chậm đã, trước tiếp nhận kiểm tra. Chu Nhạc gọi lại Huyền Cơ Nguyệt, cầm Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, liền muốn đi trên người nàng chiếu đi. To gan, lại dám xúc phạm nữ hoàng. Thiên Tâm Kiếm Điệp ánh mắt lạnh lẽo, rút ra trường kiếm. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng nói, làm sao, liền ta cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Chu Nhạc nói, Đế Thích đại nhân phân phó qua, tất cả vào núi người, phải tiếp nhận kiểm tra, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, mời nữ hoàng đại nhân phối hợp. Huyền Cơ Nguyệt cười ha ha một tiếng, nói, ngươi là thứ gì, ngươi cũng xứng kiểm tra ta. Kêu Đế Thích Thiên cút ra đây gặp ta. Chu Nhạc nói, nữ hoàng đại nhân, mời không nên làm khó tiểu nhân. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Xúc phạm nữ hoàng, đáng chết. Bên cạnh Thiên Tâm Kiếm Điệp, nhưng là ngang nhiên ra tay, chợt một kiếm, phá vỡ Chu Nhạc cổ họng, trực tiếp giết chết. Lần trước Tiêu Thủy Hàn tấn công nữ hoàng Thiên Cung, Thiên Tâm Kiếm Điệp bị đả thương, hiện tại đã hết bệnh, phá rồi sau đó lập, tu vi đạt tới còn chân cảnh sơ kỳ, mơ hồ có đột phá bốn tầng thiên dấu hiệu, vô cùng lợi hại, một kiếm giết chết Chu Nhạc, không phí nhiều sức. Chu Nhạc trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt dám giết người. Đây chính là Đế Uyên Điện địa bàn à, Huyền Cơ Nguyệt dám động sát thủ, đây là đánh mặt Đế Thích Trời ạ. Chu Nhạc thi thể té xuống,
trên mặt đỉnh cách kinh ngạc kinh hãi thần sắc. Chu đại nhân, bên cạnh liền tất cả trưởng lão, nhất thời hù được mặt không người sắc, ngày hôm nay nhưng mà đồ thánh đại hội làm ăn lớn, cái này Vĩnh Hằng Thánh Vương còn không giết, Đế Huyên Điện ngược lại mình người chết, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Phía sau rất nhiều các tân khách, cũng là bộ dạng sợ hãi, rối rít lui về phía sau. Chẳng ai nghĩ tới, Huyền Cơ Nguyệt như thế tàn bạo, trực tiếp ở Đế Huyên Điện bên trong giết người, hoàn toàn không cho Đế Thích Thiên mặt mũi. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là một hồi kinh hãi, xem ra Huyền Cơ Nguyệt bắt được Thần La Thiên Kiếm sau đó, thật coi trời bằng vung, làm việc tùy ý ngông lả, không đem người bất kỳ đặt ở bên trong mắt. Nữ hoàng bớt giận. Ngay tại lúc này, một hồi hoa thơm tấn công tới, chỉ gặp một cái da thấu rõ thủy nhuận, vô cùng thiếu nữ xinh đẹp, xích hai chân, vội vàng đi tới, chính là Lãnh Mị Hoa Yêu. Lãnh Mị Hoa Yêu sử dụng một tấm phù chiếu, vậy phù chiếu phía trên, in Hồng Liên hai chữ. Dọn ra. Hồng Liên phù chiếu sử dụng, một món Hồng Liên nghiệp hỏa rơi xuống, cuốn vào Chu Nhạc thi thể, tại chỗ đốt thành cho tẫn. Người này là vùng khác phiên thuộc, không hiểu quy củ biến báo, mạo phạm nữ hoàng, xin nữ hoàng thứ lỗi. Lãnh Mị Hoa Yêu khẽ mỉm cười, rất có lễ phép, hướng Huyền Cơ Nguyệt nói xin lỗi. Không có sao, chúng ta đi. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, một mặt rừng rưng như nước hình dáng, nhìn thẳng cũng không xem một tí Lãnh Mị Hoa Yêu, mang Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vô Kỵ các người, sải bước bước vào Đế Huyên Điện Sơn Môn bên trong đi. Hừ, các ngươi lần sau cẩn thận một chút, còn dám xúc phạm nữ hoàng, đừng trách ta không khách khí. Thiên Tâm Kiếm Điệp lau sạch kiếm vết máu trên người, thu hồi trong vỏ kiếm đi, nhìn Lãnh Mị Hoa Yêu một mắt. Nhất định, nhất định. Lãnh Mị Hoa Yêu trong lòng có lửa, nhưng bề ngoài cũng không có phát tác, mỉm cười gật đầu. Dẫu sao, Huyền Cơ Nguyệt thân phận quá tôn quý, tự nhiên không thể bởi vì là một cái vùng khác phiên thuộc, và nàng trở mặt. Hôm nay Đồ Thánh Đại Hội, còn có nhu cầu dựa vào Huyền Cơ Nguyệt địa phương. Chàng này chắc trở, lúc này lắng xuống. Huyền Cơ Nguyệt dẫn người vào núi, rất nhiều tân khách vậy lục tục vào núi, Diệp Thần xen lẫn trong đám người bên trong, vậy đi vào theo. Đám người rất nhanh đi tới đạo thứ hai trạm kiểm soát, cũng là đạo thứ hai phòng tuyến. Đế Huyên Điện đạo thứ hai phòng tuyến, do Huyết Phệ Quỷ Kiêu trông coi, bên người đi theo rất nhiều trung tầng trưởng lão. Huyết Phệ Quỷ Kiêu trong tay, xách một cái súng, lại là Thất Tinh Long Đảm Thương. Tổ Long Thần Điện lớn ti mạng binh khí, không nghĩ tới đưa cho Đế Huyên Điện. Diệp Thần thấy vậy Thất Tinh Long Đảm Thương, trong lòng nhất thời giật mình. Mười đại nguyên binh bên trong, hắn còn thiếu một cái Thất Tinh Long Đảm Thương, không có gom đủ. Gặp qua nữ hoàng. Huyết Phệ Quỷ Kiêu gặp được Huyền Cơ Nguyệt, lập tức khom người hỏi thăm sức khỏe. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, nghênh ngang tiến vào. Diệp Thần xen lẫn trong đám người, vậy cùng nhau bước vào, mới vừa ở đạo thứ nhất sơn môn thời điểm, đám người liền tiếp thụ qua kiểm tra, hiện tại không cần lại kiểm tra, có thể trực tiếp vào núi. Đi về trước nữa, còn có đạo thứ ba trạm kiểm soát, do Đế Huyên Điện cao tầng trưởng lão trấn thủ. Những cao tầng này trưởng lão, tu vi chỉ ít đạt tới thủy nguyên cảnh hậu kỳ, quả thực khó đối phó. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, trong đầu nghĩ, Đế Huyên Điện phòng thủ nghiêm mật, Tiêu Thủy Hàn bọn họ muốn tấn công đi vào, sợ rằng không dễ dàng. Còn nữa, ta coi như có thể cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương, muốn thoát thân nói, chỉ sợ cũng phải hao phí một phen thời gian. Diệp Thần lòng bàn tay toát ra mồ hôi, chỉ cảm thấy áp lực to lớn. Còn có Lãnh Mị Hoa Yêu, nếu như Diệp Thần không nhìn lầm, mới vừa Lãnh Mị Hoa Yêu trong tay Hồng Liên phù chiếu, chính là nắm trong tay Hồng Liên Tử Kim Cung tín vật. Chỉ cần cầm Hồng Liên phù chiếu, Lãnh Mị Hoa Yêu liền có thể khống chế cả tòa Hồng Liên Tử Kim Cung, dùng tất cả loại trận pháp, tất cả loại nghiệp hỏa, tiêu diệt hết thảy kẻ địch. Có Lãnh Mị Hoa Yêu ở đây, Diệp Thần muốn cứu người chạy khỏi, đơn giản là khó hơn lên trời. Tại Thiên Cung năm bảo bên trong, Hồng Liên Tử Kim Cung là cường đại nhất tồn tại. So với ngày xưa Hiên Viên Mặc Tà Sùng Quang Thần Hà Cung, Mạc Huyết Minh Tu La Hóa Huyết Cung, mạnh hơn được nhiều, đáng sợ được hơn. Một khi Hồng Liên nghiệp hỏa nổ lên, Diệp Thần tùy thời có tan thành mây khói nguy hiểm. Bất quá, Diệp Thần đã bước vào Đế Huyên Điện, Đồ Thánh Đại Hội sắp bắt đầu, Tiêu Thủy Hàn các người vậy ở bên ngoài chuẩn bị động thủ, hắn tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Liều mạng, Diệp Thần âm thầm cắn răng, bất kể như thế nào hung hiểm,
ngày hôm nay đều phải hợp lại lần trước cầm, hắn tuyệt đối không thể nhìn Vĩnh Hằng Thánh Vương chết đi. Rất nhanh, Diệp Thần đi theo Huyền Cơ Nguyệt các người, còn có rất nhiều tân khách, rốt cuộc đi tới Đế Uyên Điện Sơn Môn Đỉnh. Cái này vùng núi đỉnh, kim quang tràn ngập, trừ Đế Thích Thiên Chí cao ngai vàng bên ngoài, bốn phía là một phiến to lớn màu vàng quảng trường. Quảng trường đứng sừng sững từng ngọn bàn long hoa đồng hồ, nguy nga, còn có từng tờ một màu vàng kim cái ghế, cung cấp bốn phương tân khách liền ngồi. Đế Uyên Điện rất nhiều đệ tử tinh anh, đón khách trưởng lão, tiếp đãi các khách khứa. Nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt, thân phận tôn quý nhất, được an bài ngồi ở giữa trên vị trí. Diệp Thần và Man Hoang Nham Ma các người, vậy được an bài ngồi yên, chờ đợi đại hội bắt đầu. Quảng trường bốn phía, đeo đầy đèn lồng. Một phiến không khí vui mừng hình dáng. Ngày hôm nay đồ thánh đại hội, cộng ẩm Vĩnh Hằng máu là giả, đưa tới luân hồi chi chủ là thật. Chắc chắc, xem ngày hôm nay tràng diện này, luân hồi chi chủ dám đến, sợ rằng phải bỏ mình. Ta xem vậy luân hồi chi chủ, khẳng định không dám tới, Vĩnh Hằng Thánh Vương hẳn phải chết. Rất nhiều các tân khách, cũng là hết sức phấn khởi, nghị luận sắp bắt đầu đại hội. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Đế Thích Thiên Hòa Huyền Cơ Nguyệt cử hành đồ thánh đại hội, mục đích thực sự là đưa tới luân hồi chi chủ, giải quyết mối họa, tin tức này, tự nhiên vậy không gạt được người khác. Dẫu sao, đây là đặt ở trên mặt nổi dương mưu, người bất kỳ chỉ cần hoa chút tâm tư, liền có thể đoán được Đế Uyên Điện chân chính ý tưởng. Bất quá, phần lớn người, cũng cho rằng đời này luân hồi chi chủ, không dám ló đầu. Dẫu sao, Đế Uyên Điện tầng tầng phòng thủ, làm đủ chuẩn bị. Còn có Huyền Cơ Nguyệt cũng ở tại chỗ, còn có ai dám hiện thân gây chuyện. Đang. Một hồi du dương lanh lảnh tiếng chuông, ở Đế Uyên Điện chỗ sâu vang lên. Đám người tân khách ngừng trò chuyện, gương mặt đúng nghiêm túc. Đồ thánh đại hội bắt đầu, mời anh hùng thiên hạ làm chứng. Cộng ẩm Vĩnh Hằng máu. Một cái trưởng lão cao giọng tuyên hát, đồ thánh đại hội, chính thức bắt đầu. Một cái cả người vết thương ông già, bị giải đến liền trên quảng trường. Chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Lão. Diệp Thần thấy Vĩnh Hằng Thánh Vương bóng người, ánh mắt nhất thời co rúm một cái, tâm thần chấn động. Liền gặp mấy cái Đế Uyên Điện trưởng lão, dùng xiềng xích trói Vĩnh Hằng Thánh Vương toàn thân, đem hắn cột vào một cây trên cột đá. Thấy Vĩnh Hằng Thánh Vương bị đặt lên trận, toàn trường tân khách vang lên một hồi xôn xao tiếng. Ngay tại lúc này, một hồi khoáng đạt hào hùng uy thế. Từ chín tầng trời trên bầu trời truyền xuống. Miếng ngói xanh miếng ngói lam bầu trời, giờ phút này nhưng hiện ra từng mảnh hồng liên nghiệp hỏa, vô tận cuồn cuộn đế uy, không ngừng cổn đáng trước. Trên bầu trời, Đế Thích Thiên chân đạp hồng liên, cả người đế quang nổ tung, sau lưng có cao nhất phách đao hiện lên, thô bạo phi phàm, từ trên trời hạ xuống, ngồi ở đó chí cao trên ghế. Hồng liên nghiệp hỏa, cao nhất phách đao, thật là cường hãn hơi thở. Cao nhất phách đao trong truyền thuyết cao nhất nguyên thuật à. Đế Thích ngây thơ là lợi hại. Truyền thuyết vậy cao nhất phách đao, là Đế Thích Thiên mình lĩnh ngộ, mũi nhọn cực kỳ ác liệt. Trên người hắn hồng liên nghiệp hỏa, khí tượng như vậy khoáng đạt, rõ ràng lấy được hồng liên tử kim cung tinh túy. Toàn trường tân khách ánh mắt, đồng loạt hội tụ ở Đế Thích Thiên trên mình. Cung nghênh Đế Thích Đại Nhân. Đế Thích Đại Nhân văn thành võ đức, công xây vạn cổ, vĩnh hưởng tiên phúc. Quảng trường bốn phía, rất nhiều Đế Uyên Điện các đệ tử, các trưởng lão, rối rít quỳ xuống tham bái, trong miệng ngâm sướng cầu nguyện, nghênh đón Đế Thích Thiên. Dõi mắt vực ngoại thượng giới, Đế Thích Thiên là cái đầu tiên suy diễn ra cao nhất nguyên thuật người. Đế Thích Thiên cao nhất phách đao, là từ phách đao thiên thư bên trong suy diễn ra. Phách đao thiên thư chỉ là nhỏ nguyên thuật, nhưng Đế Thích Thiên thủ đoạn thông thiên, rất miễn cưỡng dựa vào nhỏ nguyên thuật nhân quả. Nghịch đẩy nguyên nói, suy diễn ra cao nhất nguyên thuật. Thủ đoạn này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Còn có Đế Thích Thiên trên mình hồng liên nghiệp hỏa, khí tượng như vậy hừng hực, vậy đại biểu hắn đối với hồng liên tử kim cung lĩnh ngộ, đạt tới đỉnh cấp cảnh giới, có thể phát huy ra cái này kiện chí bảo toàn bộ uy lực. Ha ha, đây chính là Đế Thích Thiên khí tượng, bất quá ngươi ngươi. Huyền Cơ Nguyệt thấy Đế Thích trên trời hạ xuống sắp, nhưng là khinh thường cười một tiếng. Đế Thích Thiên bề ngoài khí tượng, mặc dù cuồn cuộn khoáng đạt, nhưng cũng chỉ có thể chấn nhiếp người khác, hù dọa không tới Huyền Cơ Nguyệt. Trừ phi, Đế Thích Thiên vận dụng tâm ma đại chú kiếm, nếu không, tuyệt không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ.
Bởi vì Huyền Cơ Nguyệt trong tay, có thần La Thiên Kiếm, đủ để nghiền ép hết thảy. Đế Thích Thiên ngồi ở quảng trường chí cao trên ghế, vẫn nhìn bốn phương tân khách, cao giọng nói. Bổn điện Đế Thích Trời, đa tạ các vị bằng hữu nể mặt, đại giá đến chơi ta Đế Huyền Điện, hôm nay chu diệt Vĩnh Hằng Thánh Vương, ta và các vị cộng ẩm Vĩnh Hằng máu, vĩnh kết nhật nguyệt tốt. Đám người tân khách cùng kêu lên ủng hộ, rối rít nói cảm ơn. Hôm nay Đồ Thánh Đại Hội, nếu như Luân Hồi Chi Chủ không đến, không người nhúng tay đánh loạn, đó chính là một tràng lẫn nhau biểu đạt thiện ý hội họp lớn. Đế Huyền Điện mời đám người, cộng ẩm Vĩnh Hằng máu, đám người uống máu, coi như là tiếp nhận Đế Huyền Điện có lòng tốt, sau này gặp phải cái gì nguy nan, mọi người lẫn nhau bảo vệ, nếu như có cái gì tranh đấu nói, xem ở đã từng chung nhau ẩm huyết phân thượng, cũng có thể lưu một phần chỗ trống, giảm thiểu chém giết máu lục, là đại công đức một kiện. Theo Đế Thích Thiên tiếng nói rơi xuống, liền có mấy cái chấp pháp trưởng lão, sách đao kiếm, chuẩn bị chặt xuống Vĩnh Hằng Thánh Vương đầu người, giết người lấy máu. Diệp Thần thấy một màn này, sắc mặt vô cùng nặng nề, quả đấm nặn được gắt gao. Khặc khặc khặc, khặc khặc khặc. Ngay tại lúc này, bầu trời phương xa, bỗng nhiên bay tới vô số chỉ quả đen. Đếm không hết quả đen, chừng dù sao cũng chỉ, đập cánh thình thịch, cao giọng kêu tiếng, nhanh chóng bay tập kích tới, lập tức bay đến trên quảng trường, đi trên người mọi người nhào tới. Nơi nào tới như thế nhiều quả đen? Thất Sát Vạn Nha Bình, đây là từ Thất Sát Vạn Nha Bình bên trong bay ra ngoài quả đen. Luân Hồi Chi Chủ tới. Rất nhiều các tân khách, đột nhiên bị dù sao cũng chỉ quả đen quấn quanh, nhất thời rơi vào hỗn loạn, một phiến xôn xao. Bảo vệ nữ hoàng. Chỗ khách quý ngồi, Thiên Tâm Kiếm Điệp huy động trường kiếm, đem bay tới từng cái quả đen chém chết, bảo vệ được Huyền Cơ Nguyệt. Ha ha, rốt cuộc ra tay sao? Huyền Cơ Nguyệt bưng ngồi trên ghế ngồi, cũng không có động tác, nhìn về Đế Thích Thiên. Thời khắc này Đế Thích Trời, gương mặt không thay đổi, vẫn là bình thản như nước hình dáng. Từng cái quả đen, bay đến Đế Thích Thiên trước người, liền bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt thành cho tẫn. Căn bản không tổn thương được hắn. Xem ra Luân Hồi Chi Chủ, mời không thiếu người giúp. Đế Thích Thiên vẫn nhìn chung quanh quả đen, lẩm bẩm nói nhỏ. Vì phòng bị Luân Hồi Chi Chủ tập kích, Đế Huyền Điện ngàn dặm trong phạm vi, cũng bố trí người, nghiêm mật tuần tra, nhưng cái này chút quả đen, nhưng là tới từ ngoài ngàn dặm. Hiển nhiên, ở ngoài ngàn dặm, có người mai phục, chờ đợi thời cơ động thủ. Mà hiện tại, chính là thời cơ động thủ. Chanh, chanh, chanh. Hạ một sát, ngoài ngàn dặm, truyền tới một từng cơn đằng đằng sát khí tiếng đàn, như bốn bề thọ địch, thập diện mai phục, tràn đầy chiến trận sát phạt khí thế. Ác liệt tiếng đàn, cơ hồ muốn xuyên thấu người lỗ tai. Ở tiếng đàn dưới sự kích thích, đầy trời quả đen tiếng kêu hơn nữa nhọn, tàn phá hung dữ, mỗi một đầu quả đen trên mình, cũng nổ lên thất sát lửa đen, hung uy lại là đáng sợ. Đế Huyền Điện các đệ tử bị đầy trời quả đen và tiếng đàn kích thích, vậy rơi vào hỗn loạn bên trong đi. Xem ra trước mắt cục diện hỗn loạn, Đế Thích Thiên lại không có phát hiệu lệnh, tùy ý cục diện hỗn loạn đi xuống. Tôn chủ, là thời điểm ra tay. Man Hoang Nha Ma nhìn Diệp Thần, khẩn trương nói. Hiện tại đầy trời quả đen hạ xuống, còn có đàn ma tiếng đàn nhiễu địch tâm thần, chính là cứu vãn Vĩnh Hằng Thánh Vương lớn thời cơ tốt. Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết hỗn loạn. Nhưng trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng, cục diện cũng như thế hỗn loạn, vì sao Đế Thích Thiên còn thờ ơ? Được, động thủ. Bất quá, Diệp Thần không thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì, nếu như không ra tay nữa, vậy thì không cơ hội. Một khi cùng Đế Huyền Điện các cường giả, phục hồi tinh thần lại, đánh lui giả thiên ma đế quả đen tập sát, Diệp Thần mất đi che chở, dưới con mắt mọi người, căn bản không có thể cứu đi Vĩnh Hằng Thánh Vương. Đương thời giây phút, Diệp Thần không do dự nữa, lập tức phi thân giết ra. Man Hoang Nha Ma, Mai Lan Trúc Cúc, còn có mười mấy Hoang Lôi Điện đệ tử, vậy toàn bộ xông lên đánh ra, vọt tới trên quảng trường, muốn cứu vãn Vĩnh Hằng Thánh Vương. Chú ý kẻ địch. Một cái chấp pháp trưởng lão kinh hãi, rút ra trường kiếm gào thét hô. Dù sao cũng chỉ quả đen tàn phá, tầm mắt mọi người, đều bị quả đen che giấu, căn bản không nhìn ra bóng người. Diệp Thần một đám người, ở đầy trời quả đen dưới sự che chở, nhanh chóng vọt tới trên quảng trường. Rất nhiều chấp pháp trưởng lão, cảm thấy được nguy hiểm hạ xuống, rối rít rút binh khí ra. Giết!
Diệp Thần huy động sát kiếm, hủy diệt kiếm quang như hắt mực sơn thủy, ở trong nháy mắt phun ra trăm ngàn kiếm, đem trước mặt mấy cái chấp pháp trưởng lão, toàn bộ chém chết. Man Hoang Nham Ma và Mai Lan Trúc Cúc đi theo ở Diệp Thần phía sau, một thấy có người đến gần, lập tức động thủ chém chết. Diệp Thần đặc biệt thuận lợi, vọt tới trong quảng trường tim, khua kiếm chặt đứt Vĩnh Hằng Thánh Vương trên mình xiềng xích, đem người cứu ra. Vĩnh Lão! Diệp Thần dìu đỡ Vĩnh Hằng Thánh Vương, một hồi vui sướng. Cái này cứu người quá trình, vậy quá thuận lợi đến Diệp Thần có loại ảo mộng vậy cảm giác. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn Diệp Thần, lộ ra cảm kích diễn cảm, tựa hồ bị thương quá nặng, không nói ra lời. Ta trước mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần đỡ Vĩnh Hằng Thánh Vương, vội vàng đi Đế Huyền Điện bên ngoài sơn môn bỏ chạy. Ùng ùng. Đế Huyền Điện sơn môn ra, vang lên động trời chấn động. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Thủy Hàn, Giả Thiên Ma Đế các người đã bắt đầu ra tay, đang tấn công Đế Huyền Điện sơn môn, chuẩn bị tiếp ứng Diệp Thần. Diệp Thần nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng ngay vào lúc này, trong không khí truyền tới một hồi hoa thơm, chỉ gặp một cái phồn hoa vây quanh, da trắng nõn nà thiếu nữ, mang mười mấy chấp pháp trưởng lão, xuất hiện ở trên bầu trời. Chính là Lãnh Mị Hoa Yêu, muốn nhiễu loạn đồ thánh đại hội. Hỏa Vũ, Hồng Liên Hoa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cho ta trấn áp. Lãnh Mị Hoa Yêu hừ một tiếng, nhìn Diệp Thần đám người bóng người, lật tay sử dụng Hồng Liên phù chiếu. Suy suy suy, pháp quyết nặn động, nhất thời gian, tờ nguyên Hồng Liên phù chiếu, nổ lên ngập trời ánh lửa. Ở Đế Huyền Điện sơn môn chỗ sâu, có vô lượng Hồng Liên nghiệp hỏa, cuồn cuộn gào thét tới, hội tụ thành một đạo ngập trời nghiệp hỏa nước lũ, hung hăng hướng Diệp Thần các người cuộn sạch đi. Nghiệp hỏa nước lũ cán qua hư không, vùng lân cận từng cái quạ đen, lập tức bị thiêu hủy thành cho tàn. Diệp Thần và Man Hoang Nham Ma, gương mặt nhất thời biến sắc. Hai người chung quanh hư không, đều có nhiều đóa hồng liên, không ngừng tách thả ra ra. Đây là hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy hư không, diễn hóa ra khí tượng, một khi bị hồng liên nghiệp hỏa đốt bên trong, hai người sợ rằng khó mà thoát thân. Tôn chủ, người đi mau, ta để che ở. Thời gian gấp, hình cách thế cấm, Man Hoang Nham Ma không có suy nghĩ nhiều, đẩy ra Diệp Thần, lắc mình một cái, hiện ra Nham Ma chân thân. Hống! Một hồi lanh lảnh tiếng thú gào. Kinh thiên vang lên. Man Hoang Nham Ma chân thân hiện ra, chính là một đầu trăm trượng cao người đầu đá quái vật, cả người bắp thịt toàn bộ là nham thạch tạo thành, nham thạch ra trong khe hở, nhô lên ra nóng rực dung nham lửa cháy bừng bừng. Bình bịch bịch. Man Hoang Nham Ma nện ngực, phát ra kịch liệt vang dội, sải bước hướng Lãnh Mị Hoa Yêu xông lên đi giết. Vĩnh Lão, chúng ta đi trước. Diệp Thần không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức mang Vĩnh Hằng Thánh Vương rời đi. Oanh! Sau lưng truyền tới một hồi khủng bố nổ vang. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, liền thấy Lãnh Mị Hoa Yêu tay cầm phù chiếu, đầy trời hồng liên nghiệp hỏa, như nham thạch nóng chảy thác nước vậy, hung hăng đánh vào ở Man Hoang Nham Ma thân trên. À! Man Hoang Nham Ma nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người bắp thịt ra đang cháy, ở nổ tung, ở hòa tan, ở tan vỡ. Hắn bắp thịt ra, hoàn toàn do nham thạch cấu tạo mà thành. Tràn đầy hùng hậu mậu thổ tinh khí, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Nhưng giờ phút này, hồng liên nghiệp hỏa hạ xuống, Man Hoang Nham Ma thân thể, lại có thể bạo giấy lên tới, muốn hòa tan tan vỡ. Cái này hồng liên nghiệp hỏa, lại có thể liền nham thạch mậu thổ, cũng có thể cháy, cũng có thể thiêu hủy. Cũng chính là ngay trước mắt, Diệp Thần sợ hãi thấy, Man Hoang Nham Ma thân thể, ở hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy xuống, hoàn toàn hòa tan băng diệt. Trở thành đầy đất cho tàn. Hoàn toàn chết chết đi. Thấy Man Hoang Nham Ma thân chết, Diệp Thần tim, kịch liệt co rút nhanh, cả người chấn động. Chàng này đồ thánh đại hội, Diệp Thần tự nhiên biết vô cùng hung hiểm, khẳng định sẽ có hy sinh. Nhưng là, Diệp Thần không nghĩ tới, cái này hy sinh, tới nhanh như vậy, thảm như vậy mãnh liệt. Man Hoang Nham Ma, thậm chí liền Lãnh Mị Hoa Yêu quần áo, cũng còn không có đụng phải, liền trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Ở Đế Huyền Điện, Lãnh Mị Hoa Yêu chiếm hết địa lợi, ưu thế quá lớn, có thể tận tình lợi dụng Hồng Liên Tử Kim Cung năng lượng, Hồng Liên nghiệp hỏa tiêu diệt xuống, thần tiên cũng không ngăn nổi, đều phải bị đốt thành cho tẫn. Man Hoang đại nhân, Mai Lan Trúc Cúc các người, cũng là vô cùng kinh hoàng, hốc mắt đỏ bừng. Cái này hy sinh, cái này chết, cái này tử vong, tới được quá nhanh,
quá làm ngoài ý người bình thường. Đi! Diệp Thần cắn răng, bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, phải mau rời khỏi, nếu không Hồng Liên nghiệp hỏa cuốn sạch qua tới, bọn họ cũng phải chết. Lập tức Diệp Thần mang Vĩnh Hằng Thánh Vương, ở Mai Lan Trúc Cúc đám người dưới sự hộ vệ, nhanh chóng trốn đi xuống núi. Cùng lúc đó, Lãnh Nghị Hoa Yêu phù chiếu tách thả ra, Hồng Liên ánh sáng chiếu sáng toàn trường. Toàn trường từng cái quạ đen, bị Hồng Liên ánh sáng xuyên qua, lập tức hóa thành cho tẫn, theo gió phiêu tán. Khoảnh khắc tới giữa, thiên địa khôi phục trong sạch. Lãnh Nghị Hoa Yêu tay cầm phù chiếu, cao cứ thương khung, tựa như trong truyền thuyết thần nữ, đẹp thần thánh tới cực điểm. Đám người ngước nhìn Lãnh Nghị Hoa Yêu dáng người, nội tâm âm thầm ngưỡng mộ bội phục, Đế Huyền Điện quả nhiên đầm rồng hang hổ, Đế Thích Thiên còn không ra tay, nho nhỏ một cái hoa yêu, liền ngay tức thì ổn định hỏa loạn. Các người xem, đó chính là luân hồi chi chủ sao? Bổ thiên cảnh bảy tầng thiên, làm sao nhỏ yếu như vậy? Đời này luân hồi chi chủ, chỉ có bổ thiên cảnh bảy tầng thiên. Cũng hoặc là chân chính luân hồi chi chủ còn không xuất hiện. Rất nhiều tân khách ánh mắt, đồng loạt nhìn về Diệp Thần, nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này Diệp Thần, đã trốn ra quảng trường, chuẩn bị trốn xuống núi. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Thần cảm thấy không đúng. Vĩnh Hằng Thánh Vương, tựa hồ có điểm không đúng. Diệp Thần dìu đỡ Vĩnh Hằng Thánh Vương, người sau vốn là bị thương nặng, thoi thóp. Nhưng là, hiện tại Diệp Thần cảm giác được, Vĩnh Hằng Thánh Vương hơi thở đột nhiên bùng nổ, lại có thể biến thành còn chân cảnh cao thủ. Không tốt, trúng kế. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, cái này Vĩnh Hằng Thánh Vương, là giả. Hi hi, thằng nhóc, ngươi chính là đời này luân hồi chi chủ. Chịu chết đi. Vĩnh Hằng Thánh Vương trong con ngươi, lộ ra tàn bạo sát khí, bỗng nhiên thay đổi gương mặt, biến thành một cái khác ông già. Suy. Vĩnh Hằng Thánh Vương móng tay giết ra, như ưng đánh hổ phác, thẳng bắt Diệp Thần cổ họng, muốn nhất kích giết chết. Ngươi không phải Vĩnh Hằng Thánh Vương, ngươi là Tâm Ma Bát Lão, Cổ Trọng Thư. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, nhìn ông già mặt nhăn nhó bàng, ngay tức thì dòm ra liền trùng trùng thiên cơ. Lúc đầu cái này ông già, căn bản không phải Vĩnh Hằng Thánh Vương, mà là Cổ Trọng Thư giả trang. Cổ Trọng Thư, chính là Tâm Ma Bát Lão một trong. Tâm Ma Bát Lão, là đời trước Tâm Ma chi chủ, Yến Trường Ca thủ hạ người làm, tổng cộng có 8 người, phân biệt kêu, Cổ Mạnh Tử, Cổ Tuần Tử, Cổ Trọng Thư, Cổ Chu Tử, Cổ Hiếu Nhụ, Cổ Liêm, Cổ Có Thể Pháp, Cổ Hiểu Lam. Cái này 8 người, toàn bộ tuân theo thánh nhân đại đạo, muốn giáo hóa thiên hạ. Diệp Thần nhìn Cổ Trọng Thư gương mặt, sống chết trước mắt, tinh thần vô cùng nhọn, nhất thời suy diễn ra trùng trùng bí mật. Cổ Trọng Thư ngụy trang Vĩnh Hằng Thánh Vương, muốn đánh lén giết hắn, cũng không phải là Đế Thích Thiên an bài, mà là Tâm Ma Bát Lão chủ động nói lên. Tâm Ma Bát Lão muốn giết Diệp Thần, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, sống lại tiên chủ Yến Trường Ca. Đồ Thánh Đại Hội như thế khẩn trương. Diệp Thần căn bản không có xem chút Vĩnh Hằng Thánh Vương lai lịch, nhất thời rơi vào cạm bẫy. Khó trách Diệp Thần thừa dịp loạn cứu vãn Vĩnh Hằng Thánh Vương, Đế Thích Thiên lại có thể không có ngăn cản, lúc đầu sớm có âm mưu. Mà Huyền Cơ Nguyệt vậy không có động tác, hiển nhiên là biết kế hoạch này tồn tại. Cổ Trọng Thư năm đó nhận trọng thương, cảnh giới rơi xuống mấy phần, nhưng cũng là còn chân cảnh nhất tầng thiên cao thủ, hắn đột nhiên đánh lén, Diệp Thần chút nào không phòng bị. Nhất thời rơi vào chỗ chết. Chú ý, mắt xem Diệp Thần liền phải bị giết, luân hồi mộ địa bên trong truyền ra một hồi thanh âm già nua, chính là Kiếp Lôi Tôn Sư. Kiếp Lôi Tôn Sư luyện hóa Thái Thượng Lôi Kiếp, ở Đồ Thánh Đại Hội bắt đầu trước 3 ngày cũng đã hồi phục xuất quan. Mắt xem Diệp Thần gặp nguy hiểm, Kiếp Lôi Tôn Sư lập tức nhập vào người Diệp Thần, trùng trùng một chưởng đánh ra đi. Diệp Thần tâm thần nhất thời chấn định, cả người hơi thở bùng nổ. Từng cái sấm sét cuồng như vậy nổ tung ra, một chưởng này như có Thái Thượng Lôi phạt thiên uy. Oanh! Diệp Thần mượn Kiếp Lôi Tôn Sư phụ thể, hung hăng một chưởng, đánh vào Cổ Trọng Thư trên đầu vai. Cổ Trọng Thư nhất thời bị đẩy lui, nhưng hắn móng tay, vậy cạo đến Diệp Thần bả vai. Trong thoáng chốc, Diệp Thần chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, lại có từng luồng quỷ dị tâm ma hơi thở tập kích nhập, khắp cả người sinh lạnh, tâm cảnh sôi trào. Cái này Cổ Trọng Thư, không hổ là đời trước Tâm Ma chi chủ người làm, từng chiêu từng thức, đều có tâm ma đại kiếp hơi thở. Thằng nhóc, người chúng tâm ma, đi mau.
Kiếp Lôi Tôn Sư không nói lời nào, trực tiếp khống chế Diệp Thần thân thể, lật đật chạy thục mạng. Hiện tại Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt đều ở đây trên quảng trường, Kiếp Lôi Tôn Sư không có cuồng ngông đến ra tay, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm. Mai Lan chúc cúc các người, vậy hoảng vội vàng đi theo Diệp Thần chạy trốn. Mặc dù là chạy trốn, nhưng Diệp Thần một trưởng đẩy lui Cổ Trọng Thư, đã biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao luân hồi chi chủ hơi thở, đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế nhiều? Lại có thể liền còn chân cảnh nhất tầng thiên cao thủ, cũng một trưởng đẩy lui. Toàn trường các tân khách, thấy Cổ Trọng Thư bị đánh lui, nhất thời lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đế Huyền Điện mưu đồ tinh vi, lại có thể để cho người giả trang Vĩnh Hằng Thánh Vương, lừa gạt Diệp Thần, cố nhiên làm người ta khiếp sợ, nhưng hiện tại Diệp Thần sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, trở lui toàn thân, càng làm cho đám người khiếp sợ không thôi. Đáng chết! Cổ Trọng Thư thấy Diệp Thần chạy, nhất thời vô cùng tức giận, che cơ hồ tan vỡ đầu vai, vậy âm thầm rung động Diệp Thần thực lực. Không có ai biết, Diệp Thần còn có luân hồi mộ địa lá bài tẩy này. Nguy cơ thời điểm có thể mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng. Nếu như không có Kiếp Lôi Tôn Sư ra tay, mới vừa đối mặt Cổ Trọng Thư đánh lén, Diệp Thần có thể thật phải bỏ mạng. Dẫu sao, còn chân cảnh nhất tầng thiên đánh lén, há là trò đùa. Hơn nữa, đối phương vẫn là tâm ma bát lão một trong, thực lực lại là đáng sợ. Thật may, có Kiếp Lôi Tôn Sư tương trợ, Diệp Thần cuối cùng vượt qua một kiếp. Còn như Thiên Tâm Kiếm Điệp, Huyền Cơ Nguyệt lựa chọn giữ ở bên người, không có phái đi ra ngoài. Thiên Hoàng Địa Lão cái phòng tuyến này, ít nhất phải lưu lại một cái người, để phòng Đế Thích Thiên Tâm Ma đánh lén. Một điểm này, Huyền Cơ Nguyệt đặc biệt cẩn thận, cũng không có khinh thường. Cao nhất trên ghế, Đế Thích Thiên nhìn Huyền Cơ Nguyệt như thế thận trọng hình dáng, cũng có điểm ngưng trọng. Ngày hôm nay có Huyền Cơ Nguyệt tại chỗ, hắn muốn phát động tâm ma thẩm phán, có thể nói muôn vàn khó khăn. Lúc này, Địa Tàng Vô Kỵ hiển hóa liền nguyên hình, biến thành một đầu ba trượng cao, Remy Martin người địa ngục kỵ sĩ, cả người che lấp vừa dày vừa nặng thiết giáp, áo giáp trên lượn lờ từng luồng ma diễm, trong tay xách một cái hạng nặng chiến thương, khí thế của cả người, vô cùng dũng mãnh dữ tợn. Sải bước lao ra, tiếng vó ngựa như sấm. Địa Tàng Vô Kỵ mỗi bước ra một bước, mặt đất cũng kịch liệt lay động một tí, không ngừng nứt nẻ, cuồn cuộn ma khí từ kẽ hở bên trong tràn ngập ra. Tất cả khô lâu ma binh, từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra. Địa tàng tu la, khô lâu âm hồn, sắc. Địa tàng vô kỵ trong miệng ngâm sướng, cả người ma khí cuồn cuộn, giống như hóa thân tu la, vô cùng vô tận khô lâu ma binh, âm hồn quỷ quái, từ dưới chân hắn mặt đất không ngừng toát ra, phát ra nhọn rít lên. Thiên Hoàng Địa Lão bốn đại thủ hộ thú bên trong, địa tàng vô kỵ chuyên tu ma đạo thần thông, có thể kêu gọi khô lâu ma binh. Địa ngục quỷ quái, âm hồn ác linh vân. Vân yêu ma trợ chiến. Cái này một tí, địa tàng vô kỵ hô hấp tới giữa, lại có thể triệu hoán ra trăm nghìn ma binh, như nước thủy triều đi xuống núi vọt tới. Thoáng chốc tới giữa, tràn đầy núi khắp nơi, ma khí lượn lờ, trăm nghìn ma binh âm hồn, biến dạng gầm thét, nổi điên vậy liều chết xung phong. Đế Huyền Điện bố trí ba đạo phòng tuyến, Già Thiên Ma Đế tấn công đạo thứ hai, Tiêu Thủy Hàn tấn công đạo thứ ba. Mà đây chút ma binh, lại không có quản bọn họ, mà là trực tiếp đi vòng qua, thẳng xông lên đạo phòng tuyến thứ nhất. Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế, thực lực đều không yếu, phổ thông khô lâu ma binh, không thể nào thương tổn tới bọn họ. Địa tàng vô kỵ đầu óc rất thanh tỉnh, 100.000 này ma binh, mũi nhọn nhắm thẳng vào Viêm Khôn. Ở đám người bên trong, Viêm Khôn thực lực yếu nhất, đang tấn công đạo phòng tuyến thứ nhất. Nói Viêm Khôn thực lực yếu. Là cùng Tiêu Thủy Hàn, Già Thiên Ma Đế so sánh, nếu như là và phổ thông Đế Huyền Điện trưởng lão so sánh, hắn nhưng là chiếm hết thượng phong. Ở Viêm Khôn đánh giết hạ, đạo phòng tuyến thứ nhất đối mặt tan vỡ, rất nhiều Đế Huyền Điện trưởng lão, đệ tử tinh anh bị chém chết, đầy đất thi hài bừa bãi. Còn có ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Viêm Khôn sách Tuyệt Tiên Kiếm, hăm hở. Nhưng mà, Viêm Khôn khí thế cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, hắn liền thấy một màn trọn đời khó quên. Ước chừng trăm nghìn đầu khô lâu ma binh, gầm thét khóc thét lên, sách nhúng liền ma huyết đao kiếm, tràn đầy núi khắp nơi vây giết tới. Cuồn cuộn vô tận ma khí, hòa lẫn nồng nặc thi mùi thúi, đánh thẳng vào Viêm Khôn tâm thần.
Bầu trời mặt trời, đã không thấy được màu sắc, hoàn toàn bị ma khí che giấu. Hạ một sát, ùn ùn kéo đến ma binh, hắc triều vậy nghiền ép tới. Viêm Khôn bên người Nguyên Thiên Thần Quân, trong nháy mắt bị đạp thành thịt nát. Mà Viêm Khôn, cũng bị rậm rạp chằng chịt, vô biên vô tận ma binh chìm ngập. Viêm Khôn. Trên bầu trời, Giả Thiên Ma Đế thấy Viêm Khôn bị chiếm đoạt, nhất thời cả kinh thất sắc. Tốt cơ hội. Huyết Phệ Quỷ Kiêu thấy Giả Thiên Ma Đế tâm thần sơ sót, lập tức chắc chắn cơ hội, hai cánh cuồng phiến, lên như diều gặp gió, từng trận cương phong biến dạng, rất miễn cưỡng chọc thủng mưa bụi phúc thiên sương mù khốn khóa, bay ra ngoài. Vũ Chỉ Giao, Tần Thiên Vũ, Lý Thanh Mặc các người, không có Giả Thiên Ma Đế dẫn, căn bản không ngăn được Huyết Phệ Quỷ Kiêu. Huyết Phệ Quỷ Kiêu thoát khỏi mưa bụi phúc thiên sương mù trói buộc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sắc bén nhìn xuống đi xuống, chỉ gặp tràn đầy núi khắp nơi, đều là địa tàng ma khí. Vậy trăm nghìn ma binh, đằng đằng sát khí, đã tiêu diệt đạo phòng tuyến thứ nhất địch quân, giải quyết một cái mối họa. Không có sao chứ. Lúc này, địa tàng Vô Kỵ cưỡi mây lướt gió, bay đến trên trời, đi tới Huyết Phệ Quỷ Kiêu bên người. Không có sao. Đa tạ cứu giúp. Đây là cho ngươi thù lao. Ta Đế Uyên Điện, không nợ người ân. Huyết Phệ Quỷ Kiêu giọng nhàn nhạt, nói cảm ơn một tiếng, móng vuốt phung lên, một món sắt thép hàn mang bắn ra, rơi vào địa tàng Vô Kỵ trước mặt, nhưng là Thất Tinh Long Đảm Thương. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng. Hiện tại Đế Uyên Điện gặp nạn, Nữ Hoàng Thiên Cung ra tay trợ giúp, đây là một phần nhân quả. Nhưng Huyết Phệ Quỷ Kiêu không muốn thiếu người làm tình. Trực tiếp đưa lên Thất Tinh Long Đảm Thương, coi là thù lao. Ha ha, đa tạ. Địa tàng Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ở giờ phút quan trọng này, Huyết Phệ Quỷ Kiêu còn như thế so đo nhân quả. Hắn cũng không nói nhảm, lúc này nhận lấy Thất Tinh Long Đảm Thương. Một thương nơi tay, địa tàng Vô Kỵ lập tức lộ vẻ mũi nhọn, cả người chiến khí dọn ra dọn ra. Binh khí của hắn, vốn chính là địa ngục quỷ súng, cái này cầm Thất Tinh Long Đảm Thương. Chính thích hợp hắn sử dụng. Già Thiên Ma Đế phục hồi tinh thần lại, nhìn địa tàng Vô Kỵ bóng người, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Nếu như đơn thuần là một đầu Huyết Phệ Quỷ Kiêu, hắn còn có thể nắm vững thắng lợi, nhưng hiện tại, địa tàng Vô Kỵ gia nhập chiến trận, vậy có thể khó đối phó. Phải biết, địa tàng Vô Kỵ nhưng mà còn chân cảnh cao thủ à, hơn nữa còn là Thiên Hoang Địa Lão bốn đại thủ hộ thú một trong, năm đó hết sức được Luân Hồi Chi Chủ và Vận Mệnh Chi Chủ chân truyền. Thực lực không thể khinh thường. Đáng sợ hơn phải, ở đạo phòng tuyến thứ ba bên kia, còn có một cái Lãnh Mị Hoa Yêu. Lúc này Lãnh Mị Hoa Yêu, tay cầm Hồng Liên Phù Chiếu, đi tới đạo phòng tuyến thứ ba. Cái phòng tuyến này, là Đế Uyên Điện phòng thủ hạch tâm, Đồ Thánh Đại Hội an bài hàng loạt cao tầng trưởng lão, mạnh nhất đệ tử, cũng trấn canh giữ ở chỗ này. Cái phòng tuyến này, cũng là Diệp Thần bên này, tấn công điểm chính. Tiêu Thủy Hàn, Huyết Long, Hạ Nhược Tuyết ba người, dẫn Nguyên Thiên Thần Quân chủ lực, còn có Cầm Kỳ Thư Họa, ở chỗ này chém giết. Nguyên Thiên Thần Quân chủ lực, chừng mấy chục người, người người đều là thủy nguyên cảnh cao thủ, nhiều người như vậy liên hiệp, đủ để đạp phá tinh không. Lãnh Nghị Họa Yêu đuổi đến chỗ này, liền thấy vô cùng một màn nguy nga. Tiêu Thủy Hàn cả người hắc khí sôi trào, mái tóc dài tung bay, trong con người nhúc nhích Phật quang lửa cháy mạnh. Sau lưng nhấp nhô vạn trượng cao ma Phật hư ảnh, uy thế vô cùng khủng bố. Hắn hai tay mười ngón tay kích trương, lại có từng luồng nắm giữ kiếm khí, không ngừng bạo giết ra. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Lãnh Nghị Họa Yêu thấy một màn này, mắt đẹp nhất thời co rúm một cái. Tiêu Thủy Hàn kiếm đạo thành tựu, đã đạt tới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm bước. Trong tay hắn rõ ràng không có kiếm. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể bùng nổ kiếm khí. Đầy trời nắm giữ kiếm khí, điên cuồng chém đánh tiếp, Đế Uyên Điện từng cái trưởng lão, nhất thời phát ra kêu thảm thiết, bị kiếm khí xuyên thấu, không chết vậy trọng thương. Vân Lôi Đế Long Châu, sắc. Huyết Long ngay tại Tiêu Thủy Hàn bên người, cũng là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Hắn hiển hóa ra hình rồng, nanh vuốt ác liệt, từng tia Vân Lôi Đế Quang không ngừng nổ tung, Đế Long Châu ánh sáng, không ngừng toát ra. Chín tầng trời thương khung, có từng cái long ảnh, gầm thét đạp chết xuống. Vạn long hạ xuống, thần uy như ngục, rất nhiều Đế Uyên Điện trưởng lão, bị từng cái long ảnh biến dạng, nuốt nhai, trở thành thịt bể. Ban đầu ở Diệt Long Nhai,
huyết long đạt được thái cổ tổ long truyền thừa, trở thành vạn đạo long tổ, có thể kêu gọi vạn long hạ xuống, dựa vào vạn long thiên uy, nghiền nát kẻ địch. Mặc dù vậy chín đạo cấm chế phù liên, huyết long chỉ mở ra hai đạo, nhưng vậy đủ để phát huy ra vạn đạo long tổ thực lực. Đại uy thiên long, ra tà ích dịch. Huyết long móng vuốt kết ra từng cái ấn quyết, đại uy thiên long, cuồng khí thêm thân, vạn long gầm thét đụng, thế như trẻ tre, ngăn cản người tán loạn. Đạp bể đế huyên điện. Từng cái nguyên thiên thần quân vệ binh, cuồng như vậy gieo hò, bái phục đao mang súng xông vào trong đám người đi, lớn chém lớn giết. Mà Hạ Nhược Tuyết thì ở bên cạnh lược trận, cũng không có ra tay. Đế huyên điện căn cơ thâm hậu, không thể nào như thế dễ dàng liền bị đập sập. Hạ Nhược Tuyết chú ý đề phòng, nghiêm phòng đế huyên điện viện binh, từ cánh hông đánh lén. Hiện tại, đế huyên điện viện binh đến. Bất quá, cũng không phải là đánh lén, mà là quang minh chánh đại, đường đường chánh chánh hạ xuống. Địa tàng vô kỵ trăm nghìn ma binh, cơ hồ là ngay lập tức, liền chìm ngập Viêm Khôn. Viêm Khôn chết. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt nhìn ra xa, thấy Viêm Khôn bị vô biên vô tận ma binh nuốt mất, mặt đẹp nhất thời biến sắc. Tiêu Thủy Hàn và Huyết Long, thấy Viêm Khôn không một tiếng động, cũng là tâm thần chấn động một cái. Hừ, một bầy kiến hôi, lại dám phạm ta đế huyền điện sơn môn. Hồng Liên nghiệp hỏa, cho ta trấn áp. Lãnh Mị Hoa yêu yêu thừa dịp này cơ hội, đầu ngón tay vung ra từng đạo linh quyết, đánh vào Hồng Liên phù chiếu trên. Giao. Nhất thời, Hồng Liên phù chiếu xích mang đại thịnh, so nham thạch nóng chảy còn muốn nóng rực, dù sao cũng lần ngọn lửa. Từ vậy phù chiếu trên cuồn cuộn bạo dũng ra. Ngọn lửa gào thét gầm thét, lại là diễn hóa ra nhiều đóa màu đỏ hoa sen, ở trong hư không không ngừng sáng tắt lóng lánh, sáng chói động lòng người tâm thần. Hạ một sát, mãnh liệt Hồng Liên nghiệp hỏa, tựa như thác nước thiên rơi, hướng Tiêu Thủy Hàn, Huyết Long, Hạ Nhược Tuyết ba người cuộn sạch đi. Suy suy suy, Hồng Liên nghiệp hỏa chưa tới, vậy kịch liệt nhiệt độ, đã vặn vẹo hư không. Tiêu Thủy Hàn sau lưng ma Phật hư ảnh, lại có thể rất miễn cưỡng bị đốt thành hư không. Ở giữa thiên địa, tựa như không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở Hồng Liên nghiệp hỏa trích đốt. Chú ý! Ma ha vô lượng đèn, cổ Phật tự tại thiên. Tiêu Thủy Hàn quát lên một tiếng lớn, gương mặt vô cùng ngưng trọng. Nhìn vậy cuốn tới Hồng Liên nghiệp hỏa, Tiêu Thủy Hàn hai tay kết ấn, trong con ngươi hai điểm Phật quang nhảy lên, quanh thân ma diễm Phật khí, không ngừng xen lẫn. Cuối cùng diễn hóa thành một phiến tự tại thiên thế giới. Cái này phiến tự tại thiên thế giới, có một tôn tôn Phật Đà, cầm hoa ngồi ngay ngắn, bảo tương trang nghiêm, ngâm sướng suốt đạo đạo Phật âm, tẩy tâm hồn. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Thủy Hàn mang Huyết Long và Hạ Nhược Tuyết, trốn cái này phiến cổ Phật tự tại trời, ngăn cản Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu hủy. Suy, Hồng Liên nghiệp hỏa bạo dũng tới, hung hăng tưới ở Tiêu Thủy Hàn từ ở trên trời. Toàn bộ tự tại thiên thế giới, hiện ra một cái kết giới vòng bảo vệ, vô cùng vô tận nghiệp hỏa, nhô lên ở vòng bảo vệ bên trên. Nhất thời, toàn bộ vòng bảo vệ, đều bị đốt thành màu đỏ. Nóng rực nhiệt độ, xuyên thấu qua vòng bảo vệ tràn ngập xuống, Tiêu Thủy Hàn ba người đều cảm thấy thân thể cơ hồ muốn bạo đốt, nóng bỏng dị thường. Mà ở tự tại thiên thế giới bên ngoài, cầm kỳ thư họa mang từng cái nguyên thiên thần quân binh lính, cũng ở đây lật đật lui về phía sau. Né tránh Hồng Liên nghiệp hỏa ảnh hưởng đến. Có người động tác chậm hơn, lập tức bị Hồng Liên nghiệp hỏa cuốn bên trong, phát ra kêu thảm thiết, ngay tức thì bị đốt thành cho tàn. Thủy nguyên cảnh cao thủ, ở nơi này loại ngọn lửa kinh khủng trước mặt, lại như giấy vậy yếu ớt, không chịu nổi một kích. Có thể tưởng tượng được, cái này Hồng Liên nghiệp hỏa, có bao nhiêu nóng rực, đáng sợ cỡ nào. Coi như là man hoang nham ma, cái loại này mậu thuộc tính thổ lớn nguyên thú. Cũng phải ngay tức thì bị đốt thành bụi bặm, chớ nói chi là người bình thường. Minh Nguyệt Thiên Luân, lên. Hạ Nhược Tuyết vội vàng sử dụng một vòng Minh Nguyệt, trong trẻo lạnh lùng ánh trăng tràn ngập ra, thoáng xua tan Hồng Liên nghiệp hỏa nhiệt độ cao. Nhưng Hồng Liên nghiệp hỏa, xuất xứ từ Hồng Liên Tử Kim Cung, mà nơi này, là Đế Huyên Điện Sơn Môn, Hồng Liên Tử Kim Cung lực lượng uẩn dục không biết nhiều ít thời gian, hết sức được địa mạch linh khí. Ở chỗ này phóng thích Hồng Liên nghiệp hỏa. Nhiệt độ có thể bùng nổ đến mức tận cùng, coi như là sao trên trời, đều phải bị đốt thành cho trần, căn bản không phải là người lực có thể ngăn cản. Ồ, Minh Nguyệt Thiên Thư, còn thăng cấp thành lớn nguyên thuật. Đây là đế huyên điện đồ, người không tư cách chấp trường.
Lãnh Mị Hoa Yêu thấy Hạ Nhược Tuyết sử dụng Minh Nguyệt Thiên Thư, mắt đẹp hơi đông lại một cái, lộ ra một tức giận. Cái này cuốn Minh Nguyệt Thiên Thư, từ thái thượng thế giới rớt xuống, trước bị Tinh Nguyệt Thần đạt được, sau đó Tinh Nguyệt Thần chết, lại bị Đế Uyên Điện đạt được, coi là chân bảo. Sau đó, Thái Âm Thỏ Ngọc đánh cắp Minh Nguyệt Thiên Thư, nhân quả dưới cơ duyên, bị Hạ Nhược Tuyết thừa kế, hiện tại thậm chí thăng cấp thành lớn nguyên thuật. Lãnh Mị Hoa Yêu thấy một màn này, tất nhiên nổi nóng. Ở Nữ Hoàng Thiên Cung trong mắt, Hạ Nhược Tuyết là tội nữ, nhưng Đế Uyên Điện trong mắt, cũng có thể coi như là tội nữ. Cho ta chết! Lãnh Mị Hoa Yêu hung hăng thúc giục Hồng Liên Phù Chiếu, đầy trời nghiệp hỏa gào thét gầm thét, hóa thành hỏa long hỏa phượng, cùng kỳ đào một phân. Phân các loại khí tượng, điên cuồng đánh thẳng vào cổ Phật tự tại thiên kết giới vòng bảo vệ. Chỉ cần vòng bảo vệ bị phá, Hạ Nhược Tuyết hẳn phải chết, Minh Nguyệt Thiên Thư cũng có thể lần nữa trở lại Đế Uyên Điện trong tay. Hồng Liên nghiệp hỏa nhiệt độ, chân thực quá cao, coi như Hạ Nhược Tuyết sử dụng Minh Nguyệt Thiên Thư, cũng chỉ có thể hơi trì hoãn một tí thời gian, lại kéo dài nữa, nàng và Huyết Long, còn có Tiêu Thủy Hàn, đều phải bị đầy trời mãnh liệt hỏa thiêu chết. Đáng chết, Đế Uyên Điện chiếm hết địa lợi, chúng ta có thể phiền toái. Tiêu Thủy Hàn cắn răng, nơi này là Đế Uyên Điện Sơn Môn, địch nhân địa lợi ưu thế, thực sự quá lớn. Mượn Đế Uyên Điện địa mạch, Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực, có thể bùng nổ đến mức tận cùng, liền Tiêu Thủy Hàn cái loại này còn chân cảnh ba tầng thiên cao thủ, đều có thể đốt chết. Già Thiên Ma Đế bên kia, cục diện vậy vô cùng bất lợi. Địa Tàng Vô Kỵ vào Huyết Phệ Quỷ Kiêu, hai người liên thủ giết ra, ép được Già Thiên Ma Đế các người, ổn định lui về phía sau. Xâm La Thương Pháp, xuyên qua. Địa Tàng Vô Kỵ sách Thất Tinh Long Đảm Thương, một chút hàn mang đâm ra, sau đó thương xuất như long, đầy trời thương ảnh cuồng vũ, các loại quy luật không ngừng bạo dũng, thẳng giết Già Thiên Ma Đế. Khói báo động kiếm chém. Già Thiên Ma Đế nắm chặt Lục Tiên Kiếm, từng luồng thiên ma khói báo động sôi trào, nghênh kích lên. Kiếm súng giao kích, Già Thiên Ma Đế lập tức bị đẩy lui, ngực gian khí huyết hỗn loạn. Địa Tàng Vô Kỵ, dẫu sao là còn chân cảnh cao thủ, mà Già Thiên Ma Đế, chỉ có thủy nguyên cảnh mà thôi, cảnh giới kém được quá lớn. Mặc dù Già Thiên Ma Đế tọa hạ, còn có một đầu Tuyệt Viêm Hỏa Long, bên cạnh còn có Vũ Chỉ Giao, nhưng dù vậy, đối mặt Địa Tàng Vô Kỵ, hắn vậy cảm thấy vô cùng cố hết sức. Trong truyền thuyết Thiên Hoàng Địa Lão, thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Thằng nhóc, ngươi ở nơi nào? Nếu như lại không hiện thân, chúng ta hôm nay sợ rằng muốn toàn quân chết hết. Già Thiên Ma Đế con ngươi nặng nề, muốn đối phó Địa Tàng Vô Kỵ, sợ rằng phải Diệp Thần ra tay. Dẫu sao, kiếp trước Diệp Thần, là Địa Tàng Vô Kỵ chủ nhân, huyết mạch thượng chiếm cứ áp chế ưu thế. Xem lão Phật Kim Bằng, chính là bị Diệp Thần giết chết. Nếu như Diệp Thần có thể hiện thân, Địa Tàng Vô Kỵ chỉ sợ cũng là hẳn phải chết. Lúc này Diệp Thần, còn ở sâu dưới lòng đất, không ngừng điều tức, xua tan tâm ma bao phủ. Hai nén nhang thời gian, là như vậy rất lâu. Bên ngoài chập chờn, Diệp Thần đã cảm nhận được, hắn rất muốn lập tức xông lên đánh ra, giúp Hạ Nhược Tuyết, Già Thiên Ma Đế các người, thoát khỏi nguy cơ. Nhưng vấn đề là, bả vai hắn vết thương, tâm ma oán khí còn không xua tan, nếu như lúc này động thủ, vậy cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Một khi bị tâm ma cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Viêm Khôn, Ma Đế tiền bối, Nhược Tuyết, Huyết Long, Tiêu, chờ ta. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, hắn mặc dù chỉ có bổ thiên cảnh 7 tầng thiên tu vi, nhưng hiện tại, có kiếp lôi tôn sư toàn lực nhập vào người, hắn có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Một khi bùng nổ bản vạn lôi diệt thế hạ xuống, chỉ sợ cái gì Lãnh Mị Hoa Yêu, cái gì Địa Tàng Vô Kỵ, cái gì Huyết Phệ Quỷ Kiêu, toàn bộ đều muốn tan thành mây khói. Bên kia, Cổ Trọng Thư không tìm được Diệp Thần, vội vàng trở về hướng Đế Thích Thiên bẩm báo. Đế Thích đại nhân, luân hồi chi chủ không thấy. Cổ Trọng Thư trong thanh âm mang một chút lo âu, Chu Diệt luân hồi chi chủ, cái này quan hệ đến sống lại tiên chủ Yến Trường Ca nghiệp lớn, nếu như bị luân hồi chi chủ chạy, vậy hết thảy nguyện vọng đều đưa trở thành bọt nước. Không thấy. Đế Thích Thiên nhướng mày một cái, vì hôm nay đồ thánh đại hội, hắn đã sớm phong tỏa không gian, bày thiên la địa võng, đời này luân hồi chi chủ, nếu dám nhảy vào, vậy thì tuyệt không khả năng chạy khỏi đi ra ngoài. Hơi bấm ngón tay tính toán, Đế Thích Thiên ánh mắt hơi sáng, nhất thời bắt được Diệp Thần vị trí chỗ, nói Trọng Thư trưởng lão mời yên tâm,
luân hồi chi chủ còn ở, hắn trốn lòng đất bên trong đi. Lòng đất, Cổ Trọng Thư hơi sững sờ, Đế Huyền Điện không gian phong tỏa, liền lòng đất không gian vậy giam cầm ở, không thể nào cho người chui xuống đất ẩn núp cơ hội. Đế Thích Thiên nói, hắn có mậu thổ nguyên phù, phá hư cấm chế. Đáng chết, thì ra là như vậy, cái này luân hồi chi chủ, thật đúng là xảo quyệt à. Ta vậy thì đi bắt hắn đi ra. Cổ Trọng Thư biết nhân quả, liền muốn lại dẫn người lên đường, đi bắt Cầm Diệp Thần. Đế Thích Thiên khẽ khoát tay, dừng lại hắn, nói, đừng nóng, cái này luân hồi chi chủ, bây giờ còn có điểm giá trị, là một viên rất tốt con cờ, trễ giờ sau đó là giết hắn không muộn. Cổ Trọng Thư nghi ngờ nói, con cờ. Đế Thích Thiên gật đầu một cái, thấp giọng nói, không sai, con cờ này, có thể dẫn Huyền Cơ Nguyệt ra tay, chỉ cần Huyền Cơ Nguyệt hơi thở tiêu hao, thậm chí bị luân hồi chi chủ đả thương, chính là chúng ta phát động tâm ma xét xử thời cơ. Cổ Trọng Thư nhướng mày một cái, nói, Đế Thích, ngươi thật đúng là nhớ không quên, cố ý muốn phát động tâm ma thẩm phán. Đế Thích Thiên nhàn nhạt nói, đừng quên ước định của chúng ta. Nghe vậy, Cổ Trọng Thư nhất thời yên lặng. Bọn họ tâm ma bát lão, và Đế Thích Thiên đạt thành ước định, chỉ cần diệt trừ luân hồi chi chủ, bọn họ liền toàn lực trợ giúp Đế Thích Thiên, phát động tâm ma thẩm phán. Mà muốn phát động tâm ma thẩm phán, phải cân nhắc Huyền Cơ Nguyệt ngăn trở. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt là toàn bộ thịnh trạng thái, tâm ma thẩm phán muốn thành công, cơ hồ không thể nào. Trừ phi, Huyền Cơ Nguyệt hơi thở bị tổn thương, hoặc là bị thương, Đế Thích Thiên thẩm phán kế hoạch, mới có khả năng thành công. Mà luân hồi chi chủ, chính là Đế Thích Thiên con cờ. Đế Thích Thiên muốn dựa vào con cờ này, đi vào Huyền Cơ Nguyệt tranh đấu, mình ngồi thu mưu lợi bất chính, là tâm ma thẩm phán xóa bỏ chướng ngại. Dừng một chút. Cổ Trọng Thư mở miệng hỏi, đời này luân hồi chi chủ, tu vi chỉ có bổ thiên cảnh 7 tầng thiên, coi như mới vừa đột nhiên bùng nổ, tựa hồ sau lưng có cái gì đại năng phụ thể, đỉnh hơn cũng chỉ mới vừa bước vào còn chân cảnh thực lực, như thế nào là Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Đế Thích Thiên nói, không muốn xem nhẹ luân hồi chi chủ, tên này lá bài tẩy, so chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đối với luân hồi chi chủ, Đế Thích Thiên một mực tâm tồn kiêng kỵ. Nếu như không dùng tới tâm ma đại chú kiếm, kiếp trước luân hồi chi chủ, một chiêu liền có thể nghiền nát hắn. Hai người tới giữa, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Coi như cái này nhất thế, luân hồi chi chủ còn không hoàn toàn trưởng thành, Đế Thích Thiên cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn tin tưởng, nếu như đời này luân hồi chi chủ, toàn lực bùng nổ, tuyệt đối có thể cắn Huyền Cơ Nguyệt một miếng thịt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai nén hương thời gian. Trôi qua rất nhanh. Sâu trong lòng đất, Diệp Thần trong mắt tinh mang bạo sáng, nơi bả vai vết thương, hoàn toàn hết bệnh, tất cả tâm ma hơi thở, cũng bị đuổi tản ra được sạch sẽ. Đến lúc rồi, tiền bối, nên ra tay. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, hướng Kiếp Lôi Tôn sư tỏ ý. Ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, hôm nay đồ thánh đại hội, có thể hay không trở lui toàn thân, vậy thì xem ngươi tạo hóa. Ban đầu ở độ Lôi Thánh Sơn, Kiếp Lôi Tôn sư luyện hóa hàng loạt lôi kiếp, thậm chí còn có thái thượng lôi kiếp tồn tại. Một khi chân chính vạn lôi diệt thế hạ xuống, đích xác có thể tiêu diệt địa tàng vô kỵ, huyết vệ quỷ kiêu, lãnh mị hoa yêu các người, nhưng đến lúc đó, kiếp lôi chí tôn hơi thở, vậy sẽ nghiêm trọng tiêu hao, rơi vào ngủ say, thậm chí biến mất. Đây cũng là Diệp Thần đoạn thời gian này tại sao không dùng tới Kiếp Lôi Tôn sư, mà là vận dụng Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão nguyên nhân. Mất đi Kiếp Lôi Chí Tôn trợ giúp, Diệp Thần muốn rời đi Đế Huyền Điện, cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực. Ta biết, tiền bối, một lần động thủ, vậy là đủ rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, chỉ cần giết chết liền lãnh mị hoa yêu, hắn liền có thể cướp lấy Hồng Liên Phù Chiếu. Vậy trương Hồng Liên Phù Chiếu, là khống chế Hồng Liên Tử Kim Cung tín vật. Có cái này tín vật, Diệp Thần liền có thể tìm ra chân chính Vĩnh Hằng Thánh Vương, rốt cuộc ở nơi nào. Đến lúc đó, mượn vạn lôi diệt thế tạo thành hỗn loạn, Diệp Thần rất có cơ hội, cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương, bỏ trốn. Sống chết thắng bại, liền vào giờ khắc này quyết định. Diệp Thần nắm quyền một cái, lập tức càng không chậm trễ, đem Mai Lan Trúc Cúc các người, toàn bộ nhận được Hoàng Tuyền Đồ bên trong đi, sau đó sử dụng hắc ám nguyên phù, một cái hắc ám ảnh đột, thân thể hóa thành lao một cái mị ảnh, ngay tức thì phá vỡ mặt đất, bay đến Đế Huyền Điện Sơn môn bầu trời. Ùm ùm, trên 9 tầng trời,
truyền tới từng cơn tiếng sấm. Diệp thần vừa xuất hiện, lại có thể kéo trên trời sấm sét, tầng tầng lôi kiếp mây đen, nhất thời bao phủ lên Đế Uyên Điện bầu trời. Kiếp lôi chí tôn tu vi năng lượng, toàn bộ chiếu ở Diệp thần trên mình. Giờ khắc này, Diệp thần cả người sấm sét xen lẫn, lại là diễn hóa ra liền một bộ sấm sét chiến bào, hô hấp tới giữa, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như đến từ cửu thiên lôi thần. Nhức mắt lôi mang, chiếu sáng toàn trường. Tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt hội tụ ở Diệp thần trên mình. Luân hồi chi chủ xuất hiện. Hơi thở này tựa hồ là còn chân cảnh. Đây chính là cái này nhất thế luân hồi chi chủ thực lực sao? Còn chân cảnh sơ kỳ, mặc dù vậy coi là thực lực kinh người, nhưng cái này điểm tu vi, như thế nào chống lại Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt? Các nhà các phái các cường giả, thấy Diệp thần lần nữa hạ xuống, nhất thời lấy làm kinh hãi. Bây giờ Diệp thần, có kiếp lôi tôn sư nhập vào người, hơi thở ước chừng đạt tới còn chân cảnh sơ kỳ, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là, so với Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, cái này tu vi, còn kém xa, căn bản không cách nào chống lại. Mà ở cực cao trên bầu trời, một nơi ẩn núp trong không gian, ba đạo ánh mắt vậy đang chăm chú nhìn Diệp thần. Cái này ba người, lại là Nhâm Phi Phàm, Diệp Lão, Kỳ Tư Thanh. Nhâm tiền bối, Diệp tiền bối, cầu các ngươi nhanh lên một chút ra tay, mau cứu Diệp thần. Kỳ Tư Thanh quỳ xuống Nhâm Phi Phàm và Diệp Lão trước mặt, bi thương khẩn cầu. Dưới mắt Diệp thần chấp trưởng sấm sét, tiếng sấm thậm chí chấn động cái này mảnh không gian, uy danh khoáng đạt vô cùng, nhưng Kỳ Tư Thanh biết, Diệp thần thực lực, và Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên so sánh, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Hôm nay đồ thánh đại hội, Diệp thần muốn trở lui toàn thân, cơ hồ không có thể. Cho nên, Kỳ Tư Thanh chỉ có thể cầu Nhâm Phi Phàm và Diệp Lão ra tay, muốn cứu vãn Diệp thần. Đây là hắn kiếp số, chúng ta cũng không thể vọng động. Nếu bị cấp trên phát hiện, không chỉ có thằng nhóc kia phải chết, sợ rằng ta và Diệp Lão, nhiều năm bố cục tâm huyết, cũng phải hủy trong chốc lát. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, chàng này đồ thánh đại hội, là Diệp thần tự thân kiếp số, người ngoài nếu như cưỡng ép nhúng tay, ngược lại kích động nhân quả, phiền toái nghiêm trọng. À, cô nương, chúng ta có thể làm, chỉ là tận lực giúp hắn che giấu thiên cơ, sợ bị cấp trên rình rập. Diệp Lão cũng là lắc đầu than thở. Già nua bàn tay liền liền kết ấn, thay Diệp thần che giấu thiên cơ, tận lực không bị cấp trên phát hiện. Nếu như lần này đồ thánh đại hội, Diệp thần có thể chạy khỏi đi ra ngoài, có Nhâm Phi Phàm và Diệp Lão che giấu, hắn chí ít sẽ không hoàn toàn bại lộ, còn có thể lại trưởng thành một đoạn thời gian. Vậy ta đi xuống, ta phải giúp hắn. Kỳ Tư Thanh cắn chặt hàm răng, Diệp thần ở nàng trong suy nghĩ, vị trí quá trọng yếu, nàng không thể nhìn Diệp thần xảy ra chuyện. Không, người thân cái nữ võ thần huyết mạch, sự tồn tại của ngươi vô cùng trọng yếu, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời cơ xuất thủ. Nhâm Phi Phàm vung tay lên, một đạo vô hình vách tường, chặn lại Kỳ Tư Thanh, ngăn cản nàng đi xuống ý niệm. Kỳ Tư Thanh vội la lên, vậy lúc nào thì, mới đến phiên ta ra tay. Nhâm Phi Phàm chậm rãi phun ra một chữ chờ. Hình ảnh trở lại trên chiến trường, Diệp thần hạ xuống Đế Uyên Điện bầu trời, nhìn một chút Đế Thích Thiên. Lại nhìn vọng Huyền Cơ Nguyệt, chỉ cảm thấy ngập trời nguy hiểm, ngập trời áp lực. Cái này hai người, nếu như tự mình động thủ, vậy hắn thì phiền toái. Thật may Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, nghi kỵ lẫn nhau, cũng không muốn động thủ trước, miễn được bị đối phương lượm tiện nghi. Thế cục, duy trì một loại vi diệu thăng bằng. Nhưng Diệp thần biết, sự cân bằng này, rất dễ dàng bị phá vỡ. Một khi Đế Thích Thiên hoặc là Huyền Cơ Nguyệt, hai người tùy tiện một cái ra tay, Diệp thần đều là cửu tử nhất sanh. Cho nên, phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp hai người còn không hạ định quyết tâm trước, cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương, chạy khỏi đi ra ngoài. Thiên tiên cẩm lý, ác linh tan đi. Diệp thần nhìn xuống phía dưới, liền thấy đầy khắp núi đổi địa ngục ma binh, đã đem Viêm Khôn nuốt mất. Viêm Khôn hơi thở, chỉ còn lại một chút. Diệp thần quyết định thật nhanh, bàn tay vung lên. Từng luồng tiên khí tràn ngập xuống, bầy khắp phía dưới dãy núi. Vậy tàn phá bừa bãi ma khí, nhất thời tan đi. Tất cả địa ngục ma binh, ở cuồn cuộn tiên khí rội rửa, phát ra rắc 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 tiếng vang, bộ xương nghiền, hóa thành cho tàn. Tới giữa núi rừng, dũng nhảy lên từng cái cá coi, vô tận tiên quang hà thải, tràn ngập toàn trường, để cho tất cả mọi người đều tinh thần sảng khoái. Viêm Khôn bóng người, cũng lộ ra ngoài.
Lúc này Viêm Khôn đã đổ xuống đất, cả người mình đầy thương tích, da thịt nát, cả người cũng nhanh bị tất cả địa ngục ma binh kéo bể. Thật may hắn Càn Khôn thần tộc huyết mạch cường hãn, lại có thể treo một hơi không chết. Thật may. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người còn sống, coi như chỉ còn lại một hơi, Diệp Thần dựa vào bát quái thiên đan thuật, đều có thể cứu vãn. Hắn vung tay lên, lập tức đem Viêm Khôn nhận được hoàng tuyển đồ bên trong đi. Chủ nhân, sư phụ, Huyết Long, Tiêu Thủy Hàn, Hạ Nhược Tuyết, Già Thiên Ma Đế các người, thấy Diệp Thần xuất hiện, nhất thời vô cùng kích động. Diệp Thần cả người sấm sét nổ tung, cho người một loại cực kỳ ưu việt cảm giác, tựa như có thể trấn áp hết thảy họa loạn, để cho người an tâm. Luân hồi chi chủ, Địa Tàng Vô Kỵ, Huyết Vệ Quỷ Kiêu, Lãnh Mị Hoa Yêu ba người, thấy Diệp Thần bóng người, sắc mặt nhưng là đặc biệt ngưng trọng. Đặc biệt là Địa Tàng Vô Kỵ, cả người cũng run rẩy, một cổ xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi cùng thần phục, không ngừng sôi trào lên, chỉ vậy không ngừng được. Kiếp trước Diệp Thần, nhưng mà Địa Tàng Vô Kỵ chủ nhân, huyết mạch tuyệt đối áp chế. Gặp được Diệp Thần, Địa Tàng Vô Kỵ giống như chuột thấy mèo. Vu Cưỡi, ngươi lăn tới đây cho ta. Diệp Thần nhìn chằm chằm Địa Tàng Vô Kỵ, quát lên một tiếng lớn. Địa Tàng Vô Kỵ cả người run rẩy, tựa như thân bất do kỷ, đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, nói, bái kiến luân hồi chi chủ. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, trong mắt vô cùng rét lạnh, nói, rất tốt, còn chân cảnh sơ kỳ, ngươi thực lực không tệ à, vừa vặn cho ta tế trời. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần bàn tay bắt Địa Tàng Vô Kỵ thiên linh cái, uy lực đè xuống, lại có thể rất miễn cưỡng bước ra Địa Tàng Vô Kỵ hồn phách. Sinh linh tế trời, vạn lôi diệt thế, hạ xuống. Diệp Thần mãnh quát một tiếng, tại chỗ hiến tế Địa Tàng Vô Kỵ hồn phách, phát động vạn lôi diệt thế. Địa Tàng Vô Kỵ kêu thảm một tiếng, hồn phách bị tế trời, ngay tức thì hóa thành một cổ thi thể. Ở tuyệt đối huyết mạch dưới áp chế, hắn lại có thể liền một chút phản kháng chỗ trống cũng không có, trực tiếp bị Diệp Thần giết chết. Ban đầu lão Phật Kim Bằng, ở cuối cùng tử vong giây phút, còn có thể thức tỉnh phản kháng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần đạt được kiếp lôi chí tôn phụ thể, cả người uy nghiêm bạo tăng, Địa Tàng Vô Kỵ căn bản không cách nào vùng vẫy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Diệp Thần cũng không có mềm tay, sát phạt đặc biệt quả quyết. Ở kiếp trước, Thiên Hoàng Địa Lão cũng không có tấn trách bảo vệ hắn, hắn tự nhiên cũng không có nương tay cần thiết. Diệp Thần kiếp trước bố trí, đặc biệt bí mật, Thiên Hoàng Địa Lão cũng không biết. Nói cách khác, ở Thiên Hoàng Địa Lão trong mắt, Diệp Thần là một cái chân chính người bị hại, ở tân hôn đêm, bị Huyền Cơ Nguyệt tru diệt. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có ra tay bảo vệ, hiển nhiên đã toàn bộ bị Huyền Cơ Nguyệt thu mua, hoàn toàn phản bội Diệp Thần. Đối phó người phản bội, Diệp Thần tuyệt sẽ không lưu tình. Địa Tàng Vô Kỵ hồn phách, bị Diệp Thần hiến tế, mà hắn thân thể, thì bị Diệp Thần sách luyện thành một viên huyết đan, chuẩn bị đưa cho Tiểu Hoàng làm lễ vật. Còn có Địa Tàng Vô Kỵ binh khí, Thất Tinh Long Đảm Thương, Diệp Thần vậy đoạt lại. 10 đại nguyên binh, rốt cuộc gom đủ. Tất cả người thấy một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm, vô cùng rung động. Địa Tàng Vô Kỵ tu vi, ước chừng đạt tới còn chân cảnh sơ kỳ, là không kém cao thủ. Nhưng hiện tại, vừa đối mặt, lại có thể trực tiếp bị Diệp Thần đào hết hồn phách, hiến tế lên trời, liền một chút xíu phản kháng cũng không có. Trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch, lại có thể bá đạo đến tình cảnh này, đơn giản là bao trùm chư thiên. Trên quảng trường, Huyền Cơ Nguyệt mắt thấy một màn này, sắc mặt triệt để thay đổi. Coi như là nàng, ở Địa Tàng Vô Kỵ trước mặt, cũng không có lớn như vậy uy nghiêm. Nhưng Diệp Thần, ở luân hồi huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn hồi phục dưới tình huống, như cũng có thể ung dung áp chế Địa Tàng Vô Kỵ, không phí nhiều sức. Cái này luân hồi huyết mạch, đơn giản là không nói phải trái mạnh mẽ. Tên này, ta tuyệt không thể lưu hắn. Huyền Cơ Nguyệt bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm giết Diệp Thần. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Đế Thích Thiên bóng người, nàng liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Nếu như nàng tùy tiện động thủ, coi như giết chết Diệp Thần, vậy phải hao phí tự thân tinh lực. Đến lúc đó, Đế Thích Thiên chim sẻ ở phía sau, ngồi thu mưu lợi bất chính, thậm chí phát động tâm ma thẩm phán, vậy cục diện đem không cách nào thu thập. Nghĩ tới đây, Huyền Cơ Nguyệt cố nhẫn nại, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà một bên Thiên Tâm Kiếm Điệp, trên tay có quý nguồn nước phù,
mượn lớn nguyên khí bảo vệ, thấy Diệp Thần bóng người, ngược lại là không có đặc biệt sợ, nhưng như cũ vô cùng kiêng kỵ. Trên 9 tầng trời, sấm sét nổi lên đến trình độ cao nhất, một phiến đáng sợ lôi kiếp, mãnh liệt hạ xuống. Cái này phiến lôi kiếp, một chút xíu tia chớp, lại có thể phơi bày cổ đồng vậy màu xanh, cổ xưa thần bí, có thái thượng chư thần huyền ảo hơi thở. Thái thượng chư thần, chính là thái thượng thế giới cấp trên cửa. Chư thần nói, tức là chân lý. Chư thần nói muốn tồn tại, vậy sinh mạng là được bất hủ. Chư thần lôi kiếp, đủ để tiêu diệt tinh không, nghiền nát hết thảy tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Thần dẫn động lôi kiếp, chính là thái thượng lôi kiếp, đại biểu chư thần hủy diệt lực lượng. Minh mông hư không, vô tận bát hoang, thiên địa hư không, tất cả sấm sét tia chớp, nguyên tử chân khí, cũng đang điên cuồng cổn đáng hội tụ, trăm ngàn triệu không gian, tựa như cũng đang chấn động tan vỡ. Thái thượng lôi kiếp, đây là thái thượng lôi kiếp. Lãnh Nghị Hoa Yêu và huyết phệ quỷ kiêu, thấy vậy hạ xuống xuống lôi kiếp, nhất thời kinh hãi được hồn phi phách tán. Cái này lôi kiếp, chính là nhằm vào bọn họ hai cái tới. Lấy bọn họ tu vi, ở chỗ này cùng lôi kiếp dưới, tuyệt đối không có sống sót có thể. Phải biết, Diệp Thần vì cái này lôi kiếp, thậm chí hiến tế địa tàng vô kỵ hồn phách. Cái này thái thượng lôi kiếp năng lượng, chân thực khủng bố đến không cách nào hình dung bước, tựa như thái thượng chư thần đích thân tới, muốn tiêu diệt hết thảy tồn tại. Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt, Thiên Tâm Kiếm Điệp, Cổ Trọng Thư, còn có các nhà các phái tân khách, mắt thấy chàng này lôi kiếp, cũng là toàn trường kinh ngạc. Vạn lôi lao nhanh gầm thét, ầm điếc tai, đầy trời sấm sét lóng lánh, lại có thể huyễn hóa ra chư thần sáng thế, hoàng hôn ngày tận thế, thiên kiếm chấn thủ vân. Vân các loại hình ảnh. Những hình ảnh này, đến từ thái thượng thế giới. Diệp Thần hiến tế địa tàng vô kỵ, phóng thích ra vạn lôi diệt thế. Thậm chí dẫn động thái thượng thế giới hình ảnh, uy thế lớn, làm người ta rung động. Hồng Liên Tử Kim Cung, bảo vệ. Lãnh Nghị Hoa Yêu hoàn toàn luống cuống, nếu như bị lôi điện bổ trúng, nàng vào huyết phệ quỷ kiêu, liền cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Sống chết trước mắt, Lãnh Nghị Hoa Yêu vận dụng Hồng Liên phù chiếu, lại có thể cho gọi ra Hồng Liên Tử Kim Cung hư ảnh. Một tòa khổng lồ cung điện hư ảnh, từ trên trời hạ xuống. Tòa cung điện này, toàn thân xích kim màu sắc, phảng phất là hoàng kim xích ngọc đúc, nhấp nhô từng luồng phong cách cổ xưa huyền ảo hoa văn. Cung điện này vừa xuất hiện, vô tận trong hư không, liền toát ra nhiều đóa hồng liên, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, diễm quang bắn ra bốn phía, rất là xinh đẹp. Lãnh Nghị Hoa Yêu chui vào trong cung điện đi, huyết phệ quỷ kiêu hiện ra hình người, vậy lật đật chui vào trong cung điện đi. Có thể tránh đi nơi nào? Phá cho ta! Diệp Thần cuồng quát một tiếng. Vung tay lên, đầy trời sấm sét vội vàng như luật lệ, điên cuồng hướng về cung điện hư ảnh đánh tới. Từng cái sấm sét hung hăng phách đánh tiếp, tựa như thái thượng chư thần tay cầm lôi tiên, phách đánh mặt đất. Chung quanh không gian quy luật, thời gian pháp tắc, thế giới quy luật vân. Vân, toàn bộ ở trong nháy mắt, bị đầy trời sấm sét nổ. Vậy cung điện hư ảnh, vậy hoàn toàn nghiền, hóa thành một chút xíu nhỏ vụn viêm mang, lưu tán đi. Lãnh Nghị Hoa Yêu và huyết phệ quỷ kiêu thân thể, lộ ra ngoài. Hai người con người bên trong, đều mang to lớn sợ hãi. Hồng Liên Tử Kim Cung, là thiên cung năm bảo đứng đầu, coi như chỉ là một đạo hư ảnh, vậy đủ để bảo vệ thế gian, cho dù là còn chân cảnh tiền kỳ cao thủ, cũng không khả năng oanh phá Hồng Liên Tử Kim Cung phòng ngự. Nhưng hiện tại, Diệp Thần một tay vạn lôi diệt thế, lại có thể ngay tức thì đánh tan tất cả phòng ngự. Đùng đùng. Lãnh Nghị Hoa Yêu và huyết phệ quỷ kiêu, bại lộ ở đầy trời sấm sét dưới, tựa như gặp phải chư thần thẩm phán, từng cái đáng sợ sấm sét, điên cuồng bổ trước bọn họ thân thể. Đế Thích Đại Nhân, cứu mạng. Hai người phát ra kêu thảm thiết, hướng Đế Thích Thiên cầu cứu. Tiểu Mị, gần đây bình tĩnh Đế Thích Thiên, nghe được Lãnh Nghị Hoa Yêu kêu thảm thiết, bỗng nhiên đứng dậy, da mặt lay động, bàn tay khớp xương rắc 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 vang dội, liền muốn ra tay cứu vãn. Nhưng là, thấy Huyền Cơ Nguyệt bóng người, lại nghĩ tới tâm ma thẩm phán, Đế Thích Thiên rất miễn cưỡng ngồi xuống. Sấm sét giết người, chỉ ở trong nháy mắt. Lãnh Nghị Hoa Yêu và huyết phệ quỷ kiêu, ở vạn lôi diệt thế oanh tạc hạ, ngay tức thì hóa thành hư không, liền một chút cho cốt cũng không có để lại. Đế Thích Thiên thân thể hơi phát run, cũng không người nào biết lòng hắn bên trong có bao nhiêu bi thương. Đến nơi này một khắc,
hắn một tay chế tạo lãnh huyết vô tình, toàn bộ bỏ mình. Đầy trời sấm sét hạ xuống xuống, Đế Huyền Điện trước sơn môn tuyến, cũng bị hoàn toàn phá hủy. Vô số núi cao, vô số rừng rậm, vô số cung điện lâu đài, trong nháy mắt trở thành phế tích. Tất cả ở tiền tuyến tham chiến Đế Huyền Điện các đệ tử, các trưởng lão, toàn bộ bị giết hết, hài cốt không còn. Sư phụ thật là lợi hại. Tiêu Thủy Hàn thấy vạn lôi diệt thế tạo thành khủng bố phá hoại, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Huyết Long, Hạ Nhược Tuyết, Già Thiên Ma Đế các người, cũng là rung động được tột đỉnh. Cái này thái thượng sấm sét thiên uy, thật là giống như chư thần diệt thế, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, đích thực quá đáng sợ. Mới vừa còn vô cùng phách lối lãnh mị hoa yêu, huyết phệ quỷ kiêu, hiện tại tất cả đều tan thành mây khói. Diệp Thần ngón này, xóa bỏ toàn trường, đơn giản là vô địch. Hơn nữa những thứ này lôi kiếp, thậm chí mang theo linh tính, chỉ giết Đế Huyền Điện người, không có tổn hại đến người mình. Chú ý, ta tận lực, tiếp theo dựa vào chính ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, kiếp lôi tôn sư thấy vạn lôi diệt thế tạo thành phá hoại, cũng là híp mắt, mang trên mặt vẻ đắc ý và kích động.